chương 81, thái tử căn cơ còn thấp, quốc công tứ vực hắn chỉ tin tay vực trung tâm với hắn. Ai ngờ, người đầu tiên công khai phản loạn, lại chính là Trung Hữu Ngọc, vô liêm sĩ, thái tử một cước đạp lăn bàn trà trước mặt, tấu chương và cốc nhỏ ào ào vỡ nát, chu kháng, có thân, ngự tiền thị vệ chu kháng, bây giờ đã thăng làm phó thống lĩnh vũ lâm quân. Vì mùi mùi vào đông cung làm thiếp phi, địa vị cả gia tộc cũng như thuyền lên theo nước, ngươi mang binh đi, chặn Trung Hữu Ngọc đoạt tất cả lương thảo lại, bắt người về kinh cho cô. Nếu chống lại không theo, giết chết không cần luận tội, thái tử nghiến răng nghiến lời nói, siết tay đến tiếng xương vang lên răng rắc, cướp bóc kho lúa biên ải, chẳng khác nào mưu nghịch, dạ, chu kháng nữ điệu lạnh lẽo mà đáp, cúi thấp cái trán hẹp ngắn làm bộ dạng phục tùng, cũng không giấu được đôi mắt lộ ra hung quan khinh thường, chu kháng lĩnh mệnh mà đi, chu lương viện từ sau điện tới. Hôm nay không mặc áo bào đen, chỉ mặc một thân cung trang bình thường, thoạt nhìn dịu dàng hơn lúc trước một ít, đại vu truyền tin tức đến, các lộc hầu đang ở trong quân doanh thẩm lâu, điện hạ không bằng dùng danh nghĩa hoàng thượng triệu hắn về, hắn là nhi tử thánh nữ, ta, à, nói còn chưa dứt lời, chu thị đột nhiên bị thái tử bóp cổ, nhất thời không cất nổi lời, cả người bị hắn một tay nhấc lên, dần dần chỉ còn dư lại mũi chân chạm đất, cơ thể không tự chủ co quắp lại, đừng coi cô như kẻ ngu si mà trêu đùa, cô và đại vu của ngươi bất quá là đôi bên cùng có lợi, không phải tín đồ của hắn, càng không phải con tốt để hắn sai khiến. Tính kế lật bài, cô diệt người mang trước, phong chương mắt lạnh nhìn nàng dãy dùa, gằn từng chữ, nói xong, mới hất tay ném chu thị mặt mày xanh tím xuống đất. Khụ khụ khục, chu thị phủ phục trên đất ho sặc không ngừng, đến nửa ngày mới ngừng lại, liếc mắt nhìn thái tử, cúi đầu che lại vẻ oán độc trên mặt. Xe ngựa mang theo lương thảo đi không nhanh, mắt thấy còn có quãng dài nữa mới đuổi kịp quân bắt vượt, lại chiếm được tin tức chu kháng sắp tới rồi chung hữu ngọc vô cùng ảo não hai ta nếu là hai người thì có thể một người đọ sức với hắn một người mang lương thực chạy bây giờ thật đúng là bất tiện chung vô mặt chung hữu ngọc ngươi nói một câu nha tại sao lại không nói trước đây sao không phát hiện ngươi nói ít như vậy hiện tại nhìn không thấy ngươi không nói lời nào ta cũng không thể tìm tới ngươi chung vô mặt có cách chu kháng mang theo năm trăm kỵ binh nhẹ rất nhanh đuổi kịp đội ngũ chung hữu ngọc nhưng không thấy lương thảo chỉ thấy mỗi chung hữu ngọc và mấy chục tướng sĩ linh tinh cùng nhau nướng thịt ăn cơm ui chu thống lĩnh ngọn gió nào thổi ngươi tới chung hữu ngọc mặc bạch y lại không nhiều phong nhã mà ngồi trên mặt đất nhìn thấy chu kháng đến cũng không đứng dậy giơ xiên thịt thỏ nướng dùng sức cắn một cái thịt này nướng già rồi thuộc hà phụng lệnh thái tử đến kính xin tố quốc công giao lương thảo cướp từ lạc dương ra theo thuộc hạ hồi cung chu kháng làm thủ hiệu ra hiệu hai vũ lâm quân theo sau đi tìm lương thảo đại quân ở bên ngoài hiện nay binh lực trong kinh không đủ thái tử chỉ cho chu kháng không tới mười tu sĩ còn lại đều là phạm binh nhưng bên người chung hữu ngọc tu sĩ binh cũng lác đác không có mấy ai cũng không thể diệt ai quan sát lẫn nhau một phen chung hữu ngọc túm vai chu kháng kéo người qua một bên sau đó liếu lo không nghĩ nói cũng không phải ta muốn cướp kho lúa quả thật bị thẩm lâu bức bách gây nên ngươi thấy ta giống người mưu nghịch sao giống chứ? Hiển nhiên không giống, ta và thái tử cùng nhau lớn lên, ta phản ai cũng sẽ không phản hắn. Những thân binh này, đều là người bắt vực, trong đó còn có mấy cao thủ, ta là thân bất do kỹ. Nếu chu thống lĩnh đến, vừa vặn có thể cứu ta. Ngươi xem, bên kia, là hướng lương thảo chở đi, lát nữa hai ta giả bộ đánh một trận, ngươi bắt ta đi, chúng ta cùng hướng bên kia truy lương thảo, nói, chỉ chỉ đường phía tây chu kháng nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn chung hữu ngọc thở dài được rồi nói thật cho ngươi biết ba ngàn tinh tinh chia làm hai đường một đường hướng đông một đường đi tây phía tây là lương thực thật còn phía đông là giả kế sách của thẩm lâu là muốn ta dẫn ngươi về phía đông chu kháng xoay người lên ngựa đi chờ ta ăn xong chung hữu ngọc không nhanh không chậm một lần nữa cầm lấy thỏ chu kháng soạt một tiếng rút linh kiếm cắt đứt thịt xuyên qua cành cây quốc công muốn ăn đợi hồi kinh rồi ăn, ngươi dám hướng ta rút kiếm, Chung hữu ngọc đột nhiên thay đổi sắc mặt, rút linh kiếm ra trong nháy mắt vồ tới hướng Chu kháng, hắn linh lực không bằng Chu kháng, cho nên chiêu đầu tiên, xông thẳng cặp mắt đầy khinh thường kia mà đâm tới, Chu kháng ngửa người tránh né, đầu gối chấm đất dùng tư thế quỳ tránh thoát xa khoảng một trượng, vương mình nhảy lên, chuẩn bị đánh về, lại phát hiện Chung hữu ngọc đã ngự kiếm chạy trốn về phía tây, lập tức đạp lên linh kiếm truy đuổi. Bay nửa ngày mới ngăn được người lại lúc này đã khiến hắn bỏ xa đám kỵ binh nhẹ vì phòng có trò lừa chu kháng hạn chế để chung hữu ngọc lại ở tại chỗ chờ kỵ binh của hắn áp giải lương thảo có ba ngàn tướng sĩ không biết có bao nhiêu tu sĩ nếu một mình đuổi tới sợ sẽ bị linh kiếm đâm thành cái sàn nhất định phải mang theo lính đi một chút ngừng một chút chung hữu ngọc lúc muốn đi tiểu lúc muốn uống nước trì hoãn không ít thời gian hai tên vũ lâm quân đi tìm lương thảo trở về nhỏ giọng nói với chu kháng có hai đường, một đường hướng tây, một đường hướng đông, đang nói, Trung hữu Ngọc thừa dịp chưa sẵn sàng, lần thứ hai ngựa kiếm chạy trốn, 30 dặm phía trước có Lương Thảo, Vũ Lâm Quân báo tin nói, có hơn ngàn người, Chu kháng cắn răng, kẹp chặt bụng ngựa đánh mạnh một roi, mang theo kỵ binh đuổi theo Trung hữu Ngọc, ngựa nhanh hơn nữa cũng không đuổi kịp linh kiếm, đuổi một lúc đã không thấy thân ảnh Trung hữu Ngọc đâu, vòng qua một tòa núi vắng, liền nhìn thấy đại đội nhân mã đang đẩy Lương Thảo tiến lên chung vô mặt toàn thân áo đen ngồi trên lưng ngựa mặt không đổi nhìn người tới tố quốc công chu kháng nghiến răng nghiến lợi đuổi theo một linh kiếm mang màu mực lăng không bay tới chắn trước mặt chu kháng chính là bản mệnh linh kiếm nghiêng hề của chung vô mặt chung vô mặt trầm giọng nói người phương nào dừng lại chu kháng cả kinh nhìn kỹ người cưỡi ngựa huynh đệ chung gia giống nhau như đúc nhưng chỉ cần gặp qua hai người bọn họ sẽ không nhận sai vì hai người này tính tình cách biệt quá xa, từ biểu tình có thể phân ra được. Nhị công tử, ngươi sao lại ở đây? Chu Kháng nhìn bốn phía, trên thảo nguyên rộng lớn bằng phẳng, không thấy bóng chung hữu ngọc. Huynh trưởng lệnh, hồi tay vực chung vô mặt sinh ra được bộ mặt đòi nợ, bất kể nói cái gì cũng giống như người khác nợ tiền hắn, cây ngay không sợ chết đứng. Chu Kháng rút kiếm, hất tung vải bọc một chiếc xe ngựa, lộ ra cỏ xanh dính bùn đất, hiển nhiên là đoạn đường này tiện tay rút, ung ục ung ục, một cục đá từ trong đống cỏ xanh lăn ra, rơi xuống bên móng ngựa Chu Kháng, bị lừa rồi. Phía đông mới là Lương Thảo, Chung Hữu Ngọc đã ngự kiếm về hướng đông, Chu Kháng cắn răng, quay đầu liền đi. Thái tử lệnh hắn tróc nã tố quốc công, chưa nói muốn bắt Chung vô mặt, việc cấp bách, nhất định phải lập tức truy đuổi Chung Hữu Ngọc và Lương Thảo, bằng không bọn họ sẽ chạy tới binh doanh thẩm lâu. Mấy trăm nhân mã cùng Chu Kháng quay đầu, một đường chạy hướng đông. Khói bụi cuồn cuộn, biến mất sau tòa núi vắng lặng chung vô mặt thu hồi linh kiếm từ trong túi trên ngựa lấy ra áo ngoài màu trắng mặc lại gió thảo nguyên lạnh mặc dày chút tiết kiệm linh lực các tướng sĩ ném tất cả cỏ xanh lẫn đá bao trùm trên xe xuống lộ ra lương thực trắng toát bên trong khởi hành nhanh chóng chạy hướng âm sơn ha 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 đồ ngu kia chờ hắn truy cản xe ngựa phía đông hoàng hoa thái cũng nguội rồi chung hữu ngọc khoái hoạt cười nói từ trong túi lấy ra bản thân linh kiếm mài hề treo lại bên hông, chung vô mặt không lên tiếng, để để ta không ngờ hữu dũng hữu mưu như vậy, trước đây sao không nhìn ra nha, chung hữu ngọc xoa bóp mặt của mình, chung vô mặt vỗ bỏ cái tay nắm mặt, bắt hắn nắm chặt dây cương, đi, hai đội ngũ đi hai hướng ngược lại, chu kháng nhọc nhằn khổ sở đuổi nửa ngày, rốt cục truy cản được đội ngũ phía đông, nhưng vẫn không gặp chung hữu ngọc, cái gọi là lương thảo, trên xe, tất cả đều là tảng cỏ lớn cùng bùn đất. Chu Kháng tức giận, điểm hết thảy tu sĩ nhảy lên phi kiếm, bọn ngươi đi theo ta, nguy rồi, Chu Kháng đuổi tới, cách quân doanh không đầy 20 dặm, mắt nhìn thắng lợi trong tầm mắt, đã thấy vài đạo linh Quang như mũi tên rời cung sông đến như bay, Chung Hữu Ngọc trút kiếm, lệnh Lương Thảo đi trước, mình cùng vài tu sĩ lưu lại ứng chiến, thái tử có lệnh, tố quốc công mưu nghịch, giết không tha, trường kiếm của Chu Kháng tỏa ra linh quan rạng rỡ bổ tới, hiển nhiên đã bị chọc giận điên lên, không cho Chung Hữu Ngọc cơ hội cãi lại. Trung hữu ngọc tay trái nắm mài hề, tay phải nắm nghiêng hề, hai kiếm giao nhau, vững vàng chặn lại kiếm của Chu Kháng. Cách nhàn trì săn bắn chưa tới một năm, trong thời gian ngắn như vậy, chẳng đủ để huynh đệ Trung gia tiến bộ nhiều. Người thiếu niên vẫn chênh lệch lớn với võ trạng nguyên, dù dùng xong kiếm, linh lực vẫn là linh lực một người, không phải đối thủ của Chu Kháng. Tiểu mặt, hai ta đánh không lại hắn, ta đến một hai ba, chúng ta chạy, chữ chạy vừa ra, chung vô mặt đã tiếp quản thân thể, nhảy lên linh kiếm nhanh chóng chạy trốn chung hữu ngọc sợ hết hồn để đệ đệ khống chế linh kiếm mình thì cao giọng hô to cứu mạng một đạo linh quang chói mắt từ bên trong bắn ra tiếng cự tiễn xé gió như gió bắt ngày đông kêu khóc xuyên thẳng về phía chu kháng chu kháng tại thế ngàn cân treo sợi tóc tránh được chỗ yếu nhưng mà tiễn kia quá nhanh quá mạnh lực nát tan xương quai xanh kéo theo hắn bay ra xa mười mấy trượng vững vàng đóng trên gò đất nhỏ bên sườn núi cùng lúc đó lâm tính đạp dương cốc kiếm bay ra trước khi chu kháng tránh thoát vùng loan đao thôn câu xoẹt một tiếng cắt đứt đầu của hắn tất cả phát sinh quá nhanh chỉ như giữa cái chớp mắt đợi huynh đệ chung gia thấy rõ tình hình chu kháng đã chết không thể chết lại lâm tính vẫy máu trên loan đao chết nhanh gọn như vậy thực sự là tiện nghi cho con rùa này nếu không phải chiến sự sốt sắng hắn nhất định phải phế bỏ linh lực chu kháng bỏ đói hắn ta ba ngày rồi ném hắn ta tới trên chiến trường đòi lại tất cả khổ nhục phong trọng gặp đời trước, thu đao vào vỏ, liếc chung hữu ngọc đang há hốc mồm một cái, thật vô dụng, thẩm doanh doanh cầm tan hồ cung trong tay, nhảy cà tưng chạy tới rút tiễn. Đại tiễn của nàng đều có tính chất đặc biệt, khảm khối nhỏ lọc ly, không thể vứt bỏ, nhổ tiễn ra, nhìn hai huynh đệ hợp thể kia làm mặt quỷ, thật vô dụng, lương thảo đủ, lọc ly miễn cưỡng đủ, đại quân thế như trẻ tre, một đường đánh tới dưới chân âm sơn, qua âm sơn là vương đình người mang. Vương trướng của ô lạc lan hạ nhược, cùng các bộ lạc quý tộc, đều tụ tập phía bắc âm sơn, thẩm lâu ngồi trên soái vị xem bản đồ, lâm tính lười biến dựa bên cạnh y, thưởng thức ngu nguyên kiếm, ông thạch lan rùa rụt cổ đến chỗ nào rồi. Mấy ngày nay đều không thấy bóng người, hẳn là bị dọa sợ đi, thẩm doanh doanh ngồi trong trướng nguyên soái, sửa lông chim cho đại tiễn của mình. Một mũi tên dùng hai lần, lông đuôi sẽ bị hao tổn, nếu không sửa lại chỉ có thể dùng thêm một lần thu đình ta giúp ngươi sửa chung hữu ngọc lại gần cầm một nhánh đại tiễn trong bao đựng tên của thẩm thu đình tổng cộng chỉ có bảy mũi tên lại nhét tràn đầy tên này chế từ huyền thiết thô hơn tên bình thường rất nhiều để giảng ngôn ca ca sửa cho ta ngươi đi ra thẩm doanh doanh ghét bỏ nói chung hữu ngọc la rầy nghe răng, hắn chính là ta ta chính là hắn khác nhau chỗ nào chung vô mặt không lên tiếng ánh chừng trọng lượng mũi tên cúi đầu cầm lấy một cái lông ưng, xoẹt xoẹt cắt, đưa cho thẩm doanh doanh xem, được chưa, đúng, chính là lớn như vậy, thẩm doanh doanh vô cùng thỏa mãn, có gì khó, ta tới, chung hữu ngọc không phục, một kéo cắt trọc lông chim, thu hồi mắt từ cái người ồn ào kia, lầm tính cuối người, chui qua cánh tay thẩm lâu, víu bàn cùng y xem bản đồ, ôn thạch lan mấy ngày không gặp, nói không chừng ở chỗ này chờ ngươi. Ngón tay thon dài chỉ đến lỗ thủng nơi sơn mạch, nơi đầy tên ác dương lĩnh là nơi mỏng nhất giao giữa Nam Bắc Âm Sơn. Âm Sơn kéo dài hơn ngàn dặm, không vòng qua được, đường gần nhất chính là đi ác dương lĩnh. Sông ác dương lĩnh đường hẹp, dễ thủ khó công, người mang tất nhiên sẽ chiếm đoạt ở đây, để giết bắt vực quân không còn manh giáp. Không sai, thẩm lâu không nhúc nhích, tùy ý lâm tính chui tới chui lui trong khuỷu Tây y, ác dương lĩnh chờ y, có thể là đá lăng, có thể là mưa tên đầy trời, cũng có thể là phệ linh nổ thành pháo hoa. Những bộ lạc khác do ô lạc lan khả hãng hạ, biết vương định bị bao vây cũng sẽ đuổi tới cứu viện đến lúc đó hai đầu giáp công đối với đại quân không đủ lộc ly mà nói lạnh ít giữ nhiều nguyên soái có lãng yên một thân binh thủ vệ đột nhiên vén rèm chỉ lên bầu trời ngoại trướng nói một khói sáng mấy người trong lều lập tức đi ra ngoài nhìn về phía không trung xa xa vẫn còn vết tích có thể thấy rõ ràng kim ngô phát lang yên là thiên tử điểm phong hỏa triệu chư hầu cứu giá đại dung nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Ca, ôn thạch lan không ở đây, liệu có phải là thẩm doanh doanh hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, quay đầu nhìn về phía ca ca, này có lẽ là chiêu vây ngụy cứu triệu hai, hai kế sách của tôn tẩn. Điền kỵ thay vì cứu triệu lại dẫn quân tức tốc tiến thẳng đến kinh đô đại lương của nước ngụy, buộc bàn quyên phải bỏ việc tấn công triệu để quay về cứu nước rồi bị quân điền kỵ đánh cho đại bại trong trận Quế Lăng. Nên phong, giảng ngôn, điểm 50.000 binh mã, Tức khắc về kinh cứu giá, Thẩm Lâu quyết đoán nói: "Không được, ngươi chỉ có 20 vạn đại quân, ta mang đi 50 ngàn, ngươi còn đánh âm sơn thế nào?" Chung Hữu Ngọc không đồng ý nói: "Ta tự có tính toán, Thẩm Lâu không suy nghĩ mang hắn đi điểm binh." Thiên tử gặp chuyện, phóng hỏa lên, Chư hầu bất kể đang ở nơi nào, tất lập tức mang binh hồi kinh. Đây là quy củ khắc vào trong cốt nhục Chư hầu đại dung, đại dung, mấy vạn đại quân người mang đột nhiên xuất hiện ở U Châu, chọn tuyến đường đi sơn hải quan thẳng đến đại dung. Yến Sơn Hầu không thể chống lại, chết dưới đao trảm lan. Nếu bắt vượt vô sự, huyền quốc công sẽ sớm nhất mang binh chặn cản, tạo thành tường đồng vách sắt ngăn người mang ở quan ngoại. Xong, thẩm lâu thâm nhập bắc mạc, thẩm kỳ duệ bị phệ linh làm hại mất hết linh lực, nằm trên giường không dậy nổi. Người mang đối phó với tiểu chư hầu phía bắc Sơn Hải Quan, như các rau gọt dưa, nguy cấp, kinh thành lâm nguy, tiện nhân, phong chương tác chu lương viện ngã lăn xuống đất, các ngươi đây là ý gì điện hạ và đại vu bất quá đôi bên cùng có lợi đây chính là thái tử ngài nói chu lương viện ông mặc giọng mang chê cười mà nói cô cho hắn tiện lợi hắn thay cô giải quyết những lão già kia cô ngăn cản thẩm lâu tấn công bắt mạc hắn khuyên ô lạc lan hạ nhược hòa đàm với đại dung những thứ này đều đã nói thái tử nắm lấy vạt áo chu thị lôi người tới cửa điện kẻ mắt muốn trách mà chỉ ra bên ngoài nhưng hắn đang làm gì chu lương viện không hề sợ hãi gỡ bỏ khóe miệng bị đánh nứt, cười trên đau khổ của người khác, đại vu nói, hợp tác giữa chúng ta và điện hạ, đã kết thúc, tiếp đó, thuận theo thiên ý, báo, người mang đã đánh tới cổng chính dương, kinh đô và tiểu tướng đại doanh vùng lân cận đầy đầu mồ hôi chạy tới báo tin, thời điểm đại dung thành lập, thái tổ hoàng đế dùng núi đá mạc quy cốc sửa chữa thành tường thành cao chóc vót, người ngự kiếm qua trên tường sẽ té xuống, căn bản không qua được, cho nên tấn công đại dung, chỉ có thể dùng cách cổ nhất, oanh tiếng cự mộc va vào cửa thành, vang vọng trong kinh thành vắng lặng, bách tính người phàm sợ hãi không thôi, các tu sĩ thì tụ tập trước thiên môn, chờ hoàng thất trốn đi. Tu sĩ biết ngự kiếm, chỉ cần cách xa bức tường cao này, thì có thể cao chạy xa bay, thái tử điện hạ, người mang binh lực đông đảo, chúng ta hay là rút lui trước đi. Lùi tới núi Thiên Lao, bên đó có đại quân, có thể chống lại, quan đông cung rung lẫy bẫy khuyên nhũ. Cúc, thái tử một cước đá văn quan đông cung, Kinh thành phá, nước nào còn? Bọn ngươi là muốn cô làm người vong quốc sao? Điểm hỏa, triệu chư hậu đến cần vương cứu giá, cuối cùng cũng coi như ngươi còn chút cốt khí, âm thanh nguyên sóc đế trung khí mười phần từ ngoài điện truyền đến, mọi người trong điện đều sững sờ. Phong trác dịch thân mang cổng phục đế vương chậm rãi đến, mười hai kim ngô vệ trái phải, thì vệ ngoài điện cùng quỳ xuống đất. Phụ, phụ hoàng, phong chương không thể tin nhìn phong trác dịch tinh thần quắc thước, vừa nhìn về phía chu thị chu thị cũng vô cùng ngạc nhiên bùa chú phệ linh của đại vua vậy mà mất hiệu lực hoàng thượng bình phục chứ vị sao một bộ như phụ mẫu chết sạch thế chu tinh ly từ phía sau nguyên sóc đế ló đầu ra có lẽ bị thuộc hạ hù đến thống lĩnh vũ lâm quân lưng hùng vai gấu đáp nhấc đầu phó thống lĩnh trong tay ném tới trên đất lăn lông lốc tới bên chân của quan đông cung kia thống lĩnh vũ lâm quân lúc trước bị thái tử sai ra ngoài lùng bắt phong trọng còn lại hai tên phó thống lĩnh một tên là chu kháng một tên chính là vị này, đều là người của thái tử. Phong trác dịch là hoàng đế nhiều năm, không phải người thái tử non nớt có thể so được, trước tiên nắm lại thế cục hoàn thành trong tay. Mới ung dung không vội mà bước vào đông cung. Trong nháy mắt nhìn thấy phụ hoàng, phong chương liền biết không thể cứu vãn, sắc mặt trắng bệt ngã quỵ trên mặt đất. Không thể, cái này không thể nào, chu lương viện nhìn chầm chầm hoàng đế hồi lâu, đột nhiên nhào tới, bị kim ngô vệ ở gần một cước đạp lăn, vững vàng đè xuống đất. Bây giờ tình thế ngoài thành khẩn cấp, không có thời gian thẩm vấn rõ ràng, nguyên sóc đế hạ lệnh, trực tiếp đem thái tử, chu thị cùng đám quan đông cung áp giải vào thiên lao. Vũ Lâm quân trải khắp Kinh Đô và các vùng lân cận trong coi thành, lệnh quan văn triệu tập tất cả tu sĩ trong thành, bất kể xuất thân, chỉ cần chiến giả tham dự trong coi thành đều được tiến tước, người có công thưởng gấp đôi, lại lệnh tất cả kim ngô vệ, từ thiên môn ra khỏi thành, cầm lan yên trong tay, ngự kiếm bay khắp toàn quốc phong hỏa lệnh báo cho toàn bộ chư hầu, tức khắc cứu giá, làm xong tất cả những thứ này, phong trác dịch mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, chân tay mềm nhũng, lùi lại hai bước ngã ngồi vào long ỷ linh mạch tổn hại, đang điền trống trơn. Bây giờ phong trác dịch chính là một người phạm đã có tuổi. Phen long hành hổ bộ vừa rồi, bất quá là gắng sức chống đỡ đến dọa người, chu tinh ly biểu môi, thần lúc trước đã nói, để thái tử đi trong coi thành. Thái tử tuổi trẻ lực tráng, linh lực dồi dào, đợi đẩy lùi người mang rồi trừng trị hắn cũng không muộn, nguyên sóc đế lắc lắc đầu, hắn không thủ được, nhi tử của mình tự mình biết, tuy phong chương do một tay hắn dạy nên, nhưng vào giờ phút này hắn không thể không thừa nhận, phong chương so với phong trọng, không thể nào đuổi kịp nữa rồi, nghỉ ngơi chốc lát, phong trác dịch liền dậy tinh thần, mang theo chu tinh ly leo lên tường cao hoàng cung, phóng tầm mắt tới tình hình ngoài thành. Kinh đô và doanh địa vùng lân cận ngoài thành hai mươi dặm, đang chém giết cùng người mang trên tường thành người người nhốn nháo thủ vệ cửu môn đồng loạt bắn tên đại dung lập quốc trăm năm vẫn là lần đầu bị người đánh tới đại dung phong trác dịch đỡ trên tường gạch xanh ướt đẫm mồ hôi nếu bảo vệ không nổi trẫm sẽ trở thành tội nhân của phong gia trẫm cả đời này chăm lo việc nước chỉ mong trời yên biển lặng quốc thái dân an vì sao lại đi tới tình cảnh ngày hôm nay mất đi linh mạch thái tử mưu nghịch còn bị vây quanh thủ đô chu tinh liên ngồi vào rảnh mái ngói một chân duỗi khỏi tường lắc lư trong không trung xưa nay có người chăm lo việc nước khiến vong quốc cũng có người hoang dâm vô độ làm nên thịnh thế thế sự vô thường hoàng thượng không cần quá chú ý câu khuyên lơn này không khỏi khiến người càng thêm khổ sở phòng trác dịch cúi đầu diệt tiêu a à. không ngờ thời điểm này lại là ngươi hầu bên người trẫm thần cũng không ngờ chu tinh ly đúng lúc ngăn hoàng để đội mũ mão lên đầu mình để hắn dụng thân hy sinh cho nước thần đã đáp ứng tính nhi muốn sống lâu trăm tuổi ngước mắt nhìn phương vị mấy cái cửa thành, tính toán nếu thành bị phá thì trốn từ nơi nào ổn thỏa nhất, nguyên sóc để nói không được nữa, quay người đi xuống khỏi tường thành, chuẩn bị đi thẩm vấn thái tử, chu thị kia đến tột cùng là ai, thái tử thú trắc phi, cũng qua tầng tầng chọn lọc, người này trước lúc tiến cung không có bất cứ vấn đề gì, thân thế cũng rất rõ ràng, chính là thân mùi mùi của chu kháng, hoàn toàn là thần dân đại dung. Có lẽ là tín đồ của mang tộc Đại Vu, Chu Tinh Ly không biết lấy đâu ra một cọng cỏ, ngậm cắn vào trong miệng tín đồ đại vu lâm tín nhìn ác dương lĩnh chìm trong sương chiều nặng nề cách đó không xa hơi nhíu mày người mang không phải đều tin thiên thần gì sao đại vu thế hệ này có tín đồ của riêng mình tín đồ hết lòng tin rằng hắn là vu thần thượng cổ tái thế thẩm lâu màu sắc lạnh lùng nghiêm nghị ngữ điệu bên trong lộ ra mấy phần chán ghét kẻ nào cũng không sợ chết phệ linh sở dĩ sau đó không khống chế được phần lớn do đám tín đồ này cam nguyện làm ám khí hình người nuốt vệ linh chạy tới trong quân đại dung, khó lòng phòng bị. Lâm tính nghe nói như thế, hàng ý từ sau gáy lan tràn đến tận đỉnh đầu. Dãy núi đen xì xì trước mắt, phản phất biến thành vệ nhân cự thú, chỉ chờ đại quân bắt vực vào cuộc. Nếu lần này, không thể ngăn cản vệ linh, thẩm lâu mâu sắc hơi tối tâm, cho dù mất đi 15 vạn đại quân, chỉ còn một thân tu vi này, cũng nhất định phải bóp tắt vệ linh trên thảo nguyên. Thắng bại đối với binh gia là chuyện thường, lần này không thành, còn có lần sau không cần lo lắng ta không lo lắng lâm tính trên dưới đánh giá thẩm lâu cười nói sư phụ có thể bảo đảm tiên giả nhiễm phệ linh không chết ngươi nếu nhiễm phải ta dẫn ngươi đi nam vực làm một đôi phu phu người phàm thẩm lâu bật cười giang tay tiếp được lâm tính từ trên ngựa nhảy xuống cũng tốt ở nam vực ta còn mấy quán trà chỗ sản nghiệp đó cũng tính đừng để người khác biết ta sẽ kể chuyện còn coi số mạng không để ngươi đói lâm tính hất cầm lên khá đắc ý nói nhưng ta ngoại trừ đánh trận, không biết làm gì, thẩm lâu cúi đầu, mắt mang ý cười mà nhìn hắn, ngươi sẽ khắc tiểu lộc, cái đó không bán, thẩm doanh doanh dục ngựa chạy tới, đột nhiên ghìm ngựa dưới sườn núi, nhìn hai người sắp dính vào nhau, trực giác cho thấy mình trở về lúc này không thích hợp, mãi đến lúc ngựa gặm sạch mảnh cỏ xanh dưới chân, huynh trưởng mới nhớ tới gọi nàng lại, doanh trại đã cắm xong, trong hai mươi vị trí đầu chính là ác dương lĩnh, trinh sát đến báo, dãy núi kia đóng quân đông đảo, đồng thời vẫn đang tiếp tục tăng cường. Nhưng trận này không thể không đánh, ôn thạch làng đang tấn công đại dung, không còn ôn thạch làng, quân người mang tự như lão hổ mất vuốt, dễ thu dọn hơn thường ngày nhiều, thời cơ không thể vụt mất, người mang cho rằng vây ngụy cứu triệu, trên thực tế lại là mang củi cứu hỏa. Thẩm doanh doanh sắc mặt nghiêm túc nghe tướng quân tình báo cho huynh trưởng, ánh mắt lại không nhìn được liếc trên người lâm tính. Những ngày qua, lâm tính vẫn luôn ở tại soái trướng, thẩm doanh doanh cho dù ngu ngốc đến mấy, cũng nhìn ra bất thường lâm tín víu vai thẩm lâu nhìn nàng chớp chớp mắt màn đêm buông xuống ngoài kinh thành vẫn chém vết không ngừng thống lĩnh mũi tên không đủ tướng sĩ trong coi cổng thành chính dương lớn tiếng báo với thống lĩnh vũ lâm quân trên đại cao đối diện thống lĩnh lộc ly cửa đông báo nguy tướng sĩ trong coi thành cửa đông hỗn hà hỗn hển chạy tới đầu đầy mồ hôi nói còn tưởng rằng đến buổi tối người mang có thể dừng công thành không ngờ những kẻ này giống sói càng tối càng hung ác ngoài thành và vùng lân cận không chống đỡ nổi, đã trở về thành tạm nghỉ ngơi, cửu môn đều được chu tinh ly dùng chu sa vẽ trận, khảm lộc ly, trở nên vững chãi hơn cả tường thành, không sợ cự mộc phá cổng, người mang tựa như châu chấu đánh về phía tường thành, bắt đầu leo lên, không còn tiễn, thì đổ dầu, chu tinh ly nhảy lên tường thành, xuân ngấn ra khỏi vỏ, đâm chết một tên người mang vừa bò lên trên đầu tường. Nguyên sóc đế ở trong cung cằn nhằn không yên, tiếp tục nghe, hắn sợ sẽ không nhịn được hành thích vua mất, liền đòi hoàng lệnh đến trên tường thành hỗ trợ đám thị vệ trong cung đến cùng chu tinh ly mang mấy thùng dầu lớn đặt lên thành lầu đổ tàu trên mái tường trắng dầu ồ ồ chảy xuôi xuống rót đầy mặt đầy người người mang đang treo tường châm lửa thống lĩnh vũ lâm quân cao giọng hạ lệnh mũi tên cuốn sợi bông châm lửa vọt thẳng tới người mang thân đầy dầu oanh hỏa diễm bùng cao ba thước người mang trên tường hét thảm giống như xác cây khô khốc gió lớn thổi qua liền tàu ào rụng xuống tường thành biến thành một bức tường ấm ánh đỏ sáng suốt bầu trời đêm đại dung tiếng kèn lệnh của người mang vang lên không leo lên tường thành nữa cung tên như gió lốc đột nhiên rơi như mưa theo ánh lửa đập tới thái sư cẩn thận tiểu tướng đứng bên người chu tinh ly kinh ngạc thốt lên chu tinh ly kéo kiếm keng 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 ngăn trở ba mũi tên cầm lấy cổ áo tiểu tướng kia cuối người trốn sau mái tường trắng tiểu tử ngốc tự bảo vệ tốt cho mình đi cừ sơn hầu tới kinh thành sớm nhất chỉ cần thời gian một ngày sống qua đêm nay, liền có cơ hội thở lấy hơi. Người mang tự hồ cũng biết chuyện này, bất chấp sống chết mà công thành. Đùng, âm thanh bạo liệt từ không trung phía xa xa tường thành vang lên. Thứ gì, Chu Tinh Ly tò mò nhìn sang, chưa nhìn rõ ràng, mái tường trắng mỏng manh phía sau đột nhiên nổ tung ra, đẩy cả người hắn ra ngoài. Tường thành cao hơn 10 trượng, không thể ngự kiếm, Chu Tinh Ly quăng người xuống đầu tường, rơi xuống hướng trong thành. Thái sư, tiểu tướng kia kinh hô xông lên dập tắt lửa, lại thêm một tiếng vang thật lớn, gạch đá vỡ tan. Chu Tinh Ly lập tức rút kiếm đâm xuyên vào trong vách tường, miễn cưỡng ổn định thân hình, tiểu tướng trên đầu tường lại ngã xuống. Máu tươi nóng rực phun tung tóe đến trên mặt Chu Tinh Ly, tiểu tử. Chu Tinh Ly rút kiếm, mượn lực một lần nữa vượt lên, vững vàng tiếp được thân thể tiểu tướng. Hạ lục hồn. Hạ lục hồn, quân người mang bắt đầu cùng hô to, bộ dáng cực kỳ kích động. Đoàn người tách ra một đường, phần cuối đứng một tráng hán chiều cao chính thước, lưng hùng vai gấu, tay tráng hán cầm một chiếc cung cực lớn, chân trụ vững chãi, mũi tên lóe lóe tia sáng lạnh lẽo, nhắm thẳng vào Chu Tinh Ly, người bắt mạc, tôn xưng đại lực sĩ là hạ lục hồn. Quy lực cung nỏ này, không phân cao thấp với tang hồ của thẩm doanh doanh, trực tiếp bắn thủng mái tường trắng. Dầu hỏa trên tường thành cháy hết, cự tiễn đen thui phản chiếu ánh lửa cuối cùng, xông thẳng tới, Chu Tinh Ly không né tránh về sau, mà vận linh lực nhanh chóng đi mấy bước chân kỳ quái trong mắt người mang, người trên lâu thành hệt như quỷ quái, trước còn ở chỗ cũ, chớp mắt tiếp theo đã đột nhiên biến thành tàn ảnh, cự tiễn không thương tổn đến chu tinh ly, bắn trúng gạch xanh dưới chân, tường thành ầm ầm sụp xuống một góc. Tướng sĩ trong coi thành tử thương nặng nề, chưa kịp bổ sung, người mang dựng thang mây đến mấy chỗ hỏng thấp, tu sĩ binh tay chân linh hoạt hai ba lần leo lên đến, chu tinh ly lập tức nâng kiếm chém về, đánh xa biến thành cận chiến, thống lĩnh vũ lâm quân chui từ trong đống gạch nát tan ra chậm rãi từng bước mà vọt tới bên người chu tinh ly cùng hắn giết binh lính người mang tướng sĩ đại dung trong coi thành lần lượt cầm lấy đao kiếm cùng người mang chém giết từ hoàng hôn hơi trầm xuống chém giết đến trăng lên giữa trời dù linh lực cao như chu tinh ly cũng có chút trung tay thình lình đã trúng hai đao đầu gối mềm nhũng trượt ngã xuống đất tên hạ lục hồn kia đột nhiên bò lên giơ đại đao chém tới thắt lưng chu tinh ly quan sát hồi lâu người mang từ lâu đã nhìn ra Chu Tinh Ly có linh lực mạnh nhất trong số binh tướng trong coi thành, cũng vô sĩ nhất, chính là hắn luôn luôn ra các chủ ý đặc biệt kỳ quái, khiến cho bọn họ thương vong nặng nề. Xuân Ngấn kiếm vững vàng chặn trước người, Lộc Ly trên chui kiếm vụt sáng hai lần vỡ thành bột mịn, linh lực đột nhiên biến mất. Chu Tinh Ly biến sắc, nhìn sau lưng Hạ Lục Hồn hô to, trùng, chém chết hắn. Hạ Lục Hồn lập tức vặn người đón đỡ, phía sau chẳng có gì cả. Võ kiếm Xuân Ngấn hệt như thiêu hỏa côn xoay một vòng trong tay Chu Tinh Ly nặng nề đâm hướng hạ bộ người mang kia a à, đại lực sĩ người mang kêu thảm một tiếng lui lại hai bước chu tinh ly lần nữa tân trang lộc ly hướng người kia ngoắc ngoắc tay người hán đê tiện hạ lục hồn hét lớn một tiếng xông tới ánh mắt chu tinh ly đột nhiên sáng lên trùng chém chết hắn hạ lục hồn tức giận một cái kế sách dùng hai lần nghĩ hắn ngu sao liều mạng xông lên bỗng nhiên bước chân dừng lại đầu chậm rãi nhìn xuống một linh kiếm sắc bén đâm xuyên thân vọt ra Sư phụ, phong trọng lướt qua đại quân chạy tới trước, nghe lời mà chém chết hạ lục hồn, nhảy vọt đến bên người sư phụ, người không sao chứ, chu tinh ly thoát lực mà dựa vào trên lưng phong trọng, ngươi còn không đến thì có chuyện, dết, sau lưng đại quân người mang, đột nhiên truyền đến tiếng la dết. Tiếng kèn lệnh lên, tư thế công thành của người mang chật giảm, người mang binh từ đâu đến, chu tinh ly ngạc nhiên hỏi, đông vực, phong trọng trở tay dết một tên người mang mưu toan đánh lén, kéo sư phụ đến trên lưng, vịnh tường thành vỡ vụn bò vào trong thành xa xa trên chiến trường ánh kiếm màu xanh của lâm khúc cắt ngang đêm dài phong trọng vốn định mượn thuyền đông vực vận chuyển lộc ly lâm khúc nghe bắt mạc chiến sự khẩn đường đệ nhà mình cũng đi liền cho phong trọng một nhánh tinh binh để hắn lặng lẽ mang đi hỗ trợ thuyền chưa tới sơn hải quan ở phụ cận kinh thành thì đổi sang vận chuyển đường bộ vừa rời thuyền liền nhìn thấy lan yên không bao lâu lâm khúc mang theo cao thủ lâm gia ngự kiếm tới điều binh đều bớt đi, trực tiếp mang theo nhánh tinh binh cho phong trọng mượn này đến cứu viện đại dung. Tốt, 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 phong trác dịch nghe phong trọng nói xong, nắm lấy tay hắn kích động hơi phát run ta đúng là có phúc tinh, dường như không nghe ra nam vực, bắc vực, đông vực cấu kết với nhau cải lệnh thái tử. Chu tinh liên ngồi phịch trên giường mềm, để thái y chữa trị vết thương, tinh từ bắc vực nói, hoài nghi ôn thạch lan tự mình mang binh, người có thấy ôn thạch lan không? Sắc trời mờ mờ, tiếng kèn lệnh lên, thẩm doanh doanh làm tiên phong, mang theo đại quân nghỉ ngơi một đêm bắt đầu xuất phát hướng ác dương lĩnh. Thẩm lâu làm nguyên soái trấn thủ trong trướng, có thân vệ ngự kiếm hối hạ truyền lệnh giữa chiến trường và doanh trại. Trước đó không lâu, nhận tam không biết đi nơi nào đưa tin, rốt cục trở về, tiến đến bên tai lâm tính nhỏ giọng nói hai câu. Lâm tính thờ ơ gật gật đầu, tiếp tục nắm bùn đất trong tay, tiện tay ném cho hắn mấy đồng tiền, sai hắn đi mua con gà nướng đến. Thẩm lâu thấy thế, biết không phải tin tức trọng yếu gì cũng không hỏi nhiều đại quân đã tấn công vào ác dương lĩnh cùng quân người mang giao chiến say sưa chốc lát không phân thắng bại nguyên soái thân binh báo tin chạy nhanh vào cảm lan tướng quân ôn thạch lang ở trong quân mang ôn thạch lang người này vậy mà không đi tấn công kinh thành mà vẫn luôn nằm vùng ở ác dương lĩnh chờ bắt ba ba trong rọ thẩm lâu đứng dậy cầm ngân thương trên giá sông ra ngoài thẩm doanh doanh không đối phó được với ôn thạch lang nhất định phải y đi. Một hồi ác chiến, không thể tránh được, Lâm tính ngồi tại chỗ không nhúc nhích, nhìn sang bên đông thiệp xuyên không ngừng đẩy bàn tính, đông tiên sinh, đấu pháp như vậy, Lộc Ly còn có thể chống đỡ mấy ngày, ban đầu có thể chống đỡ bảy ngày, bây giờ có ông Thạch Lan, sợ không đủ ba ngày, đông thiệp xuyên nhăn lông mày thành chữ xuyên. Ông Thạch Lan làm chiến thần trên thảo nguyên, không chỉ riêng linh lực cao cường, mà mưu lực binh pháp của hắn cũng cao cấp nhất, hắn biết quân đại dung ngàn dặm đột kích, nhất định mang không được bao nhiêu lộc ly, vẫn luôn dùng đấu pháp cực kỳ hao tổn lộc ly, vần đánh thẩm lâu, lâm tín cục mắt, cầm tượng đất trong tay ném vào đống lửa. Màn đêm buông xuống, lệnh nhổ trại tiếng lên vẫn không truyền đến, thẩm lâu mang theo đại quân về doanh, thẩm doanh doanh ủ rũ cúi đầu nhổ trụi lông trên đại tiễn, không nói một lời trở về doanh trướng của mình. Xuất sư bất lợi, không thể đánh hạ ác dương lĩnh, thẩm lâu ngược lại sắc mặt bình tĩnh, nhìn thấy lâm tính ở trong lều chờ y, trong mắt lộ ra ý cười lộc ly không đủ không bằng chờ phong trọng chút lâm tính giúp y dở khôi giáp xuống không chờ kịp nếu không tiến công ông thạch lan sẽ đánh tới thẩm lâu lắc đầu đó là cái gì lâm tính từ trong đống lửa tắt móc ra ngoài một khối đen thùi lùi lấy khăn vải xoa xoa đưa cho thẩm lâu ngươi không cho ta đi chiến trường trong lúc rảnh rỗi chỉ có thể nắm buồn thẩm lâu nhận lấy cẩn thận phân biệt chốc lát đột nhiên tai đỏ bừng ta khi còn bé cùng sư phụ bán đồ chơi làm bằng đường thế nào, nặng giống y như thật đi. Lâm tín gác cầm trên vai thẩm lâu, cười hì hì chỉ vào kia hai tiểu tượng đất giao chồng lên nhau nói. Hồ đồ, thẩm lâu nắm chặt tiểu tượng đất vào lòng bàn tay. Lâm tín cười liếc mắt nhìn y, đột nhiên đưa tay đẩy ngã người trên giường, cưỡi khóa lên. Tính tính, hầu kết thẩm lâu khẽ nhúc nhích, chiến sự sốt sắng, những ngày qua dù hàng đêm cùng ngủ, lại rất ít làm việc thân mật kia, không chịu nổi trêu chọc như vậy. Lâm tín chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng gặm cắn trên môi mỏng ấm áp, chớ hoảng sợ, ta chỉ hôn nhẹ ngươi, ấn thẩm lâu lại không cho y động, từ nhẹ nhàng đến sâu đậm mà thưởng thức bờ môi ngọt ngào kia, tính tính, ngươi làm sao vậy, vừa hôn xong, thẩm lâu sờ sờ mặt lâm tính, cảm thấy được tâm tình hắn có chút không đúng, không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi hổ thẹn. Ngươi vẫn luôn cho ta đồ vật, tiểu kiếm, lộc ly, sim y, tinh hồ thạch, ta lại chưa từng cho ngươi thứ đứng đắn gì âm thanh lâm tính khàn khàn cục mắt cởi xuống hoàng ngọc bội trong cổ đưa tới trước ngực thẩm lâu hoàng ngọc tiểu lộc dưới ánh nến hiện ra ánh sáng lộng lẫy ôn nhuận đây là cha ngươi để lại cho ngươi thẩm lâu nhíu mày đúng vậy để ta sau này đưa cho tức phụ lâm tín trợn tròn mắt thuận miệng nói bậy thẩm lâu bật cười đây là ngọc bội tầm lộc hầu là tượng trưng cho thân phận liệt hầu sao có thể đưa cho tức phụ lâm tín không quản gỡ bỏ áo lót thẩm lâu cưỡng ép đeo thừng nhỏ trên cổ y Cuối người dán mặt dán lên, cách Ngọc Bội nghe nhịp tim thẩm lâu, trước đây không ai thương ta, Ngọc Bội này là thứ duy nhất ta tưởng niệm, bây giờ có người thương ta, ta không sợ, Ngọc Bội vừa hạ xuống, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, tiểu lộc này đối lâm tính quan trọng như thế nào, không ai có thể rõ ràng hơn thẩm lâu. Không nhìn được hôn nhẹ đỉnh đầu lâm tính, thấp giọng nói, ta nhất định bảo vệ nó thật tốt, lâm tính rướn người, dùng ngón tay chọc chọc ngực thẩm lâu, không phải bảo vệ nó thật tốt phải là bảo vệ ta thật tốt, ta không bảo vệ ngươi tốt sao, thẩm lâu đỡ eo lâm tính, hơi cười, không có, lâm tính như chém đinh chặt sắt mà nói, tiến đến bên tai thẩm lâu dở ra âm giọng tội nghiệp, ngươi cũng không chịu cho ta ăn no, ừm, thẩm lâu rên lên một tiếng, vốn nhẫn nhịn đến khổ cực, nghe nói như thế sao còn có thể nhịn được, cắn răng nghiến lời ông lấy lâm tính, cấp tốc trở mình, chật, chiến trường tầm hoang, nguyên soái không sợ bị người lên án, hai chân kẹp eo thẩm lâu, dùng sức kéo ép chặt trên người mình, lâm tính cười tít mắt như con mèo ăn vụng, thẩm lâu đuổi tới, ngăn chặn cái miệng không ngừng trêu chọc của hắn, thành danh uy vọng đều là hư vô, có ngươi, không cần cũng được. lời này rõ ràng đối lại với câu nói kia của lâm tính, trong tình cảnh này, càng khiến người động dung, tâm tình cực kỳ rung động. lâm tính liếm liếm môi, chủ động tiến lên nghênh tiếp, lời tuy nói vậy, lâm tính vẫn bận tâm tới danh tiếng của thẩm lâu, cắn chặt cánh tay mình, tận lực không phát ra âm thanh mồ hôi theo đầu ngón tay nhỏ xuống, khóe mắt cũng thấm ra nước mắt. Thực sự không chịu nổi, mới để tràn ra vài tiếng nghẹn ngào, rất nhanh lại bị hắn nỗ lực nuốt vào, càng ẩn nhẫn như thế, lại càng câu người. Thẩm lâu mấy lần đều không khống chế được lực đạo, mãi đến tận lúc lâm tính nhỏ giọng xin tha mới phục hồi tinh thần, thoáng chậm lại, tiểu thân vệ canh gác ngoài màn cửa, đỏ mặt nghe tiếng ván giường kẹt kẹt, vẫn nghe đến canh năm. Kết cục của việc nhất thời tham vui là, lâm tính ngày kế không thể dậy nổi thẩm lâu hôn nhẹ vệt hồng nơi khóe mắt hắn đắp kín mền cho hắn mang theo tinh thần sảng khoái mà ra cửa lâm tính ló đầu từ trong chăn ra ngáp một cái thật dài nhìn bóng lưng thẩm lâu vững vàng thẳng tắp không nhìn được cảm khái thẩm thanh khuyết thật không hổ là đệ nhất đại dung chỉ ngủ một canh giờ mà vẫn giữ vững tinh thần thế kia hoàn các điều lương thực từ hoáng tinh hải trở về cùng đông tiên sinh phân tích tình thế phía bên ngoài bản đồ bây giờ lương thảo đầy đủ nhưng lộc ly khang hiếm ác dương lĩnh dễ thủ khó công hơn nữa ôn thạch lan cũng ở đó quốc công gia tội gì phải đánh âm sơn tiến bắc cứ giữ ở chỗ này chờ người mang đến hòa đàm là được đông thiệp xuyên than thở tiên sinh quên trong tay người mang có thứ đồ quỷ quái gì sao lão quốc công bây giờ còn trên giường bệnh hoàng cát nghe đông tiên sinh không đồng tình kế hoạch của thẩm lâu lập tức giải thích quốc công chúng ta từ nhỏ tính toán không một sai sót đánh tới như vậy nhất định đúng tiểu thân vệ mang nhận tam đi mua gà quay một ngày một đêm về tiến vào nhắc nhở hai người đang cao giọng nói chuyện hầu gia còn ngủ ở đây a à. hầu gia hoàng cát lấy làm kinh hãi lập tức che miệng lại lâm tính khoác áo ngoài đi ra dựa vào chỗ ngồi nguyên soái lười biếng xua tay không sao các ngươi tiếp tục nhận tam nướng lại gà đã nguội lạnh trên chậu thang sắp thêm một bình rượu bưng đến trước mặt lâm tính chinh chiến khổ cực mấy người trong lều đều đã lâu chưa được ăn mỹ vị như thế bị mùi hương kia hấp dẫn đến mức nước miếng ào ào chảy trong miệng. Lâm tín cũng không có thói quen thương cảm thuộc hạ, ung dung thông thả uống rượu ăn gà nướng, bản hầu thân thể chịu thiệt thòi, cần bồi bổ, sắc mặt hầu gia không được tốt, nên ăn nhiều chút, đông thiệp xuyên nghiêm túc nói. Hoàng các liếc mắt thấy vết hồng trên cổ lâm tín, mặt đỏ lên không dám nói lời nào. Trong màn đột nhiên trở lên yên tĩnh, chỉ còn dư lại âm thanh lâm tín ăn gà uống rượu, nửa ngày mới nghe lâm tín mở miệng lần nữa, trận này nhất định phải đánh, nhưng phải đánh đến vương đình của ô lạc lan hạ nhược. Còn nguyên nhân, các ngươi cũng thấy, sư phụ ta cứu lão quốc công mất bao lâu, ghim kim ba ngày, mà vẫn luôn trong chừng, đông thiệp xuyên nói được một nửa, hoàn toàn tỉnh ngộ, áp chế phệ linh không dễ dàng, một khi bạo phát, căn bản không phải mình chu tinh ly có thể cứu được. Lời kia của thẩm lâu, chỉ vì ổn định quân tâm, thế gian chỉ có một chu tinh ly, người mang lại có vô số phệ linh không trừ tận gốc, sớm muộn cũng sẽ phá hủy đại dung. Lâm tín khép chặt áo bào, chậm rãi uống một hớp rượu, thực sự mệt mỏi vô cùng, lười nhiều lời. Sau khi ăn sạch sành xanh nguyên con gà nướng, chép miệng một cái, quay người về mặt sau bản đồ ngủ, báo, phục binh người mang đông đảo, quân tiên phong bị nhốt, nguyên soái lệnh quân trung lộ vào trợ giúp, mặt tướng lĩnh mệnh, ngoài màn vang lên tiếng thông báo đầy căng thẳng, đại quân điều động, linh lực mênh mong cuồn cùng, cùng kéo đi cứu viện lâm tính nằm úp sấp trên gối hít một hơi thật sâu thẩm lâu bị vây trong ác dương lĩnh gỗ lớn đã lăn không ngừng từ trên núi liên tiếp đổ xuống tu sĩ binh đi hai bên dùng linh lực bổ gỗ lớn nổ đá lăn che chở phàm binh đi giữa phàm binh vốn ban đầu đầy sợ hãi dần dần yên ổn trận hình theo mệnh lệnh thẩm lâu biến hóa dùng trùng ách trận một đang xen tiến lên giảm bớt thương vong thẩm lâu dụng binh chưa bao giờ coi người Phạm của nhóm bếp lò tu sĩ binh dĩ nhiên dùng tốt, song số lượng quá ít, cuối cùng vẫn nhờ Phạm Binh quyết định thắng bại. Một trận hình công hình bán nguyệt, giống hình ách trâu ấy, tình huống cũng không coi là gây go, chỉ là lộc ly tiêu hao khiến mọi người trở nên sốt sắng thêm vài phần. Quân Trung Lộ gấp rút kéo tới tiếp viện, cùng người mang chiến thành một đoàn, thẩm lâu dục ngựa đứng ở chỗ cao, nhíu mày nhìn người mang chen chút tới, nhưng không thấy tung tích ôn thạch lan đâu. Ngoài đại doanh, mọi người đều không để ý tới mặt trái sườn núi lâm tính mặc một thân trường bào vấy dài màu xanh ngọc bên hồng treo một đao một kiếm màu sắc bình tĩnh nhìn ôn thạch lan đột nhiên xuất hiện khả hãn lệnh ta dẫn ngươi đi gặp hắn sắc mặt ôn thạch lan âm trầm con ngươi xanh thẳm như bị nước buồn tẩy qua lộ ra vẫn đục phức tạp vậy làm phiền rồi lâm tính giơ tay làm tư thế mời ôn thạch lan ném cho hắn một mảnh vải ra hiệu hắn bịt kín hai mắt vị trí vương trướng không thể để người đại dung biết được bắt mạc có lời giải thích kim màng của ô lạc lan con người của thiên thần, không dễ tìm được. Lần trước thẩm lâu đi sứ Bắc Vực gặp ô lạc lan hạ nhược, là ở hành cung phía nam âm sơn, không phải nơi vương trướng thật sự. Lâm tính nghe lời bịt mắt, tùy ý để ôn thạch lan kéo hắn, nhảy lên trảm lan đao vụt bay từ mặt đất, gió gào thét không ngừng bên tai, lâm tính cục mắt, từ trong khe hở trên sóng mũi nhìn xuống dưới mặt đất. Ôn Thạch Lan mang theo hắn tách xa tránh khỏi chiến trường, vẫn luôn đi hướng đông, không phải hướng bắc. Thủ pháp che mắt này là khi còn bé học được lúc cùng sư phụ chơi bịt mắt. Mỗi lần đến lượt Chu Tinh Ly, hắn luôn có thể rất nhanh bắt được đồ đệ, chính là dựa vào thủ pháp này. Ông Thạch Lan, ngươi lần trước nói không muốn thấy ta, là vì sao, lâm tính không chút căng thẳng khi sắp đi vào đầm rồng hang hổ, còn đầy phấn khởi mở lời tán gẫu với ông Thạch Lan. Chính ngươi muốn chết, ông Thạch Lan trả lời, đâu ông nọ cắm cầm bà kia, lâm tính gật đầu, giống như nghe hiểu, theo đó hỏi, khả hãn là tin ngươi hơn, hay tin đại vu kia hơn, bắp thịt quanh thân ôn thạch lan, khó nhận ra mà hơi cứng lại, đột nhiên nắm cuốn họng lâm tính, nhãi con, đừng có ý đồ xấu, lâm tính ra tay như điện, cấp tốc vặn hướng mạch cổ tay ôn thạch lan, dùng linh lực đánh trả, dễ dàng đẩy tay ôn thạch lan ra, động tới ta, ta chặt móng vuốt của ngươi, hai người một đường phân cao thấp, cho tới vương trướng, lâm tính gỡ mảnh vải, bị dương quan ập đến hít mắt một cái người bắt mạc có thói quen ở trong màn dễ dàng cho việc phóng ngựa mục dương dọn nhà bất cứ lúc nào làm khả hãng đại mạc ô lạc lan hạ nhược hoàn toàn không cần trụ màn nhưng hắn hàng ngày luôn ở trong màn sợi vàng dệt thành lều bạc cẩm thạch bọc đá xây thành bệ lớn thủ vệ nghiêm ngặt thì vệ ngăn cản lâm tín yêu cầu hắn dở hết lộc ly trên người xuống ông thạch lan rút trảm lan đao gỡ cả bảy viên lộc ly xuống thì vệ hai tay nâng lên không mình hành lễ thậm chí ngay cả ôn thạch Lan cũng phải dở lộc ly lâm tính nghi hoặc ô lạc Lan hạ nhược một đời kiêu hùng bằng sức một người thống nhất toàn bộ bộ lạc bắc mạc lại vẫn cẩn thận đến mức phòng bị chính đại tướng quân của mình sao thuận theo mà dở lộc ly trên dương cốc xuống túi gấm trang bị lộc ly bên hông cũng tháo ra lâm tính cười nhạo nghe nói khả hãng đánh đâu thắng đó linh lực có thể so với thần thượng cổ lại sợ một thiếu niên còn chưa đến quan như ta thì vệ người mang nghe vậy đồng loạt trút đao lâm tín rút kiếm ra khỏi vỏ cướp một khỏa lộc ly khảm lại vào cán kiếm thuận thế ngăn thị về hướng hắn yêu cầu linh kiếm bản hầu là tới làm khách không phải tù binh của các ngươi chớ được voi đòi tiên trong tay cầm linh kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi những thị vệ kia có chút không biết làm sao trong lều truyền đến thanh âm trong trẻo mạnh mẽ mời lâm tín vào chớ nhiều chuyện lâm tín cười hừ một tiếng hợp kiếm vào vỏ nghênh ngàn đi vào vương trướng bên ngoài mặt trời chói chang trong màn lại là một mảnh tối tăm, lâm tính vén rèm đi vào, thích ứng chốc lát mới nhìn rõ đồ vật. Trên đất bày thảm lông cừu dày, trên thảm chằng chịt hoa văn mỹ lệ phiền phức, trên đài gỗ cao, đặt bảo tọa lớn, ô lạc lan hạ nhược đầy mặt trâu quai nón, kiêu hùng ngồi ở phía trên, sau lưng là một bức bình phong đen kịt, lấp lóe điểm sáng. Bên trái bảo tọa, một đài kim đăng đứng thẳng, cao bằng nửa người, ánh đèn lập lòe lúc sáng lúc tối, không biết thắp bằng dầu quái gì đại vu mặt trường bào mũ trùm đen, đứng bên phải, mũ che khuất mắt, chỉ lộ ra đôi môi đỏ tươi như dính máu và cái cầm tái nhật. Hoàn cảnh này, trông chả giống vương trướng của một khả hãng chút nào, mà giống tổng đàn ma giáo hơn thì có. Hãng, ông Thạch Lan một chân quỳ xuống hành lễ, đại vu bên người hại nhược không hề kiên kỵ, vẫn đứng tại chỗ, khóe môi câu lên vệt cười yếu ớt như có như không. Lâm tính đứng giữa trướng, một tay đặt trên chui dương cốc kiếm, hai chân tách ra, cầm hơi nâng, không có ý hành lễ đây là hài tử của tô tô ô lạc lan hạ nhược xua tay ra hiệu ôn thạch lan đứng dậy đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị như diều hâu nơi miền núi cao nhìn chằm chằm lâm tính người mang sau ba mươi tuổi đều mọc trâu cằm bộ râu quai nón dày che khuất nửa khuôn mặt hạ nhược nhưng khó có thể che đi nét tuấn mỹ đẹp để đầy tính xâm lược ẩn trong chỉ là tùy ý ngồi ở đó lại khiến người khác vô hình nảy sinh cảm giác ngột ngạt vì bá chủ bắt mạc này mười bảy tuổi kế thừa bộ ô lạc lan dùng thế lôi đình một thâu tóm mười mấy bộ lạc nhỏ hai mươi tuổi đưa ô lạc lan trở thành bộ tộc lớn mạnh nhất bắc mạc sau đó cai quản phần lớn bộ phận khác hai mươi ba tuổi đã trở thành hãng hai được tôn xưng khắp vùng thảo nguyên sau đó đột nhiên trọng thương không thể tới chiến trường các bộ tộc trên thảo nguyên lại nảy lên xung đột ôn thạch lan đột nhiên xuất hiện thay hạ nhược nam chinh bắc chiến tám năm trước lần thứ hai thống nhất bắc mạc một lôi đình sấm sét vừa nhanh vừa mạnh hai danh xưng của người đứng đầu thảo nguyên truyền kỳ về ô lạc lan hạ nhược được tiên sinh kể chuyện giảng khắp đại giang nam bắc nói ba ngày ba đêm cũng không hết có lẽ ta nên gọi ngươi một tiếng cửu cửu lâm tín nhàn nhạt nói trong mắt đầy trào phúng dưới cái nhìn của hắn vì cửu cửu cùng huyết thống này cũng chỉ như bao vị quân chủ trong lịch sử trẻ thì thần dũng già rồi lại hoa mắt ù tai tin bàn môn tả đạo từ lâu đã không còn là vị chiến hùng năm đó ngay cả xá muội của mình cũng cam lòng để người bắt giữ tế thiên căn bản không xứng xưng hai chữ anh hùng tạp chủng của phản quốc và nhiễm lam không xứng gọi khả hãn như vậy đại vua ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt bình bình hai mắt dùng vải đen che lại cũng không biết ngụy trang thành loại quỷ thần nào ông thạch lan nhìn về phía hạ nhược trên vương tọa tự như đang chờ phản ứng của hắn nhưng hạ nhược không nói gì ngầm chấp nhận lời giải thích của đại vua không phản quốc lẽ nào đợi ngươi dết như giết gia súc mà tế thiên sao ngoài dự đoán mọi người lâm tín không hề tức giận ngón cái không ngừng hất mở dương cốc kiếm rồi lại nhanh chóng khép lại dù bận vẫn ung dung nhìn đại vua vua yêu này biết chú thuật không thể bị hắn chọc giận tiến lên một bước nói không chừng sẽ có vô số hồng tuyến chờ uống máu hữu liên hạ nhược hơi giơ tay ngăn đại vua muốn tiếp tục khiêu khích quay đầu nhìn lâm tín hắn là hài tử của tô tô chính là huyết mạch ô lạc lan Người trong lều đều nói tiếng Hán, nhưng vẫn vô tình xuất hiện vài âm hồ ngữ. Những ngày qua, Lâm Tính cũng học từ thẩm lâu chút chút, đại thể nghe hiểu được, nhiễm Lam là nói người Hán, hữu liên tước chừng là tên đại vua. Ông Thạch Lan cúi đầu thu hồi ánh mắt, không biết suy nghĩ gì. Lúc này, bên ngoài có binh lính chạy tới, cách màn cửa cao giọng nói vài câu hồ ngữ. Ông Thạch Lan lập tức ngẩng đầu, nói câu rất ngắn gì đó với Hạ Nhược. Hạ Nhược gật đầu, ra hiệu hắn mau mau đi hẳn là thẩm lâu phá ác dương lĩnh, quân người mang bên kia không chịu nổi, trở về cầu viện. Ông Thạch Lan lĩnh mệnh mà đi, dứt khoát nhảy ra, không liếc mắt nhìn lại lâm tín một cái. Màn cửa vương trướng bị ông Thạch Lan vén lên vọng đến tiếng soàn soạt, ánh mặt trời vội vã len vào, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn tâm hơi, tách biệt trong trướng và ngoài trướng thành hai cái thế giới. Dương cốc kiếm khảm lộc ly bay ra ngoài, nằm ngang lơ lửng giữa không trung, lâm tín cũng không vội nói chính sự, ngồi trên vỏ kiếm đang tỏa ra ánh sáng lung linh, vặn vặn vòng eo đau đớn mệt mỏi, ngáp một cái mới nói, thẩm lâu cũng sắp đánh tới, hãng không dịch vương trướng về hướng bắc sao, bản đồ linh quặng mỏ đâu, hà nhược đứng lên, ánh mắt đối diện cùng lâm tính, không kiên trì cùng lâm tính nói chút chuyện phím, bàn điều kiện buôn bán, kẻ nào mở miệng trước kẻ đó chịu thiệt. Lâm tín có một chân chống đỡ thân thể, cho tàn nương ta đâu. Đại vu lấy từ trong áo choàng ra chiếc bình nhỏ thắt dây đỏ, lâm tính chán ghét liếc mắt nhìn bàn tay tái nhợt của đại vu một cái không đưa tay tiếp người ra ngoài bản hậu có lời muốn nói riêng với khả hãn đôi môi đỏ sẫm như máu câu lên vệt cười như có như không ô lạc lan hạ nhược nhận lấy tro tàn nhìn đại vu nói hữu liên là người thân cận nhất của ta không cần kiên kỵ hắn người thân cận nhất lâm tính cảm thấy lời này hơi lạ cụp mắt lấy từ trong tay áo ra tiểu lộc khắc bằng tinh hồ thạch tiểu lộc vừa lấy ra không gian tối tăm trong trướng bắt đầu nổi lên ánh sáng nhỏ vụn lấp lóe như sao trời. Ngươi hẳn biết, phụ thân ta trước khi chết, để lại cho ta một bảo thạch khắc tiểu lộc. Trong tiểu lộc này, chính là bản đồ, lâm tính nâng niêu lộc trong tay, vạn phần không muốn đưa ra, đem ra hạ nhược duỗi tay cầm cho tàn, chậm rãi đưa tới trước mặt lâm tính. Lâm tính nhìn tay hạ nhược, nhìn lại tinh hồ thạch trong tay, đuổi linh kiếm chậm rãi tới gần. Càng ngày càng nhiều vụn sáng lóe lóe tỏa ra, trong lúc cùng Hạ Nhược trao đổi đồ vật, trong nháy mắt hai tay chạm nhau, Dương Cốc kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, vòng về phía sau, một kiếm xuyên qua ngực Ô Lạc Lan Hạ Nhược. Mục đích hắn đến, không phải muốn lấy cho tàn của mẫu thân, mà là lấy mạng chó của Hạ Nhược. Tất cả phát sinh quá nhanh, Hạ Nhược vẫn còn chưa phản ứng kịp, chớp mắt đã không còn, dễ dàng giết chết Hạ Nhược như vậy, càng khiến Lâm Tính bất ngờ, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, không có máu. Trên Dương Cốc xuyên thân người ra vậy mà không dính máu lâm tín chỉ cảm thấy trong đầu Vụ một tiếng lập tức vương mình rút lui song đã không còn kịp rồi vài gốc hồng tuyến từ trong thân thể hạ nhược nhô ra sắc bén như dây thép cắt xé mấy vết thương trên người lâm tín một cái trong đó trực tiếp xuyên qua xương quai xanh à lâm tính rên lên một tiếng đau đớn giơ tay lệnh dương cốc kiếm trở về chặt đứt sợi tơ màu đỏ kia kiếm khí đảo qua ô lạc lan hạ nhược cắt nát xiêm y trước người hắn lật tung bộ râu quai nón xấu xí trên mặt, chòm râu vo thành một đoàn, bay đến không trung, bồng bềnh trôi nổi như lá rụng. Hạ nhược không còn râu, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, khuôn mặt này, có tới bảy phần y hệt lâm tính, hơn nữa, rõ ràng chỉ có hơn hai mươi tuổi, hồng tuyến rời thể, hạ nhược tự như diều đứt dây, rầm một tiếng ngã trên mặt đất, tiểu lộc tinh hồ thạch trong tay, lăn lông lóc xuống sàn gỗ, đập trên đăng trụ, đụng gãy chân lộc tinh tế đại vu sốc áo bào đen lên, lộ ra đôi mắt ánh bạc, vô số hồng tuyến từ mặt đất trồi lên, khác nào lao tù đem lâm tính bao phủ trong đó. Lâm tính rất rõ ràng, hồng tuyến này khác với hồng tuyến trên người hạ nhược, đây là loại từng gặp ở cung yến, một khi vào cơ thể sẽ nhiễu linh mạch, không thể động đậy. Lâm tính nhanh chóng vung kiếm, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, chặt đứt cả hai loại hồng tuyến bất đồng. Rầm 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 hồng tuyến quanh thân đồng loạt đứt đoạn, dương cốc còn đang tiếp tục hút hồn lực, bước chân đại vu rõ ràng hơi lão đảo. Mục đích cuối cùng của mình không phải cho tàn, mục đích cuối cùng của đại vu cũng không phải linh quạng mỏ, điểm này lâm tín hiểu rõ, cũng sớm có đề phòng. Dương cốc kiếm trong lòng bàn tay, vận thân xoay chuyển, gió lớn vây quanh bốn phương tám hướng, khiến hồng tuyến không còn khe hở để đi vào. Hoa lạc kiếm, đại vu lấy làm kinh hải. Đây là kiếm pháp lâm gia đông vực, kiếm lên rực rỡ như hoa rụng, ánh kiếm đầy trời, tụ hợp thành vòng. Lúc trước ở nhũ tuyết lư, Lâm tính không chỉ học mỗi bắt chim mò cá, còn cùng Lâm sơ tỉnh học bộ kiếm thuật này. Dương cốc kiếm quá nhanh, tiêu hao cực lớn, lộc ly trên chui kiếm vậy mà không mảy may ảm đạm. Trái lại đại vu, đã không đứng thẳng được, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên khiến thủ vệ ngoài trướng chú ý, binh người mang hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay cả vén màn cửa cũng không dám. Đại vu thuận miệng đáp một tiếng, nhưng dùng âm thanh của ô lạc lan hạ nhược, nghĩ cũng biết, nếu bị các tướng sĩ nhìn thấy hãng mà bọn họ kính như thiên thần, từ lâu biến thành túi da rỗng, sợ là muốn xé sống vu yêu này. Lâm tính nhìn thấu lo lắng của hắn, loan đao thôn câu bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng về cột trồng chống đỡ lều bạc gào thét mà đi. Một đao kia xuống, vương trướng chắc chắn phá thành cái hang lớn, sắc mặt đại vu chợt biến, quyết đoán thu hồi hồng tuyến công kích lâm tính, đuổi theo thôn câu. Lâm tính cười lạnh, nhảy lên một cái, chọc tới phía sau vu yêu kia đột nhiên linh lực ngừng trệ tay như nhũng ra vùng ra kiếm về phía trước tay đã không nghe theo sai khiến buồn rơi cán kiếm lâm tín cúi đầu nhìn về phía tiểu bình cho tàn treo bên hông thắt trên cổ bình không phải dây đỏ của chu tinh ly mà là rất nhiều hồng tuyến nhỏ xíu vắt lại với nhau lúc này đám hồng tuyến đó như vật sống phun ra chui vào cánh tay lâm tín liên tục du tẩu bên trong linh mạch a à, lâm tín trên lên một tiếng đau đớn ngã xuống đất đại vu bắt được thôn câu không nhanh không chậm quay người, ánh bạc lấp lóe trong con mắt màu xanh lam, thật là yêu dị. Nhãi con, ngươi còn quá non. Một khắc trước khi mất đi ý thức, Lâm tính nhìn thấy vài gốc hồng tuyến từ tay trái đại vu nhô ra, tiến vào trong thân thể hạ nhược. Hạ nhược như tượng gỗ thẳng tắp đứng dậy, tiếng khớp xương giật giật trăng trắc vang vọng, âm sơn, ác dương lĩnh, thẩm doanh doanh dương cung thần tan hồ, tiễn từ trên đỉnh đầu của mọi người bắn ra, bay qua vạn quân xuyên qua ngực tướng lĩnh người mang, lôi người ra xa vài chục trượng, vững vàng đóng trên vách núi, đại quân người mang nhất thời lâm vào hỗn loạn. Lúc này, một nhánh tu sĩ binh đại dung đột nhiên từ trong thung lũng hậu phương xông ra, đây là đêm qua, thời điểm nguyên soái xa vào sắc đẹp, tinh binh phụng mệnh lặng lẽ vào núi, người mang vốn dĩ mai phục ban đầu, nay đảo ngược thành bị mai phục, ca, lộc ly không đủ, thẩm doanh doanh vọt tới bên người thẩm lâu, cao giọng hô to, tóc chiến tóc thắng, thẩm lâu rút ngu quyên, kiếm quan chói mắt cắt ngang trời nhìn thấy ánh kiếm nguyên soái sĩ khí quân đại dung đại chấn tiếng hô dết rung trời vây lấy quân mang ở ác dương lĩnh tiêu diệt sạch ông thạch lan đến thẩm doanh doanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lấy ra một mũi tên dương cung kéo thành trăng tròn đại tiễn rời dây cung xông thẳng trên trời lao đi dù là ông thạch lan cũng không thể đỡ nổi tiễn của thẩm thu đình tay lập tức thu trảm lan đao chán đao ở phía trước vận lực miễn cưỡng đẩy tiễn sự qua người nhưng mũi tên thứ hai đã đến vọt thẳng thẳng tới ngực hắn lập tức kích phát năm viên lộc ly ông thạch lan múa đao cùng đại tiễn chạm vào nhau đoàn âm thanh bạo liệt cực lớn vang lên trên không trung chấn động đến mức núi non trùng điệp theo đó rung rẩy ông thạch lan bị đánh rơi xuống trên đất trảm lan đao trên không trung lượng một vòng vững vàng tiếp được chủ nhân ông thạch lan quần áo lam lũ vô cùng chật vật nhưng chỉ bị thương nhẹ ngoài da Trảm lan Cảm lan, tướng sĩ người mang cùng hô to, thẩm lâu nhảy lên, lao tới triền đấu cùng ôn thạch lan, ngăn cản hắn chỉ huy quân đội, thế cuộc ác dương lĩnh đã khó có thể xoay chuyển, những người mang này nhất định phải bị một lưới bắt hết. Ông Thạch Lan cũng hiểu rõ, vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại như cũ, quyết định chủ ý phải tiêu hao hết lộc ly của thẩm lâu. Dù có bắt hết tướng sĩ người mang trong núi này, một khi lộc ly dùng hết, viện quân phía sau đến, bị vây giết chính là quân đại dung. Cuộc chiến ngày trở lên ác liệt, máu chảy thành sông. Đội hình phía trước chậm rãi đẩy mạnh, quân đại dung đã vọt tới cuối ác dương lĩnh, hướng tới vùng đất bằng phẳng trước mặt, có thể đến thẳng vương đình. Nhưng mà, Lộc Ly vào đúng lúc này khô kiệt, nhìn tu sĩ binh mặt trước liên tiếp lui về phía sau, chỉ còn sót lại người mang sĩ khí nhất thời tăng vọt, thẩm lâu nhíu mày, tách khỏi ôn thạch làng, vọt tới trên mặt đất, một kiếm chém bay tướng lĩnh người mang nỗ lực đánh lén thẩm doanh doanh, nắm lấy dây cương hô lớn, đi, ta không đi chúng ta sắp thắng rồi, thẩm doanh doanh không cam lòng mà hô to, lấy ra mũi tên cuối cùng, vọt về phía quân mang. Một tên xuyên suốt 16 người, cuối cùng bắn chết một kỵ binh cưỡi ngựa, a a a, thẩm doanh doanh không cam lòng vung tan hồ cung, đập bể đầu một tên mang binh, doanh doanh. Đi, thẩm lâu cuốn lấy eo muội muội, cưỡng ép kéo lên ngu uyên, nhưng vào lúc này, bầu trời phía nam bị linh Quang rực rỡ chói lòa, bất kể là quân đại dung hay quân mang, đều bất giác ngẩng đầu nhìn qua hàng ngàn tu sĩ ngự kiếm đến trên lưng mỗi người đều cổng một bao y lớn bay đầu tiên chính là phong trọng và lâm khúc thẩm thanh khuyết bản vương đưa lộc ly đến cho ngươi phong trọng cao giọng hô to gỡ xuống bao y trên lưng xuống tung ra từng khối lớn lộc ly phẩm chất thượng dai tào ào rơi xuống đầy đất tu sĩ binh quân đại dung lập tức nhặt lên đao kiếm trường mâu bộc phát linh lực gào thét lần nữa gia nhập chiến cuộc xe ngựa quá chậm sợ không kịp phong trọng đang được phụ hoàng sủng ái đề nghị để tu sĩ cổng lộc ly đưa đi bắt mạc đại quân trần vương của huynh đệ trung gia đã qua cửa ải ít ngày nữa sẽ tới kinh trong kinh an toàn không lo nguyên sóc đế lúc này đã hận người mang thấu xương gật đầu đồng ý rất nhiều lộc ly từ trên trời giáng xuống chiến cuộc lần thứ hai xoay chuyển ông thạch lan thay đổi sắc mặt tiếng kèn lệnh vang lên người mang trúc quân đuổi tới thẩm doanh doanh xoay người lên ngựa bị phong trọng túng được dây cương không đuổi giặc cùng đường nha, phong trọng ngữ trọng tâm trường, ba, khuyên nhủ ba, trịnh trọng và nghiêm túc, chân thành, cút ngay, thẩm doanh doanh dết đỏ cả mắt rồi, rút roi ngựa muốn đánh hắn, bị thẩm lâu một bắt được, trực tiếp kéo nàng xuống, đi thủ quan, thẩm lâu ném cho nàng một khối lục ly, vừa phá được ác dương lĩnh, lúc này quan trọng nhất là bố trí binh lực bảo vệ cứ điểm này, chiếm giữ ác dương lĩnh cho mình, đoạn tuyệt nổi lo về sau, mới có thể tiếp tục tiến lên. Bị huynh trưởng quát lớn, thẩm doanh doanh cuối cùng cũng tỉnh táo lại thấp giọng đáp lời được tiếp nhận lộc ly bổ sung linh lực xoay người đi chỉnh quân tiện tay nịnh cho phong trọng một quyền nghiêng đầu nói chuyện vừa rồi xin lỗi anh vương điện hạ chớ để ý thế này sao có thể là tư thái cô nương nói ấy nấy phong trọng há miệng không chờ hắn nói gì thẩm doanh doanh đã đi xa lâm khúc thấy cảnh này công lên cặp mắt đào hoa đã lâu không gặp thu đình vậy mà đã thành hổ tướng thật đáng mừng thẩm lâu ho nhẹ một tiếng không nghĩ ra câu đáp lời. Ác chiến kết thúc, bên trong dãy núi tản ra mùi máu tươi nồng nặc, sát khí trong núi luẩn quẩn không đi, dẫn tới mây đen. Sắp mưa rồi, thẩm lâu dặn dò mọi người hồi doanh, còn chưa xuống núi, đã gặp hoàng cát chạy như bay tới. Hầu gia không thấy, hoàng cát vội vàng rơi xuống đất, cơ hồ ném người quỳ tới trước mặt thẩm lâu. Người nói cái gì, thẩm lâu đem hoàng cát nhấc lên, ai không thấy? Lâm tính không thấy, buổi trưa hầu gia nói đi hóng gió, ai biết vừa đi liền không thấy bóng dáng, thuộc hạ đáng chết, hoàng cát cắn răng, đầu đầy mồ hôi, nhận tam nói, mấy hôm trước, hắn là đi đưa tin cho ô lạc lan hạ nhược, rao ra, trong núi nổi lên mưa lớn, bất kể người phàm hay tiên giả, đều bị rót lạnh thấu tiên, có ý gì? Tính tính đi gặp hãng của người mang, phong trọng nắm lấy vai hoàng cát, lớn tiếng chất vấn trong màn mưa, thẩm lâu buông hoàng cát ra, siết chặt ngu uyên trong tay, chỉ cảm thấy hơi nước lạnh kia từ đỉnh đầu rót đến lòng bàn chân thanh khuyết ngươi nói bọn họ từ nhỏ muốn bắt nương ta tế thiên bây giờ lại muốn máu ta có phải là nếu lần này không thể ngăn cản phệ linh lâm tính đã sớm đoán được hắn đã biết phệ linh chính là dùng máu của hắn làm hắn đã biết không phá hủy căn nguyên trận đấu này vĩnh viễn đánh không xong hắn đã biết dùng chính mình làm mồi mới có thể tìm được căn nguyên thẩm lâu đè ngực cách y phục mò tìm tiểu lộc hoàng ngọc tính tính của y quá mạnh mẽ, cũng quá thông minh. Mạnh mẽ đến mức, biết rõ đầm rồng hang hổ còn dám xông vào, thông minh đến mức, y hối hả hai đời vẫn không bảo vệ được. Mưa càng rơi xuống càng lớn, gột rửa máu trên dãy núi, hội tụ thành dòng suối màu đỏ sậm tào ào chảy xuống núi, vương trướng ở nơi nào. Chúng ta nhanh đi cứu tính tính, phong trọng rút linh kiếm, gọi nhận tam dẫn đường, nhận tam không biết đường, hoàng cát vuốt vuốt nước dính trên mặt, cũng không biết là nước mưa hay là mồ hôi. Trận chiến này, người mang thủ sơn gần như chết hết, ông Thạch Lan mang theo tu sĩ bộ hạ trốn chạy, chọc lát đã không thấy bóng dáng. Muốn đuổi theo, đã không rõ phương hướng nữa rồi, bất phụ đi gặp hạ nhược, tất nhiên có chuẩn bị, lâm khúc tỉnh táo nói, hắn mặc dù mọi việc chỉ nhìn ba bước, nhưng ba bước này vẫn có, ba bước gì, phong trọng nhanh chóng suy tư, sắc mặt càng lúc càng khó coi, hắn làm việc chưa bao giờ cân nhắc hậu quả, nếu có ba bước, thì dụ địch dết địch dết không được liền đồng quy vu tận đại khái là ba bước này lầm khúc hơi nhíu mày không đồng ý mà lắc đầu vì đệ đệ mình biện giải hắn chưa đến mức không biết tính toán trước như vậy ngươi từ nhỏ không lớn lên cùng hắn ngươi không biết phong trọng vội la lên đi liền hai vòng tại chỗ tiểu tử kia gặp chuyện chưa bao giờ mở mồm cầu cứu việc lớn việc bé đều một mình gánh chịu năm đó gặp nạn ở nhạn khâu Lâm tính mới 14 tuổi đã dám không nói cho sư phụ mà tự mình đi cứu hắn, lá gan còn lớn hơn trời. Đang khi chuyện, thẩm lâu đã ngự kiếm bay đến trên không, đưa mắt nhìn bốn phía, xa xa nhìn thấy phía đông có một bóng đen xẹt qua, lập tức bay vút đi, cản lại thân ảnh nhanh như sao băng kia. Phong trọng cùng lâm khúc cũng vội vàng đuổi tới, liền nhìn thấy chu tinh ly nắm mò ngư, có phải là lâm tính, thẩm lâu nhìn chầm chầm tiểu kiếm màu bạc trong tay chu tinh ly, đúng, tính nhi xảy ra chuyện gì, chu tinh ly trên mặt hiếm thấy không còn ý cười lạnh như băng chất vấn thẩm lâu đi thẩm lâu lời ít ý nhiều chốc lát không chịu trì hoãn chu tinh ly cũng không phí lời thả mò ngư ra bốn người hóa thành một vệt quan ảnh bay về hướng sâu trong đại mạc tiểu kiếm này tất nhiên là lâm tính lúc trước thả ra mới có thể kéo chu tinh ly vào lúc này chạy tới hắn đã biết chính mình chính là vật liệu chế phệ linh đi gặp hạ nhược khác nào bánh bao thịt đánh chó có điều bánh bao thịt này năm độc nếu như độc chết chó, thì có thể để sư phụ đúng lúc đi kiếm hắn về, nếu như không độc chết chó, thì gọi sư phụ đi giúp hắn đánh chó, chơi cờ xem ba bước, lâm tính thực tại, để lại đường lui, sắc mặt thẩm lâu ngược lại càng khó coi hơn, từ đầu đến cuối, trong kế hoạch của lâm tính đều bài trừ y ở bên ngoài. Đùa y, dỗ y, từ chối không dựa vào y, đời trước như vậy, đời này vẫn như cũ, dù hai người trao đổi tâm ý, lâm tính trước sau vẫn coi y là người ngoại chờ tìm trở về, nhất định phải trừng trị hắn, cho hắn biết. Mò ngư như một đuôi cá nhỏ, nhanh chóng du tẩu, bốn đạo linh quang theo cá nhỏ chạy như bay. Tới gần vương trướng, tiểu kiếm càng bay càng chậm, ngừng lại lượn một vòng, mũi kiếm chỉ về một chỗ. Ở nơi đó, Chu Tinh Ly nhìn về phía đỉnh kim trước bị phá thành cái hang lớn cách đó không xa, bốn phía không một bóng người, hẳn nhiên người đi nhà trống. Trong trướng loạn tung lên, thôn câu lẻ loi đâm sâu trên thảm trải sàn cắm xuyên xuống đất còn đang lắc lư. Trên chui đao đính hoa tai bạc dùng để hấp dẫn mò ngư, xem ra người mang biết tác dụng của vật này, chu tinh ly nhặt hoa tai lên, mò ngư xoay hai vòng xung quanh hoa tai, rơi xuống lòng bàn tay không động nữa. Manh mối gián đoạn, thẩm lâu nhạc tiểu lộc tinh hồ thạch gãy chân lên, đột nhiên nắm chặt. Nơi này chắc hẳn cũng không phải vương đình thật sự, chỉ là một hành cung bất cứ khi nào cũng có thể vứt bỏ. Ác dương lĩnh chiến bại, bên này nhận được tin tức, lập tức trời đi. Bọn họ chưa đi xa, thẩm lâu vén rèm cửa lên đi ra ngoài. Đại quân không phải ai cũng có thể ngự kiếm, trong thời gian ngắn như vậy, quân coi giữ hành cung này chỉ đi không đến 20 dặm, mang theo lương thực, đồ quân, thậm chí cả dê bò. Nhưng mà, trong đội ngũ không có khả hãn và đại vua. Một đạo ám sắc lưu quan chật lóe, tướng lĩnh cưỡi ngựa đi đầu đột nhiên mất tung ảnh. Dừng lại, phó tướng hô to nhìn chung quanh, nhìn thấy thẩm lâu bắt người ngự kiếm bỏ chạy, kêu to, hát xà thẩm gia. Nhanh, tiên giả trong quân mang lập tức ngự kiếm truy cản, bị một đạo kiếm quan bén nhọn ngăn cản, linh kiếm trong lòng bàn tay không ngừng biến hóa, phản chiếu ánh mặt trời lấp lóa, rực rỡ hệt như hoa rụng, thoáng chốc cắt lên vài tên người mang tới mức vết thương đầy người, làm khúc thu kiếm về dưới chân, ông văn nhĩ nhã mà làm thủ thế mời. Nói nhảm với bọn hắn làm gì, phong trọng trực tiếp từ phía sau sông lại, một kiếm bổ về phía những người mang kia, gọi ô lạc lan hạ nhược ra gặp bản vương thẩm lâu ném người bắt được kia tới bên chân chu tinh ly dùng kiếm chặn lại cổ của hắn dùng hồ ngữ hỏi hắn hướng đi của lâm tín ta không biết khả hãn mang theo đại vu và tiểu tử người hán kia đơn độc rời đi người mang này ban đầu còn muốn giả bộ trinh liệt nhìn thấy tay chu tinh ly cầm thôn câu hướng đũng quần hắn khoa tay nhất thời thẳng thắn hỏi gì đáp nấy nhưng hắn chỉ là thống lĩnh thủ vệ đến trong kim màng đã xảy ra chuyện gì cũng không biết càng không biết hướng đi của ba người kia. Chu Tinh Ly một chưởng đánh người, đứng dậy, 17 năm trước, Lan Tô trốn khỏi Bắc Mạc, là vì đại vương muốn bắt nàng Tế Thiên. Những năm này bọn chúng vẫn luôn không chịu buông tha tín nhi, chắc chắn cũng muốn bắt hắn Tế Thiên. Cái gọi là Tế Thiên, chính là dùng máu chế ra phệ linh. Người mang Tế Thiên, sẽ ở nơi nào? Núi tuyết thẩm lâu mím môi, nhìn về phía sơn mạch âm sơn liên miên không dứt, vùng kiếm sốc lên một tảng cỏ, lộ ra khoảng đất nâu sử dụng mũi kiếm nhanh chóng vẽ bản đồ âm sơn. Người mang hết lòng tinh thần, an táng, tế tự, đều ở trên núi cao. Núi càng cao, càng gần với trời, Chu Tinh Ly cục mắt nhìn chỗ thẩm lâu dùng mũi kiếm vẽ ra, tất cả đều là núi cao quanh năm tuyết động, bấm ngón tay nhanh chóng tính ra. Đông, mũi kiếm xuân ngấn chỉ tại phía đông, vòng ra vùng này mấy tòa núi. Vì phá giải phệ linh, những ngày qua, Chu Tinh Ly chuyên tâm nghiên cứu vu thuật người mang, đại thể có thể tính ra hôm nay, nơi nào thích hợp tế thiên. Thẩm lâu không nói hai lời, bay thẳng đến vùng kia, bây giờ đã là giữa hè, trên núi tuyết vẫn lạnh như trời đông giá rét. Y nhớ lâm tính rất sợ lạnh, cũng không phải không chịu được lạnh, mà là sợ sẽ đông bản thân, bởi vì khi còn bé suýt bị đông chết, lớn rồi dù có linh lực hộ thể, để hắn đơn độc đứng trong đất trời ngập tràn băng tuyết vẫn sẽ bất an, tính tính, chờ ta. Gió lớn thổi qua tuyết động trên đỉnh núi vạn năm không đổi mang theo bọt tuyết trả thành nước đá tung lên, rào rào đánh vào trên mặt. Lâm tính giật mình tỉnh lại, mở mắt ra, phát hiện mình bị trói trên trụ đá cao to. Cây cột hẳn vừa bị gọt tạm bợ, lồi lõm, góc cạnh sắc bén cứa vào tấm lưng đã đông cứng của hắn, vô cùng khó chịu. Linh mạch vẫn không thể vận chuyển như trước, cũng không thể dùng linh lực ngăn cách giá lạnh. Hồng tuyến xuyên thân mà ra, dẫn liền tới một cái bát tô, cuồn cùng không ngừng rút máu của hắn ra. Gió lạnh thổi qua, lâm tính không khống chế được mà bắt đầu rung lên đại vu còn mặc hát bào cũ chỉ là không mang mũ túi cũng không che mắt vừa lẩm bẩm vừa khuấy động đồ vật trong nồi lớn kim đăng đeo bên hông phát ra ánh sáng lập lòe như trước ô lạc lan hạ nhược đứng phía sau đại vu không nhúc nhích nhờ có túi da đẹp để trời này mặc dù hai mắt vô thần hắn thoạt nhìn vẫn vô cùng uy phong lẩm lẩm lâm tính hơi rướng cổ lên thấy rõ đồ vật trong nồi không khỏi nổi lên một trận phát tẩm tràn đầy một nồi lớn, tất cả đều là con ngươi, tuyến rất nhỏ, dòng máu chậm chậm chuyển dịch, nhưng không động lại, từng chút từng chút ngắm vào trong nồi, giao với chất lỏng trong nồi hòa làm một thể. Nhãi con, ngươi đã tỉnh, đại vu tâm tình vô cùng tốt, trên đỉnh núi này chỉ có hai người sống bọn họ, mở lời nói chuyện với lâm tính, biết đây là cái gì ư? Phệ Linh, lâm tính há mồm, phát ra âm thanh cực kỳ suy yếu, âm thanh như thế, hiển nhiên lấy lòng đại vu, gã khẽ nâng lên tay trái, tám cái hồng tuyến tự dây đàn dính trên bốn ngón tay, linh hoạt giật giật ngón tay, hạ nhược tựa như người sống, thần khí mạnh mẽ bước đến trước mặt lâm tính, một tay nắm chặt cầm, nâng mặt của hắn lên. Khuôn mặt này, thật giống với cửu cửu ngươi, hạ nhược lắc cầm lâm tính qua lại, không trách tên ngu xuẩn ôn thạch lan kia, mấy lần không chịu tóm ngươi trở về, ngày thường nhìn quen rồi thì không thấy, bây giờ hai người đứng chung một chỗ, đặc biệt là hạ nhược vẫn mang dáng dấp hai mươi mấy tuổi, thực tại mười phần giống nhau lời này dùng âm thanh hạ nhược từ phía đại vu truyền đến tiếng bụng ở đại dung chúng ta chỉ có làm siết ảo thuật mới làm cái này lâm tính cười nhạo nhìn đại vu đắc ý vênh váo mỗi khi gã động đậy ngón tay trong mắt sẽ lấp lóe ánh bạc có lẽ đây là nguyên nhân thường ngày gã che mắt đại dung các ngươi ha 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 đại dung đại mạc cái gì người bất quá cũng như ta là tạp chủng thôi đại vu dường như nghe phải chuyện cười phất tay nhượng hạ nhược đẩy ra lấy ra một con ngươi thưởng thức, tạp chủng, là không có nơi hội tụ. Ngươi là thứ tạp chủng chó gì, lâm tính thuận lời của gã hỏi. Đại vu là người bắt mạc, hiểu tiếng Hán, nhưng không tin thông, không nghe ra lâm tính nhân cơ hội mắng gã. Nương của ta, là một vũ nương ba tư, một người phàm không có linh lực. Nàng bị quý tộc người mang cướp đoạt, sinh ra ta, ta từ nhỏ sống trong mang tộc, bọn họ nói ta là thứ tạp chủng đê tiện, không thể có linh mạch, dùng cách đối xử với súc vật để đối xử với ta, thế nhân đều cho rằng, tiên giả thuần huyết mới có thể linh lực cao cường, kỳ thực bọn họ sai rồi, tạp chủng mới càng dễ đặc biệt hơn, thế nhưng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nắm giữ linh mạch thì là kẻ đứng đầu, ta từng phát huyết thể, đợi ta có sức mạnh, nhất định phải phá hủy tất cả những kẻ có linh mạch trên thế gian này, để đám quý tộc cao cao tại thượng, cũng giống như chó lợn mà bò trên đất, lâm tính thử đảo ngược linh lực, linh mạch xuất hiện chút gần sống mấy điểm huỳnh quang từ trên người đại vu chậm rãi tràn ra chỉ là động tác này ảnh hưởng đến hồng tuyến trong thân thể đau đến trước mắt hắn một trận biến thành màu đen hồn lực có thể dùng nhưng thực sự quá đau chỉ có thể hút từng chút một để xem hồng tuyến kia hút khô máu của hắn trước hay hắn đánh sạch hồn lực của đại vu trước bỗng nhiên có đồ vật nhô ra sau cục đá nuốt toàn bộ quan điểm tiêu tán ra ngoài lâm tính lấy làm kinh hãi dương tốc kiếm binh khí quanh thân đều bị tháo hết sạch, dương cốc kiếm tất nhiên không thể còn ở bên người, linh kiếm không có chủ nhân khống chế, thế nào bay được đến trên núi cao vạn trượng này, hết thảy đều không xa, đại vu nhấc hai tay lên, ánh bạc trong đôi mắt rực rỡ, con người trong nồi sôi trào, dường như muốn nhảy khỏi nồi tháo chạy về trời, chỉ cần để hàng ngàn phệ linh bay đến các nơi, tất cả tiên giả đều không thoát khỏi kết cục linh mạch bị hủy diệt, bạo thể mà chết, thẩm lâu tìm được núi tuyết tòa thứ ba, mây cuồn cuộn che giấu đỉnh ngọn núi cao vút dưới chân núi một đám ô hợp thân mang áo bào đen quỳ sụp hai tay giơ lên cao hướng trời dùng hồ ngữ không ngừng ngâm tụng thiên vây lấy thần che chở đại địa vu thần giáng thế cao quý vô cùng nơi này lướt qua đám tín đồ cùng nhiệt xông thẳng lên trên đỉnh ngọn núi đứng lại ông thạch lan đứng trên trảm lan đao ngăn cản đường đi của thẩm lâu tránh ra thẩm lâu ngự kiếm vòng qua ông thạch lan lại như ruồi bâu lấy mật lập tức chặn lại lần nữa chặn trước mặt y sương mù lượn lờ lưng chừng núi đứng giữa sườn núi vậy mà đã có thể cảm thấy từng trận hàng khí bốc lên hai mắt thẩm lâu đỏ ngầu không nói nhảm nữa trực tiếp nâng kiếm lao lên những ngày qua giao phong trên chiến trường là dùng thân phận thống soái không thể quên đi thân phận của mình mà dùng hết toàn lực đến tận bây giờ thẩm lâu vẫn chưa từng cùng ôn thạch lan chân chính đánh một trận ngu uyên kiếm như vật sống trong phút chốc giao đấu hơn trăm chiêu với trạm lan đao sau đó cấp tốc vòng về thẩm lâu nhẹ điểm trên thân kiếm, toàn thân lao lên, linh kiếm xoay quanh tay, người kiếm hợp làm một, kiếm khí như cầu vòng nối tới mặt trời, gió mây biến sắc. Ông Thạch Lan không dám khinh thường, những ngày qua giao thủ, hắn biết rõ, vị tiểu quốc công tuổi đời 20 này, so với thẩm kỳ duệ còn lợi hại hơn rất nhiều. Toàn bộ đại dung sợ không ai có thể địch nổi, chính là đệ nhất đại dung. Lộc ly trên cảm lan đao, một viên lại một viên sáng lên, sáng đến năm viên, vẫn không thể áp chế lại thẩm thanh khuyết đối thủ cũ hai đời thẩm lâu quá rõ ràng yếu điểm của ôn thạch lan tại kẻ hở khi hắn kích phát lộc ly quăng kiếm mà ra ngu uyên trên không trung quay lại xông thẳng về phía sau ôn thạch lan ôn thạch lan xoay người lại đón đỡ chậm nháy mắt cao thủ so chiêu chậm một chút đều là trí mạng ngu uyên bay sát qua cổ ôn thạch lan lưu lại một miệng máu dài ở bả vai hắn mà thẩm lâu vẫn còn dư lực cấp tốc hồi kiếm tới tay vững vàng đâm tới hướng hắn nếu không ngăn được chiêu này ắt sẽ bại, khả hãn còn ở phía trên. Ông Thạch Lan cắn răng, hét lớn một tiếng, kích phát viên lộc ly thứ sáu, linh lực trời lông đất lở, mạnh mẽ ập tới, thẩm lâu mắt cũng không chớp, trực tiếp lao lên, oanh, núi đá vỡ vụn, mây trời tán loạn, phản phất thái sơn áp đỉnh, búa tạ đánh ngực, khóe miệng thẩm lâu chậm rãi tràn ra máu, ông Thạch Lan cũng không dễ chịu, linh lực sáu viên lộc ly du tẩu trong kinh mạch, máu thịt quanh thân không chịu nổi mà gồ lên run rẩy gương mặt cương nghị dần dần trở nên dữ tợn sắc mặt thẩm lâu vẫn bình tĩnh bên tai vang lên một âm thanh nhỏ bé rắc ngọc bội tiểu lộc của tính tính nứt tiếng vang giữa sườn núi không truyền tới đỉnh ngọn núi đại vu đắc ý biểu diễn tài năng ngút trời của mình lại phát hiện lâm tín vẫn luôn cúi đầu không hề động đậy cười lạnh nói chờ máu khô cạn liền đem ngươi cũng làm thành người rối cho ngươi đi đối phó thẩm lâu kia hắn thật lợi hại đến ông thạch lan cũng không ngăn nổi chắc chỉ có ngươi mới có thể đánh thắng hắn chỉ có thần mới có thể làm ra người rối ngươi làm bất quá chỉ là con rối bỏ đi thẩm lâu của ta nhìn cái nhận ra ngay sau đó chém ngươi thành muôn mảnh lâm tín nói một câu dài dư quan liếc nhìn dương cốc kiếm thử dùng thần hồn thao túng nó kiếm vậy mà chậm rãi ra khỏi vỏ rồi hội nghị tu sĩ thường kỳ muốn bám vào một tia tàn hồn trên bản mệnh linh kiếm để khống chế linh kiếm trong thời gian ngắn nhưng mà kiếm thủy chung là vật chết có thể nhảy nhót xoay chuyển trên không trung lại tuyệt đối không thể làm ra động tác rút kiếm ra khỏi vỏ này vạn vật có linh hồn lực là tinh hoa của sóng linh dương cốc kiếm hút nhiều hồn lực sinh ra kiếm linh nhãi con đại vu vẫn luôn tự xưng vu thần thượng cổ rất lâu không nghe lời khiêu khích nào như vậy cắn răng nắm sợi hồng tuyến kia đột nhiên tăng nhanh tốc độ hút máu a à, hồng tuyến nhảy nhót trong kinh mạch mang đến một trận đau nhức xé ruột xé gan lâm tính hô to một tiếng dương cốc kiếm nhảy ra lăng không bổ tới đại vu lấy làm kinh hãi lập tức thu tay lại vẫn bị dương cốc tước mất một ngón tay máu chảy ồ ạt hồng tuyến đứt đoạn sức mạnh vu thuật lập tức biến mất không còn tâm hơi lâm tính rút dây nhỏ trong kinh mạch ra nắm chặt dương cốc kiếm cấp tốc đảo ngược linh mạch lượng lớn hồn lực không thể ức chế từ trên người đại vu tuôn ra cố nén cơn đau đại vu rút thêm vài gốc hồng tuyến cùng lâm tính quấn lấy đấu lần này không có khả năng ám hại, hồn lực không ngừng tiêu tán, tráng đại vu đổ mồ hôi lạnh, khống chế ô lạc lan hạ nhược sông lên đỡ kiếm, thân thể hạ nhược bị vu thuật cải tạo quá, cứng rắn hơn thường nhân, cũng không biết đau đớn, không sợ chết. Rút ra trọng kiếm sau lưng, chém tới hướng lâm tính, lâm tính giơ kiếm ngang trở đòn đánh này, bị chấn động đến mức cuốn họng tanh ngọt, tay rung lên, trước mắt choáng váng một chút, lâm tính biết mình đã mất máu quá nhiều, không dám ham chiến thấp người quét qua, đem hạ nhược vấp ngã, vùng linh kiếm lên, hết thảy hồn lực kích phát ra, âm âm bổ về phía đại vu, thế đánh như dời non lấp bể không thể tránh khỏi, đại vu hoảng sợ trợn to đôi mắt tràn đầy ánh bạc, vung tay, nhấc chiếc bát tô chứa đầy con ngươi lên, rầm rầm rầm, bát tô gặp phải hồn lực lập tức nổ tung, vô số con ngươi bắn ra, giống như ông vò vẽ nhào tới lâm tính, lâm tính kéo kiếm, sử dụng hoa lạc kiếm vẽ hình trăng tròn trước người hồn lực dồi dào hình thành một lớp bình phong, cản tất cả con người ở bên ngoài. Đại vu tiếp tục dùng thuật, linh lực bàn bạc như thái sơn áp đỉnh, đẩy đám con người sắp bị đánh bay chen lên. Vu thuật, cũng là một loại tiên thuật, dùng vẫn là linh lực, linh kiếm nhanh hơn nữa, chuyển dời bình phong liên tục trước sau nhưng vẫn không phải cái khiên thực sự, rất nhanh có con người chen qua khe hở nhào tới trên mặt lâm tính, dù là bán thành phẩm phệ linh cũng không thể nhiễm, ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đại vu đột nhiên rầm một tiếng ngã trên mặt đất cả người có vật chẳng khác nào cá gần chết không còn linh lực chống đỡ đám con ngươi lạch cạch rơi xuống tan trong tuyết lâm tín lấy kiếm chống đất miệng lớn thở hồng hộc trước mắt từng trận biến thành màu đen cũng không dám thư giãn cắn răng hai tay cầm kiếm chậm rãi giơ lên hồn lực tạp chủng quả nhiên là đại vu run rẩy ngẩng đầu không cam lòng nhìn về phía lâm tín lời còn chưa dứt liền bị một kiếm xuyên tim xin lỗi không còn khí lực nghe ngươi nói xong lâm tín ngã quỵ trên mặt đất nắm chưởng thành trảo giữ đầu đại vu lâm tín hắn không phải thần linh không có tư cách hủy hồn phách người khác nhưng ác ma trước mắt này không thể xưng là người nắm lấy hồn phách dãy giụa không thôi dùng sức bóp nát mảnh vỡ hồn phách như tờ tiền giấy tung bay đầy trời lâm tín cười nhạo coi như vung tiền giấy cho ngươi tạm biệt không tiễn cười cười đầu chìm vào trong đống tuyết mất quá nhiều máu mặt lâm tính trắng đến cơ hồ cùng tuyết hòa làm một thể. Dương cốc kiếm cọ lại đây, vòng quanh lâm tính bay một vòng. Nó chỉ vừa sinh linh, lại không có trí tuệ, không hiểu chủ nhân xảy ra chuyện gì, cũng không biết nên làm thế nào. Không có linh lực bảo vệ thân thể, bị băng tuyết thẩm thấu, lâm tính đã không cảm thấy lạnh, thậm chí không cảm thấy tay chân còn tồn tại, đến khí lực muốn động cũng không có. Ý thức dần dần mơ hồ, lâm tính nhìn tuyết bay lạ tả, trong lúc mơ màng nhớ về ngày năm tuổi năm ấy, đất trời ngập tràn băng tuyết, trăm dặm không người. Tiểu lâm tính bị triệu đại thiếu trói trên cây, vài thiếu niên hi hi ha ha rời đi, chỉ lưu mình hắn ở trong núi dần dần đông cứng. Gió to như quỷ quái phệ nhân, dần dần nuốt hết tiếng tiểu hài đồng kêu cứu, cảm giác gần chết, thật đáng sợ, đối với một hài tử mà nói, căn bản không thể chịu được. Trong bóng tối, bỗng nhiên ngã vào một cái ông ấm áp, mềm mại, thoảng qua mùi cây cỏ lành lành như có như không, cánh tay kia còn nhỏ bé non nớt, nhưng đối với lâm tính mà nói, có thể ngăn trở gió tuyết cả cuộc đời. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy chính là trước mắt mang màu thẩm thanh khuyết, tính tính, thẩm lâu ông lâm tính vào trong ngực, mở rộng vạt áo sưởi ấm cho hắn. Lâm tính nhìn y, trong mắt nổi lên ý cười ướt ác, chậm rãi nắm lấy sim y thẩm lâu, nhỏ giọng nói, ta sắp chết rét, lần này, ngươi có thể hay không, đừng buông ta ra thẩm doanh doanh tạm thời tiếp quản quân quyền liền dời trại đến phía bắc âm sơn canh giữ trên cửa ải ác dương lĩnh trại lần này dựng rộng hơn so với lúc hành quân trên đường rất nhiều nguyên soái cuối cùng cũng coi như có doanh trướng riêng tách biệt với soái trướng để nghị sự đại dung vẫn chưa lạnh gió lạnh phía bắc âm sơn đã gào thét đặc biệt đến buổi tối cực kỳ rét buốt thẩm lâu đắp kín mình cho lâm tín còn mê man đem một bình nước nóng nhét vào bên chân hắn hai chân lạnh lẽo trắng đến gần như trong suốt có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh chu tinh ly nói hài tử này mất máu quá nhiều sợ lạnh sẽ nhiễm phong hàn sai mấy người uyên a à ra ngoài ngàn dặm để mua lò sưởi bình nước nóng thuốc bổ đồ ăn lúc mua về thẩm lâu vẫn ôm hắn hoàng cát bưng một chén canh thuốc vén rèm vào nhìn thấy quốc công nhà mình đang nâng chân các lộc hầu ngẩn người lập tức cúi đầu không dám nhìn nhiều tử xu bị chu tinh ly chọc tới làm cu ly nấu thuốc hầm gà nướng cá, nấu cháo, nên người bưng thuốc liền biến thành hoàng cát. Nghe tiếng động, thẩm lâu lập tức dùng chăn che kín chân lâm tính, trầm giọng hỏi, hoàng cát, cô hồi nhỏ có từng đi qua núi tuyết phụ cận vị thủy không? Ngài không nhớ rõ, hoàng cát hơi bất ngờ, trong sự nhận thức của hắn, thẩm thanh khuyết sớm thông tuệ hẳn phải nhớ rõ mấy việc lúc đó, mùa đông năm 9 tuổi, chúng ta đi săn thú trên núi dương ở vị thủy, còn cứu hài tử, hai tử gì? Thẩm lâu đột nhiên ngẩng đầu, môi mỏng khẽ rung, năm y chín tuổi, lâm tính năm tuổi. Một hài tử đông cứng, không biết bị ai cuốn vào trên cây, vô cùng đáng thương, hiếm thấy có lúc thẩm lâu không nhớ rõ sự tình, hoàng cát không nhịn được nói thêm vài câu, ngài khi đó chẳng biết vì sao, không cho chúng ta ôm, còn muốn tự mình ôm xuống núi. Sau đó sốt ruột trở lại, sai thuộc hạ đi tìm người nhà hắn, thuộc hạ liền đưa đến triệu gia, ngọn núi kia, thuộc về vị thủy triệu gia, huyền vương điện hạ, đừng đi nhanh như vậy mà, ta năm năm tuổi, bị người cuốn vào cây trên núi tuyết, suýt đông chết, đối với đất trời ngập tràn băng tuyết thế này, vô cùng sợ sệt. Nếu không, ngươi ông ta đi, bọn họ đều bắt nạt ta, tại sao ngươi không mang ta đi, từ lúc ngươi còn không nhận ra ta, đã không thể không có ngươi rồi, ta sắp chết rét, lần này, ngươi có thể hay không, đừng buông ta ra, này đó che giấu trong đùa gẹo vui cười, cũng không phải tất cả đều là lời ngon tiếng ngọt. Thẩm lâu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu lặng im một lúc lâu, cuối người, cách chăn đem lâm tính từng chút từng chút siết chặt vào lòng ngực, nhẹ nhàng hôn môi hắn, đuôi lông mày, khóe mắt, xin lỗi, phi lễ chớ nhìn. Hoàng cát vội vàng đặt chén thuốc xuống, quay người ra màn, và vào chu tinh ly chạy đuổi theo dương cốc, ông thạch lan bại vào trong tay thẩm lâu, bị thương, sau đó bị ba người chạy tới trói lại mang về, cùng đóng đồ vụn vặt trên núi tuyết. Chu Tinh Ly cảm thấy khá hứng thú đối với đống tiểu vật này và con rối hạ nhược, ngoại trừ thời gian chế thuốc cho lâm tín đều thưởng thức những đồ này nhìn cái này một lát sợ cái kia một cái dương cốc bị thẩm lâu ném ra ngoài màn chất trong đống tạp vật linh tinh cũng nằm trong phạm vi bị mò còn chưa chơi tới lần thứ hai dương cốc liền chạy tiểu hoàng giữ lấy nó chu tinh ly hô hoàng cắt theo bản năng mà đưa tay tóm được dương cốc kiếm lấy làm kinh hãi kiếm này sao có thể tự chạy chu tinh ly cẩn thận tiếp nhận kiếm nhẹ nhàng vuốt ve như ông hài tử si ngốc cười nói, kiếm này sinh linh, đến nay sống được, dứt lời, vỗ Xuân Ngấn kiếm bên hông một cái, Dương Cốc mới một tuổi đã sinh linh trí, Xuân Ngấn đã hai mươi mấy tuổi, lúc Lâm tính tỉnh lại, Dương Cốc đã về bên cạnh hắn, yên tĩnh dựa vào đầu Dương, xung quanh không người, ánh mặt trời từ đỉnh trướng xuyên vào, chiếu vào cái bát không đặt đầu giường, chết miệng một cái, không có vị kham khổ như trong dự liệu, ngược lại có hương canh gà tươi mới. Đứng dậy tìm kiện áo ngoài của thẩm lâu mặc vào, Nhất chân ra soái trướng trong lều vô cùng náo nhiệt thẩm doanh doanh ngồi dưới soái trướng sữa đại tiễn phong trọng bưng gà hầm ngồi bên cạnh nàng ăn đến miệng đầy dầu chu tinh ly thì lại ngồi ở soái vị thao túng tiểu vật đại vu lưu lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ lâm khúc ngồi xổm trước kỹ trà không biết lấy giấy vẽ từ đâu ra miêu tả hoa văn trên chiếc kim đăng kia một bút một nét trầm tĩnh nhẹ nhàng phản phất không cùng một thế giới với ba người ồn ào kia tình cờ nói một câu hoa văn này cùng thượng cổ linh khí lâm gia thu được có chút giống nhau. ô, linh khí kia để làm gì? chu tinh liên ngẩng đầu nhìn hắn, vừa vặn nhìn thấy lâm tín đi tới. tín nhi, tất cả mọi người trong phòng nhìn sang, còn chưa kịp nói chuyện, lâm tín liền bị người từ phía sau ôm lấy. sao lại chạy ra ngoài? thẩm lâu trong mắt mang theo chút tức giận, chỉ đi luyện binh một chút, người trên giường đã không thấy tâm hơi, y cả kinh đến mức đổ mồ hôi lạnh khắp cả người. tỉnh rồi không gặp ngươi nhớ ngươi lầm tính thấy sắc mặt thẩm lâu không tốt lập tức khéo léo ông cổ của y cọ mặt chu tinh ly mới bắt chuyện một nửa liền nuốt trở về một tay che mắt đùi gà trong miệng phong trọng cạch một tiếng rơi trên mặt đất nhất thời vô cùng đau đớn cũng không biết nên nhặt đùi gà trước hay nên quản lầm tính trước ngươi hai người các ngươi xảy ra chuyện gì màu sắc lầm khúc lóe lên nụ cười trên mặt không thay đổi kéo lấy phong trọng định xông tới ôn thanh hỏi bất phụ đi lại có chạm tới thương tổn không Lâm tín giả vờ thẹn thùng đem mặt vùi vào ngực thẩm lâu, nhỏ giọng nói, không, thẩm doanh doanh từ đầu đến cuối không ngẩng đầu, những người này có phải đều quên mất, nàng còn là cô nương chưa lấy chồng. Cô nương đó, giọng mũi ấm áp nhẹ nhàng tiến vào trong tai, khiến thẩm lâu không tự chủ hòa hoãn sắc mặt. Mây mở sương tan, lâm tín lập tức không sợ, quay đầu nhìn bốn phía, cửu cửu ta đâu, mấy người trong màn rơi vào im lặng, chu tinh ly ho nhẹ một tiếng, vén bức bản đồ sang một bên. Đồ chơi nhỏ đều mang về, thân thể ô lạc lan hạ nhược tất nhiên cũng mang về, lúc này đang đặt trên giường gỗ ở mặt sau bức bản đồ. Ông Thạch Lan còn mặc kiện xiêm y dính máu, sắc mặt mỏi mệt mà bảo vệ ở một bên, không nói lời nào, cũng không động đậy, so với hạ nhược càng giống một bộ thi thể hơn. Quanh thân hạ nhược có rất nhiều hồng tuyến rủ xuống, khi gió thổi qua, hắn sẽ chớp mắt hoặc giật giật ngón tay. Chu Tinh Ly trông mà thèm không thôi, đặc biệt muốn chơi, nhưng sợ bị ôn thạch lan cắn chỉ có thể xa xa nhìn con rối tinh xảo như vậy hiếm thấy trên đời đại hãn chết bao nhiêu năm rồi ôn thạch lan nhấc mắt nhìn về phía lâm tính âm thanh vừa thấp vừa khàn tựa như đã lâu không được uống nước nếu ta đoán không sai hẳn đã chết trước khi nương ta trốn đi lâm tính từ trong ngực thẩm lâu nhảy ra muốn tiến tới gần lại bị thẩm lâu giữ lại cũng không kiên trì đơn giản dựa vào trên người thẩm lâu ngươi không thấy mặt của hắn chỉ có hai mươi mấy tuổi sao Ông Thạch Lan và Ô Lạc Lan Hạ Nhược quen biết từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, cùng giành chính quyền, đương nhiên biết đây là khuôn mặt lúc Hạ Nhược hơn 20 tuổi. Nghe Lâm Tính nói vậy, chậm rãi nhắm lại đôi mắt khô khốc. Thời điểm Hạ Nhược lần đầu chinh phục bộ tộc là ông Thạch Lan và hắn cùng đánh, cho nên thống nhất cực nhanh. Người trên thảo nguyên sùng bái cường giả, Hạ Nhược muốn làm đại hãn, cần uy vọng. Ông Thạch Lan cam nguyện làm người ẩn hình, đem hết thảy chiến tích đều giao cho Hạ Nhược do vậy mới có truyền kỵ chiều tập kích định âm sơn đêm phá đến chân âm sơn ti lỗ hữu liên tên tiện chủng này ông thạch lang đột nhiên ông chặt hạ nhược vào trong lòng ngực khác nào chó đến đường cùng mà gầm nhẹ hắn phá hủy mặt trời trên thảo nguyên con rối hạ nhược trợn tròn mắt cái gì cũng không biết xa xa có tướng sĩ hát vang theo tiếng gió đại mạc thổi qua soái trướng khỉ viết vô y dữ tử đồng bào vương vu hương sư tu ngã qua mâu một dịch nghĩa há ngươi không có quần áo? Thì cùng ngươi mặc chung áo bao vậy? Vì vương sắp giấy binh, nên phải sửa soạn cây giáo, cây mâu, vô y khổng tử còn một câu, giữ tử đồng cừu cùng nhau đi đánh kẻ thù chung, thể hiện phong tục người mang hung hăng, ưa việc chiến đấu, nhưng có lòng yêu thương đủ khiến cho người ta cùng chết với nhau như thế. Người đồng bào vẫn còn, vương không biết đã đi phương nào, những năm này chiến trận liên miên, lại là vì một túi da rỗng. Vương cùng hắn cộng ẩm tam đàn, Tuyến ngoạ sa trường hai từ lâu đã không còn hai cùng nhau uống rượu xây giữa sa trường lầm khúc còn giữ chiếc kim đăng lúc sáng lúc tối nhìn thấy ông thạch lan như vậy không nhìn được thở dài đem vật cầm trong tay đưa cho hắn đây là đồ vật đại vu luôn giữ bên người ngươi xem có phải là khả hãn ông thạch lan ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi từng giao thủ cùng hắn cảm ơn ngươi thiện lương đây chỉ là đèn trong vương trướng khoan đã thẩm lâu đột nhiên mở miệng cầm cây đèn kia nhìn kỹ trong này nhốt một cái hồn tất cả mọi người nhìn về phía thẩm lâu lâm tính cũng vô cùng kinh ngạc theo hắn biết thẩm thanh khuyết không nghiên cứu gì về hồn phách làm thế nào nhìn ra trong này có hồn đây là hồn đăng ta à, trước đây từng thấy thẩm lâu dừng một chút chỉ cần đèn bất diệt hồn bên trong sẽ bất tán trước đây này hiển nhiên chỉ kiếp trước lâm tính hiểu rõ trong mắt ôn thạch lang nhất thời tràn đầy vẻ đau xót khả hãng đó nhất định là hồn khả hãng vô luận ở hành cung hay vương đình, chiếc đèn này vẫn luôn kè kè xung quanh con rối hạ nhược. Lúc trước hắn cho là đại vu cố làm ra vẻ bí ẩn, hóa ra cho dù chết, hạ nhược cũng không được an bình, thần hồn vẫn luôn bị vây trong hồn đăng không được luân hồi, thì ra là như vậy, chu tinh ly vỗ phong trọng một cái, đặt thần hồn vào trong hồn đăng, đặt một chỗ cùng thân thể, thì có thể đảm bảo phách không xuống đất, thân thể này cũng sẽ không mục nát, phong trọng không hiểu sao bị đánh lão đảo một chút, xoa đầu nói, vậy có phải còn có thể cứu được không? Trong nhà có sư phụ và sư huynh chơi loại hồn phách này, anh Vương Điện Hạ đã gặp qua là không quên được nhiều ít cũng hiểu phần nào. Ông Thạch Lan nâng cây đèn, đột nhiên ngẩng đầu, dời hồn có được không? Lâm tính hỏi sư phụ, thân thể này đã không thể sống được, coi như dời đến, cũng chỉ là xác chết di động. Chu Tinh Ly nhân cơ hội đi lên trước, sờ sờ kinh mạch hạ nhược, án chừng cầm của hắn nhìn một cái, thậm chí gõ gõ đỉnh đầu. Ông Thạch Lan đầy mắt ước ao mà chờ hắn chẩn đoán, không chút nào ngăn cản. Lâm tính nhìn sư phụ bắt đầu túng hồng tuyến đùa bẩn cửu cửu, ho nhẹ một tiếng nói, linh đại có thể có tổn hại. Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, Lâm tính quyết định thử một lần. Con rối hại nhược bị dời vào phần đầu trướng nhỏ, chỉ có Chu Tinh Ly và Lâm tính ở bên trong, những người khác không được đi vào quấy rối. Đợi hai canh giờ, thẩm lâu ngồi không yên dùng mình, từng dùng hồn đăng làm lý do, tiến vào, màn cửa lần nữa khép lại ông thạch lan đứng ở ngoài màn thần sắc lo lắng muốn nhìn nhưng không dám đi vào chẳng khác nào trượng phu chờ thê tử sinh con phong trọng còn chưa từ trong quan hệ giữa lâm tín và thẩm lâu lấy lại sức được đau lòng hỏi lâm khúc có phải do chúng ta ở nhạn khâu không có nữ đệ tử mới khiến hắn đi đường tà đạo không tùy vào số mệnh cửu oanh là người tu tiên hẳn cũng hiểu lâm khúc cười nhạt đột nhiên lờ bạc không gió mà bay hồn lực dồi dào thổi tung cửa mạnh đồng thời truyền đến tiếng kinh hô của lâm tín ông thạch lan không chút nghĩ ngợi mà vọt vào thả nhẹ hô hấp nhìn người nhắm nghiền hai mắt ngồi ở chính giữa trận chu sa dời thành nhưng lâm tín nói còn chưa dứt lời hạ nhược đã mở mắt ra con ngươi xanh lam như tẩy chậm rãi hoàng hồn ô lạc lan hạ nhược nhìn ông thạch lan bất động không nói tất cả mọi người nín thở chờ một lúc lâu hạ nhược mới gượng lên một nụ cười cứng nhắc khó khăn kêu một tiếng a à càng nhiều năm chưa mở miệng tiếng nói đã cực kỳ khang. A à càn Càng, trong hồ ngữ là ý gọi huynh trưởng. Ông Thạch Lan, đã rất nhiều năm, không nghe thấy danh xưng này, từng chút từng chút quỳ một chân xuống, chăm chú nhìn hai mắt hạ nhược, vị trảm lan thần tướng, hán tử có thể điều khiển bảy viên lộc ly này, đột nhiên rơi lệ, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Những năm này, đại vu điều khiển hạ nhược, vẫn luôn không để ôn thạch lan tới gần, cũng rất ít lời với hắn. Ông Thạch Lan chỉ cho rằng đại hãn bởi vì không thể cưỡi ngựa đánh trận nên nỗi lòng không tốt, cũng tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quân thần chưa từng tới gần. Trơ mắt mà nhìn đại hãn cùng hắn càng ngày càng xa lánh, cùng đại vu càng ngày càng thân cận. Ta đáng chết. Ông Thạch Lan dùng nắm đấm nện lên ngực mình, nói một câu nện một cái, sớm nên một đao giết tên tiện chủng kia. Sớm nên phát hiện ngươi đang chịu khổ, ngày còn niên thiếu, hạ nhược nhận hắn làm nghĩa huynh, hắn liền tuyên thề sẽ che chở hạ nhược cả đời, quay đầu lại lại chẳng bảo vệ được gì a à càng ô lạc lan hạ nhược vội vàng gọi một tiếng muốn tiến lên dịu hắn nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích được tứ chi giống như bị khống chế không nhịn được phát ra tiếng trên a à, ông thạch lang nhất thời ngừng lại vội vàng tiến lên đỡ hắn hồn thì dời thành nhưng chỉ có đầu còn tốt các bộ phận còn lại đều không phải người lâm tính ngồi xổm ở trước mặt hạ nhược nắng nắng cánh tay lạnh lẽo của hắn thân thể này chỉ có thể dùng hồng tuyến điều khiển chỉ có đầu sống sót, có thể nói chuyện, không thể động, không thể ăn, hệt như xác chết di động thôi. Sống sót như vậy, không khỏi quá thống khổ, khác gì lão nhân bại liệt trên giường, điểm tốt duy nhất là hắn không cần đi ngoài. Trong màn lâm vào tỉnh mịch, ô lạc lan hạ nhược trầm mặt chốc lát, bỗng nhiên chậm rãi nở nụ cười, dùng thanh âm khàn khàn nói, như vậy, là đủ rồi, bị vây trong đèn mười mấy năm, nhìn tầng tầng bi kịch phát sinh, lại không thể nói chuyện, nếu không phải tâm trí hắn đủ kiên định, sớm đã điên rồi, bây giờ có thể mở miệng, đương nhiên thấy đủ. Lâm tín có chút bất ngờ, Chu tiên sinh, có thể, để ta chạm vào đứa nhỏ này được không, hạ nhược quay đầu, nhìn Chu tinh ly đầu tiên. Mọi người hơi nghi hoặc vì sao phải hỏi hắn. Chu tinh ly sờ mũi một cái, gợi lên tám cái hồng tuyến kia, nhẹ nhàng giật giật ngón tay, hạ nhược tự nhiên nâng một cái tay lên, che đỉnh đầu lâm tín, sức nô, a à cửu xin lỗi ngươi, đại vu thường đem tin tức niệm cho hắn nghe, hắn biết, hai tử Tô Tô sinh, gọi Quát Nô. Cũng biết, Tô Nhi của hắn rút kiếm tự vẫn, vì không để dù chỉ một giọt máu cho đại vua, tự vẫn. Nương ta là tự vẫn, Lâm tính giật mình, Lâm tranh hàng tìm được quặng mỏ lộc ly, bọn họ nghỉ chân ở một gia đình tại Đại Hoang, gặp tín đồ của đại vua, hạ nhược từ từ khôi phục. Mặt bị khống chế nhiều năm dần dần xuất hiện biểu tình, lộ ra tia đau đớn, Lan Tô biết bị đại vu tìm được, đánh không lại liền lập tức trút kiếm tự vẫn. Lâm tranh hàng ông thi thể nàng chạy trốn, người mang còn không biết Lan Tô đã chết, sau khi chặn vết Lâm tranh hàng gần núi Chiêu Giao, mới phát hiện máu Lan Tô đã khô động từ lâu, không thể dùng được, Lâm tính cục mắt, chậm rãi hít một hơi. Khi đó tuổi còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, chỉ nhớ Triệu Kiên một đường ông hắn chạy, trước khi chia tay, phụ thân kín đáo đưa cho hắn một khối ngọc bội. Không trách mẫu thân chưa cáo biệt với hắn, hóa ra khi đó nàng đã không còn lúc chết tô nhi của ta hẳn còn rất hận ca ca đi hạ nhược thở dài lúc đó hắn đã thành con rối không còn máu để dùng đại vua mới đem chủ ý đánh tới trên đầu ô lạc lan đạt tô không có lâm tính lắc đầu mẫu thân nói cửu cửu là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa nguyên văn là gì dĩ nhiên nhớ không rõ nhưng trong ấn tượng của lâm tín mình có một cửu cửu xuất hiện trong những chuyện mẫu thân từng kể cụ thể chuyện gì thì từ lâu đã quên nhưng còn nhớ rõ, cửu cửu là người anh hùng. Tô Nhi, Hạ Nhược nhất thời nghẹn lại, duỗi hai tay ra, đem lầm tính ông vào trong ngực, nắm tay nhẹ nhàng đập đập sau lưng hắn, sau đó, không nhìn được cười rộ lên, quay đầu nhìn về phía Chu Tinh Ly. Động tác này, là động tác thường dùng giữa các nam nhân bắt mạc, Chu Tinh Ly nắm bắt thời cơ vô cùng tốt, tâm tư cùng Hạ Nhược không hẹn mà gặp. Chu Tinh Ly đắc ý nhíu nhíu mày, bị hắn quấy nhiễu như thế, bầu không khí bi thương nháy mắt không còn, mọi người lần lượt ngồi xuống, thương lượng chuyện sau này, đại vu đã chết, tai họa phệ linh được giải, thẩm lâu không cần đánh tiếng tới nữa. Trong kinh còn loạn, sáng nay hoàng đế truyền ý chỉ đến, lệnh phong trọng mau chóng trở lại, đại hãng mất tích, bắt mạc sợ là cũng đang loạn tùng phèo, sau lưng ti lỗ hữu liên, có bộ hô la và bộ trác ngạn chống đỡ. Tiệt rượu năm đó, là do bọn chúng bố trí. Ta phải diệt hai bộ này, Thảo Nguyên mới được yên bình. Sống như vậy dù khổ sở, nhưng còn nhiều việc cần xử lý, Hạ Nhược lựa chọn tạm thời sống tiếp, thỉnh Chu Tinh Ly dạy phương pháp điều khiển hồng tuyến cho ôn Thạch Lan. Nghe Hạ Nhược nguyện ý sống tiếp, trong mắt ôn Thạch Lan nổi lên tia sáng, tha thiết mà tiến đến bên người Chu Tinh Ly, khiêm tốn thỉnh giáo, lâm tính sờ mũi một cái, những người này đều không nghi ngờ sư phụ nhà mình thế nào lại chơi được thành thục như vậy sao? Giời hồn kỳ thực không tốn nhiều thời gian, hai canh giờ vừa rồi, đều là Chu Tinh Ly đùa Hạ Nhược việc chiến trường, ngày mai, cô sẽ thương nghị cùng đại hãng thẩm lâu cũng không có ý trường đàm, ném lại một câu như vậy liền ông Lâm Tính mặt có vẻ mệt mỏi đi. Trở lại màn trong, Lâm Tính bị ném quạch tới trên giường, giữa chăn đệm mềm mại dãy dù trở mình, liếc trộm bộ mặt hầm hầm tính sổ của thẩm lâu, Lâm Tính nuốt ngụm nước miếng, bò đến bên hông thẩm lâu, đầy mắt nghiêm túc nói, thanh khuyết, ngươi có vừa nghe thấy, cửu cửu nói cha ta thật sự tìm được quặng mỏ lộc ly. Căn cứ vào tin tức của đại vua, dựa vào năng lực thông linh mắt lộc của Lan Tô, Lâm Tranh Hàng đã tìm được mạch hầm mỏ, bọn họ nghỉ chân ở Đại Hoang, cho gia đình kia ít lộc ly làm tiền thù lao. Gia đình kia tham lam, trọng giác linh ẩn giấu tàn hồn Lan Tô, rước lấy họa diệt môn mấy năm sau, nhưng tìm được thì đã sao, bất kể là Lâm Tranh Hàng hay Lan Tô, đều không để lại bất kỳ manh mối gì, đây là đề tài chẳng có chút nghĩa lý gì, cho nên vừa ở trong màn, tất cả mọi người đều bỏ qua điểm này. Thẩm lâu không nói tiếp, đẩy tay lâm tính ra, đem người ấn tới trên giường, một đầu gối tiến vào giữa hai chân, vững vàng cố định lại, cô không cần lọc ly, vậy ngươi muốn gì, hôn môi sao, lâm tính ngẩng đầu định hôn y, làm thế nào cũng không với tới, thẩm lâu kéo hai cái tay qua đỉnh đầu đè lại, để trống một tay nắm cầm lâm tính, ép hắn đối diện cùng mình, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn hắn, tự như phải xuyên qua túi da này, xem rõ ngọn ngành tim đen gan tối trong đó, đời trước, thẩm thanh khuyết mặt lạnh, lâm tính nhìn nhiều lắm rồi căn bản không sợ nhưng bây giờ trong đôi mắt thâm thúy kia tràn đầy đau đớn khiến hắn sợ hãi lâm bất phụ ngươi đến tột cùng coi ta là người nào âm thanh thẩm lâu vừa thấp vừa khàn mang theo uể oải khó nén cuốn quyết si mê tâm tình thề thốt nhưng ở tín nhiệm trước mặt lại biến thành tro bụi ban đầu muốn nói chuyện rõ ràng với hắn nhưng khi lời nói thốt ra lại thành lời chất vấn người này luôn như vậy vì tư lợi tự cho là đúng tự ý quyết định hút đi phệ linh để y sống một mình tự ý quyết định làm mồi mà không thương lượng với y đôi lời trong lòng lâm tính thẩm thanh khuyết y đến tột cùng là thứ gì con ngươi màu xanh lam sâu đậm chợt lóe hai lần môi dưới lâm tính khẽ run lại nói không ra lời có thể nói gì chứ tai họa phệ linh vốn do hắn mà ra lần này không giải quyết được thì phiền phức sẽ vĩnh viễn không thể dứt thẩm lâu trọng sinh mang theo mục đích giải quyết tai họa phệ linh chính là chuyện quan trọng nhất với y mà nói, thiên hạ muôn dân còn cao hơn cả tính mạng bản thân, đem kế hoạch nói cho thẩm lâu, rồi sẽ sao? Nếu thẩm lâu ngăn cản, thì sẽ trì hoãn thời cơ tốt nhất, bình máu đại vu cướp từ trong tay trung hữu ngọc đủ để diệt quân bắt vực. Nếu thẩm lâu đồng ý, với lâm tính mà nói đáng thương nhường nào, à, đau, lâm tính nhíu mày, thấp giọng kêu đau, lập tức được buông lỏng ra, chỗ nào đau, thẩm lâu cuốn quyết ông hắn kiểm tra, thình lình bị lâm tính hôn lên môi, tay đau, lưng đau, ngực đau, lâm tính cọ môi của y nói, ngươi xoa cho ta, thẩm lâu hít sâu một hơi, lại thật sự xoa giúp hắn vò, lâm tính, ngươi nghĩ ta sẽ vì thiên hạ buông tha ngươi, hay sẽ liều mạng giữ ngươi lại, thân thể trong lòng run nhẹ, không lên tiếng, thẩm lâu cắn răng, gỡ bỏ vạt áo lâm tính, chuẩn bị nói cho hắn biết đáp án, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kèn lệnh, địch tấn công, mọi người chạy tới trên dốc cao, Nhìn thấy tất cả tín đồ của đại vua mặt hắc y tụ tập tại một chỗ phải tới ngàn người đen kịt người nào người nấy như thú hoang phát điên tru lên lao tới hướng doanh trại bắn cung thẩm doanh doanh hạ lệnh vô số mũi tên bắn ra những người kia không tránh không né đón đầu mà lên mũi tên cắm trên người dường như cũng không phát hiện bước chân chưa từng chậm lại mọi người lấy làm kinh hãi thẩm doanh doanh dương cung thần tan hồ đại tiễn dội dào linh lực vọt vào đoàn người liên tiếp xuyên qua mấy người đem ba người cuối cùng vững vàng đóng đinh trên mặt đất những người bị linh lực khiến cho tan xương nát đầu này ngã xuống đất, những người còn lại vẫn không ngừng về phía trước. Mũi tên bình thường không có tác dụng, chỉ có đại tiếng tan hồ mang theo linh lực mạnh mẽ mới có thể khắc chế, nhưng thẩm thu đình chỉ có 7 mũi tên. Bọn họ ăn bán phẩm phệ linh rồi, trở thành quái vật không có thần trí, ô lạc lan hạ nhược đi tới, màu sắc lạnh lùng, những quái vật này tiếp cận người sống liền cắn, người bị cắn trong thời gian ngắn cũng sẽ biến thành quái vật, những quái vật này, đã rất gần trại rồi, không kịp đặt bẫy, cũng không kịp trốn. Nhất định phải một chiêu chế địch. Một kích chế địch, nếu địch nhân chỉ có mấy người, mấy chục người thì còn có thể, nhưng hôm nay là hơn một ngàn người. Ngưng tiễn, thẩm lâu hạ lệnh, cung binh đứng đằng trước lập tức lui về phía sau. Cung tiễn bình thường chỉ có thể bắn xa mười trượng, cung lộc ly cùng lắm cũng chỉ tới trăm trượng, cung binh cách đám giặc đen cực gần. Lúc này lùi về phía sau đã không còn kịp rồi. A a a, giặc đen giống như bò chó bắn lên, bổ nhào vào trên người cung binh, tứ chi dùng đất bật lên, há mồm ra cắn, bọn lính kịch liệt giãy dụa, muốn ném rớt trên người người, quay đầu đối diện với khuôn mặt kia, nhìn không được sợ hãi kêu thành tiếng, những người này, đã không thể gọi là người, gân xanh trên mặt nổi lên, hai mắt đỏ đậm, nước giải màu vàng dào dạt trong cái miệng há lớn, ghê tởm lại đáng sợ. Một tiểu binh bị cắn vào bả vai, liều mạng đẩy kẻ kia ra đến rớt một miếng thịt, thất tha thất thểu chạy về phía trước không được hai bước liền té ngã trên mặt đất, chân tay run rẩy kịch liệt. Một lát sau, dùng một loại tư thế cực kỳ quái dị bò lên, gân xanh trên mặt nổi lên, theo những người áo đen cắn đồng hữu, thẩm lâu ngự kiếm bay qua, một kiếm lăng không bổ về phía giặc đen đầu tiên, để binh lính chưa nhiễm mau chút chạy, kiếm khí mang theo linh lực dồi dào xẹt qua cổ hắc y nhân, phun ra lại không phải máu, mà là thứ nước đỏ sền sệt, gào, gặp linh lực, đám giặc đen đột nhiên như giả thú gào rống lên, dẫm đạp lên bả vai nhau, bám vào đầu nhau nhanh chóng chồng chất, tạo thành thang hình người, đánh tới thẩm lâu trên không trung. U, còn sẽ điệp la hán, chu tinh ly nhìn đến hiếm lạ, thứ này sợ là đã hỏng linh đài rồi, như con kiến tụ thành một mối. Lâm tính lập tức hiểu rõ ý sư phụ, bay một vòng quanh đám giặc đen, linh quan thôn câu rạng rỡ, cắt trách da đám người đó. Vòng người này quả thực phản ứng hệt như những người trước đó, trèo lên vai người ở giữa nhào lên không, xuân ngấn kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chóng xốc lên một mảng cỏ, mũi kiếm vẽ ra mấy phương vị trên mặt đất, trọng nhi, khảm vị, sơ tỉnh, tốn vị, rồi như vậy, chu tinh ly vẽ mấy tuyến đường cực kỳ phức tạp, phong trọng nhìn một lần liền nhớ kỹ, lâm khúc đối với đường nước giống đánh cờ này cũng vô cùng quen thuộc, hai người liếc nhau liền vọt đi, lâm tính ở phía ngoài tước gia, thẩm lâu ngăn trở chúng đi tới, hai người không ngừng giao nhau tung hoành, thừa dịp kéo dài thời gian, đại quân đã lùi hết phía sau, linh khí mênh mông, kiếm khí cuồn cuộn thẩm doanh doanh xem đến hoa cả mắt nhìn không được hỏi chu tinh ly chu nhị thúc trận pháp này có thể đánh bại quái vật kia không thể vừa dứt lời đường kiếm bên kia đã đi xong hơn một ngàn người áo đen và cung binh vừa chết chồng chất thành sáu đại trụ cực kỳ hợp quy tắc bác phương cân đối chỉ là như vậy sẽ không thua chu tinh ly cười hì hì nói thẩm doanh doanh sáu đại trụ quả thực cố định bất động tự như một cây định hải thần châm đỉnh thiên lập địa mọi người nhẹ thở ra đại quân cũng dừng lại, sôi nổi cảm khái thái sư thần cơ diệu toán. Không đợi mọi người bình luận xong, đại trụ kia bỗng động, mấy thân thể cạnh nhau giao triền, duỗi thân, chỉ khoảng nửa khắc đã biến thành một khối người thật lớn, đám tín đồ nuốt trong mắt này, phần lớn đều là tiên giả, tụ lại ở bên nhau, linh lực những người đó cũng tụ tập quanh thân người khổng lồ lưu chuyển, tự như yêu ma thượng cổ sống lại, tản ra hơi thở đáng sợ, rầm, người khổng lồ nhất chân, bước nửa bước, dẫm ra hố sâu trên nền cỏ mềm xốp thích ứng một lát liền bắt đầu chạy tới thẩm lâu mặt không đổi sắc mà vọng về phía trước đại kiếm xuyên qua chân ngu uyên một lần tước rớt mười cái đầu không thành vấn đề nhưng chân người khổng lồ từ mấy trăm thân người dựng lên kiên cố vô cùng một kiếm này khó khăn lắm mới bổ ra một phần ba lại rất nhanh đè ép lại chút dịch nhầy tí tách rơi xuống không hề ảnh hưởng linh lực lâm khúc không bằng y một kiếm đi xuống chỉ chém rời một phần năm người khổng lồ chạy trốn cực nhanh, chân dài một bước xa ba trượng, đuổi theo mấy phàm binh không thể ngự kiếm ở giữa, nhìn người nát thành buồn. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, phàm binh nát bấy, tung sát khắp nơi, thứ này, bất sinh bất tử. Đao chém không động, lửa đốt không hết, quả thực như lời hạ nhược nói, cần một chiêu chế địch. Ta tới, ôn thạch lan khảm bảy viên lộc ly lên trảm lang đao, bước ra từ trong đám người kia. Ngươi muốn làm gì, thẩm lâu nhíu mày. Một chiêu phá nát, chỉ có trảm lan mới có thể làm được ôn thạch lan lướt hai ngón tay trên sóng dao trảm lan hình như có sợ cảm linh quan hiện lên từ mũi đao nháy mắt chảy qua toàn bộ mặt đau, lại kích động trở về chui đau. người đúc đau từng nói bảy viên lộc ly như sao thần bắt đẩu hợp với nhau mới trở thành thể trọn vẹn bảy viên cùng phát linh lực gấp hàng trăm lần so với sáu viên phá núi chém đá dết muôn vàng địch nhưng người giữ đau, nhất định nổ tan xác mà chết tiểu vương gia khả hãn đành phó thác cho người ôn thạch làng đem tơ hồng giao cho lâm tín quỳ một gối hướng hắn làm đại lễ bắt mạc a càng hạ nhược vội vàng gọi hắn ngô vương ôn thạch lan muốn đi thực hiện lời hứa ôn thạch lan nắm tay đấm đấm ngực mình cười sang sảng bảy viên lộc ly trên trảm lan đao cùng phát có bao nhiêu lợi hại chưa ai từng gặp qua nghe nói linh lực cuồn cuộn như thần long dẫn tới cửu tiêu thần chắn giết thần phật chặn giết phật để ý lâm tín kinh hô một tiếng khiên cửu cửu bỏ chạy người khổng lồ một chân dẫm tới chấn động đất đá tung bay đồng thời duỗi tay trảo tới thẳm lâu trên không trung cánh tay múa may cực nhanh phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức ốc. ông thạch lan hét lớn một tiếng xông lên một chỗ cao điểm đôi tay nắm đao linh lực lưu chuyển với mặt đao từng viên lộc lộc dần dần phát sáng lâm tính ném cửu cửu cho sư phụ tiến lên ngăn ông thạch lan lại tiểu vương gia mau tránh ra ông thạch lan đã kích phát sáu viên rồi gân mạch quanh thân bắt đầu không chịu khống chế mà gồ lên lâm tín rút thôn câu giao với trảm lan rầm một tiếng ném đến rất xa linh lực mạnh mẽ bắn ngược lại khiến ông thạch lan liên tiếp lui mấy bước không thể tin được nhìn về phía lâm tín tính tính thẩm lâu rơi xuống chè ở trước người lâm tín thanh khuyết ngươi kêu tu sĩ cho ta mượn hồn lực lâm tín cầm dương cốc ngẩng đầu nhìn người khổng lồ đang bước nhanh về phía bọn họ chu nhan cải khi luyện thành dương cốc chưa từng nói giới hạn tồn trữ hồn lực của kiếm này ra sao linh lực phải từng ở trong kinh mạch một lần mới có thể phát ra bên ngoài hồn lực thì không cần thẩm lâu lập tức hiểu ý hắn ngự kiếm bay lên đánh thủ thế hướng tu sĩ binh hàng vạn tu sĩ lập tức tụ về một chỗ hồn lực với người mất có thể sinh xả tắc với quốc hủy không thể cứu nay cần mượn hồn lực chư vị trợ giúp các lộc hầu diệt yêu ma này ai nguyện ý giúp thanh âm trong sáng trầm thấp truyền khắp toàn sa trường sau một lát lặng im, phong trọng không biết trà trộn vào trong đội ngũ khi nào, cao giọng hô, hầu gia, mời dùng, những người khác lập tức nối nhau cao giọng hô, hầu gia mời dùng. Hầu gia mời dùng, vạn người đồng lòng, thanh chấn chín tầng mây. Lâm tín nhảy đến đỉnh đầu mọi người, đứng trên thôn câu, ném dương cốc kiếm văng ra, tự nó nhanh chóng lượn một vòng. Muôn vàng quan điểm bay lên, hệt như lưu huỳnh bay múa đầy trời, vậy lấy lâm tín ở giữa. Dương Cốc chưa bao giờ hút nhiều hồn lực như vậy, nhất thời có chút há hốc mồm, trố mắt một lát, lúc này mới ra khỏi vỏ, giống như ngân hà rơi xuống giữa màn đêm, hồn lực hóa thành vụn sáng, thu vào trong Dương Cốc, linh kiếm xảy ra biến hóa, ầm ầm vang lên, không ngừng chấn động, gần như rung thành hư ảnh. Lâm Tín cầm chui kiếm, linh kiếm hút quá nhiều hồn lực nặng tượng ngàn cân, hồn lực vẫn cuồn cuộn hội tụ không ngừng, đến thân thể hắn cũng bị hồn lực tràn ngập, đôi tay cầm kiếm, chậm rãi đưa qua đỉnh đầu linh quan quanh thân dương cốc không ngừng lan rộng hư ảnh dần thành kiếm hình dài chừng bốn trượng đại kiếm từ đỉnh đầu người khổng lồ chém xuống thế như chẻ tre bổ người khổng lồ thành hai nửa hồn lực ngưng tụ giữa không trung chợt bạo liệt mở ra đoàn tiếng nổ vang khác nào khai thiên lập địa khiến đến mọi người thoáng chốc ù tai không nghe được thanh âm người khác nói chuyện chỉ nhìn thấy thẩm lâu hô to cái gì nhanh chóng nhảy đến không trung vững vàng tiếp được lâm tín ngã xuống người khổng lồ bị dập nát không một kẻ áo đen nào chạy thoát. Dương cốc kiếm nhất thời hưng phấn, không chỉ đem hồn lực vừa hút dùng hết, mà tất cả tồn trữ lúc trước cũng hóa thành tinh quang, ầm uhm, một tiếng ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Dương cốc ngốc, không có người đồng tình, vẫn tiếp tục đứng, bò, trường, hoang hô nhảy nhót. A, à, lâm tính dựa vào trong ngực thẩm lâu, há mộng muốn nói chuyện, đột nhiên đầu đau tưởng nứt, như có người dùng cái đục dùng sức gõ lên sọ não của hắn, lại chọc khuấy loạn tủy não hắn đau đến mức khiến hắn kêu thảm một tiếng rồi ngất đi tính tính bụi mù tràn ngập thay chất thành đống lâm tính nghi hoặc mà dò xét bốn phía nửa ngày mới nhớ ra đây là lộc tê đài thẩm lâu rời đi không lâu đại quân đến đây thảo phạt hắn liền công tới Nguyên a phản bội hắn lâm tính không có linh lực giống như cá nằm trên thớt mặt người sâu xé chết không toàn thây mình bây giờ là hồn đi lâm tính cúi đầu nhìn nhìn tay mình trong suốt vì thường ngày hấp hồn lực quá nhiều thần hồn của hắn muốn so với tiên giả bình thường mạnh mẽ hơn không chỉ gấp 10 lần, cho nên chết rồi, còn có thể hiện ra hình dáng. Lượng vòng quanh lọc tê đài một vòng, xa nhà, vách phòng sụp nát, đất đai khắp nơi khô cằn, lâm tính bay tới bên trên thi thể cục tay thiếu chân của chính mình, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, có tiếng người từ xa truyền đến, lâm tính theo bản năng trốn vào sau một cái cột gãy. Một đám tráng hán mặt bạch y chung gia nhảy xuống đất tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được thi thể lâm tính, lũ lượt vây quanh những người này đều che mặt mày rậm mắt xanh không ngờ lại là người mang người cầm đầu ngồi chồm hổng xuống cắt tay lâm tính chỉ miễn cưỡng nhỏ ra vài giọt tàn huyết ám sắc phần lớn đương nhiên đã theo vết thương trôi hết người mang gào lên một câu lâm tính suy đoán có thể kiểu như đã tới chậm không còn máu một người áo đen từ trên trời giáng xuống gió thổi rơi mất mũ mạng trên đầu gã lộ ra một khuôn mặt bình bình không mấy xa lạ đám bạch y nhân đều rất cung kính mà hướng gã hành lễ gọi gã là vua bắt mặt đại vua lâm tính theo bản năng mà thu người lại đại Vu giang hai tay một sợi hồng tuyến tinh tế chui vào trong thi thể lâm tính cuối tuyến gắn với một túi máu lục lọi nửa ngày miễn cưỡng hút ra được nửa bát máu đại vua vô cùng phẫn nộ một cái tác vung tới trên mặt bạch y nhân huyên thuyên mắng vài câu lâm tính biểu môi chà chà nội chiến đang xem náo nhiệt đại vu đột nhiên dương mắt nhìn lại dù cho chỉ là cái hồn lâm tính cũng không nhịn được lạnh toát cả người có cảm giác bị rắn độc nhìn chồng chọc so với gương mặt bình bình kia đôi mắt này thực sự quá mức diễm lệ thời điểm gã vận vu thuật trong mắt sẽ có ánh bạc chợt lóe đặc biệt yêu dị thân hình đại vu lóe lên trong phút chốc dời đến trước mặt lâm tính dùng máu vừa thu thập được vẽ một trận đồ cực kỳ quái dị ở lòng bàn tay sau đó nắm chưởng thành trảo một cổ hấp lực cường đại bao phủ thần hồn lâm tính toàn bộ hồn không khống chế được, bị túng vào trong tay đại vua. Người này trảo hồn không nhẹ nhàng, nâng đỡ như chu tinh ly, tự một khối bàn ủi ấn trên người, lâm tính mất kiểm soát há mồm kêu to. Nhưng mà, hồn thì chẳng phát ra được thanh âm nào, thằng giả chủng, giả dối y hệt nương ngươi. Chết rồi, cũng không chịu để cho ta một giọt máu tươi, đại vu cứ như vậy lôi hồn lâm tính đau đớn không thôi trở về bên thi thể, cưỡng ép kéo lại phách còn tại trên thân thể vứt cả hai vào trong tiểu lư hương đồng thau to bằng lòng bàn tay lư hương cũng không phải lư hương thật bên trong khắc đầy phù văn lâm tính biết không ổn điều động hồn lực nỗ lực lao ra nhãi con nghe lời đại vu lấy một khỏa lộc ly khảm vào lư hương nếu máu không thể dùng thì luyện thành thuốc bổ cho hãng của ta bồi bổ thân thể theo tốc độ lộc ly lúng vào trong lư hương giấy lên hồn hỏa xanh tối lâm tính thật sự cảm thấy thiêu đốt đau đớn không nhịn được lăn lộn bên trong lò nhanh chóng dùng hồn lực gói phách của mình lại nếu như phách bị cháy hỏng thì hắn vĩnh viễn không được siêu sinh hồn hỏa từng chút từng chút tiêu hao hồn lực của hắn thần hồn càng ngày càng suy yếu không có cách nào đẩy động nắp lò được nữa thế gian này chỉ có mình hắn dùng hồn lực thay thế linh lực người phàm khác nghiên cứu hồn phách đều là tà thuật luyện hồn đại vu này chính là người tài ba trong số đó hồn hỏa quá lớn chốc lát đã tiêu hao hết hồn lực lâm tính trơ mắt mà nhìn phách như cây nến dần hòa tan chỉ có thể liều mạng chịu đau vương tay đi đón nuốt chửng phách hòa tan vào trong thần hồn dùng thần hồn che chở a à, lâm tính cuộn thành một đoàn khàn cả giọng mà hô to có lẽ là ánh sáng cuối phản chiếu sức mạnh thanh âm này truyền ra ngoài kẻ nào thanh âm kia khàn đến lợi hại nhưng lâm tính có thể nghe ra đó là thẩm thanh khuyết bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau lư hương bị ném xuống đất quẳng bung cái nắp mất đi lộc ly hồn hỏa trong lò đột nhiên ngừng lại, hồn phách lâm tính trách nát bất kham, đã không còn khí lực thoát khỏi cái lò, chỉ có thể nằm ngoài sát cạnh nhìn ra xa, thẩm lâu khôi phục linh lực, so với lúc trước lợi hại hơn mấy phần, oanh một tiếng vang thật lớn, vòng vây bạch y nhân bị lật tung, hắc bào đại vu không biết đã trốn đi đâu, từ hồ lúc lư hương rơi xuống đất, trong nháy mắt, gã đã không thấy tâm hơi, hẳn là e ngại thẩm lâu đi, lâm tính hoảng hốt nghĩ. Thẩm lâu tại sao lại trở về? là tới nhìn hắn chết thảm sao? Cũng đúng, thế gian này, hận hắn nhất, Ngoại trừ huynh đệ chung gia có thù giết cha, đại khái chính là thẩm lâu đi, chung gia sai các ngươi đến quét tước chiến trường, không phải sai các ngươi đến giày xéo lâm tính, ngu uyên kiếm linh Quang đại thịnh, tức giận ngập trời tựa phải đem những người này xé thành mảnh nhỏ, đám bạch y nhân căn bản không phải đối thủ của thẩm lâu, lại sợ bị thẩm lâu phát hiện bọn họ là người mang, cúi đầu chống đỡ mấy cái rồi xoay người chạy. Thẩm lâu cũng không truy sát tới cùng, nhất ngu uyên kiếm đi tới đứng bên thi thể lâm Tĩnh sững sờ nửa ngày chậm rãi ngồi xổm xuống sờ sờ cổ lâm tín lâm bất phụ vừa kêu cái tên liền nghẹn lại thẩm lâu cứng nhắc đứng dậy kiếm cánh tay lăn ra xa về hướng tới thân thể hắn chấp vá có thể hợp lại đều hợp không lại mặt vỡ máu đã chảy khô cánh tay thon dài trắng nõn nay vàng như nghệ vụng như gỗ mục thẩm lâu liều mạng nửa ngày càng ngày càng mù quáng đem thi thể trên đất ông lên chặt chẽ siết chặt vào trong ngực, cắn răng nửa ngày, khác nào giả thú bị thương, phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ ngột ngạt. Lâm tính nhìn tình cảnh này không hiểu, thần trí càng ngày càng suy yếu, nhìn thấy hình ảnh cũng là đứt quãng. Hồn phách trách rưới không chống đỡ nổi, lại không tìm được cái gì bảo vệ, có lẽ sắp hồn phi phách tán. Điểm điểm ánh sáng lấp lóe tiêu tán từ trong lư hương ra, lập tức hấp dẫn chú ý của thẩm lâu. Lo luyện hồn, thẩm lâu tóm lấy lư hương, nhìn hồn phách bên trong từ từ tiêu tan, Nhìn lại gương mặt tuấn tú Lâm Tín trong lòng ngực nhanh chóng sụp đổ, lập tức che nắp lên. Mê mê mang mang bên trong, có một nguồn sức mạnh thổi vào, khiến Lâm Tín cảm thấy thoải mái hơn. Mơ hồ nghe thấy âm thanh của sư bá Chu Nhan cải, bây giờ chế ra hồn khí cụ không kịp, hồn phách này bị hành hạ quá mức, trong thời gian ngắn sẽ tiêu tan. Lâm gia có một hồn khí cụ thượng cổ, có thể dùng tạm, lại một lúc nắp lò mở, Lâm Tín thấy được mặt Lâm Khúc, đây là hồn đăng tổ truyền của Lâm gia có thể đảm bảo hồn phách không tiêu tan, nhưng hắn suy yếu như vậy, lâm khúc nhíu mày, chậm rãi thở dài, chỉ cần đèn sáng rỡ, thì hồn vẫn còn; nếu đèn tắt, tức là tản đi. Thẩm lâu nâng cây đèn màu vàng kia, cẩn trọng từng chút bỏ tàn hồn lâm tính vào, ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh nói với lâm khúc: thứ ngươi muốn, ngày mai sẽ có người đưa tới. Muốn lấy đi bảo vật lâm gia, tất nhiên phải trả giá thật lớn. Lâm khúc không tỏ rõ ý kiến, nhìn hồn đang chợt sáng chợt tắt hỏi, người này là ai, không liên quan tới ngươi, thẩm lâu không đáp, nhìn hồn đăng rồi quay người rời đi, rời nhụ tuyết lư, thẩm lâu tìm chung hữu ngọc trước, đánh hắn một trận thật nặng, nói cho hắn biết người chung gia phái đến lộc tê đại biết tà thuộc luyện hồn, lâm tính đã hồn phi phách tán. Chung hữu ngọc sau khi hết khiếp sợ, đột nhiên cười lạnh, nói đây là báo ứng, ân oán giữa chung gia và lâm tính từ đây thanh toán xong, trở lại phòng ngủ hoáng tinh hải. Hai vai thẩm lâu mới đột nhiên rũ xuống, lặng im ngồi rất lâu lâm tín thẩm lâu nhìn hồn đăng trên bàn tại sao hút đi phệ linh ta đối với ngươi quan trọng như vậy sao lạch cạch từng giọt lệ lớn chừng hạt đậu rơi trên bàn thấm ướt khăn trải bàn vân cẩm lâm tín sợ ngay người hắn chưa từng thấy thẩm lâu khóc dù gặp phải việc khó to lớn hơn nữa hay ngày phụ thân chết y đều không khóc hôm nay khóc thương tâm thế này ấy vậy mà lại là vì lâm bất phụ hắn hồn đăng rất nhỏ nhưng đối với hồn phách mà nói cũng không đáng lo hồn đăng nho nhỏ ban ngày được thẩm lâu treo bên người buổi tối đặt tại đầu giường thẩm lâu thẩm lâu mỗi ngày đều nói chuyện với hắn có lúc nói thế cuộc chiến trường có lúc nói chuyện nhà thậm chí còn nhắc đến mấy chuyện lý thú khi đó nhưng đa số đều là tưởng niệm trước đây không thể nói tính tính ngươi nói muốn ta gọi ngươi như vậy có thể mãi đến tận khi ngươi chết ta cũng không thể kêu ra khỏi miệng kỳ thực thuở thiếu thời ta cũng lén lúc gọi ngươi sơn hữu một hề một hữu chi một người biết câu tiếp theo là gì không một câu sau là tâm duyệt quân hề quân bất tri dịch cả hai câu núi có cây cây có cành lòng ta có người rồi người chẳng hay trích việt nhân ca các sinh mông sở liêm mang vu giả dương mỹ vong thử thùy giữ độc sử hai hai các sinh một cây sáng dây dịch nghĩa dây sáng kia phủ lên cây sở cỏ liêm mọc lan ra ở ngoài đồng trượng phu của ta không có ở nơi đây cùng ai mà ta phải cô độc ở chốn này tiểu lộc này tặng ngươi thẩm lâu mỗi khi không chịu nổi sẽ khắc một tiểu lộc bằng tinh hồ thạch qua bảy năm khắc tràn đầy một hòm lớn phệ linh lan tràn không thể khắc chế đại dung liên tục bại lui phong chương còn chưa ngồi nóng ngôi vị hoàng đế không sống nổi đến lúc lui giữ nam vực đã chết trọng trách thiên hạ đều rơi vào trên vai thẩm lâu đến khi không thể đánh nổi nữa chu nhan cải dẫn bọn họ tới nhìn đại trần thượng cổ bên trong vách đá ngược thời gian người hồn phi phách tán không thể sống người còn tàn hồn thì sao thẩm lâu hỏi chu nhan Cải. người nói tính nhi chu nhan Cải nhìn về phía hồn đăng bên hông thẩm lâu khẽ lắc đầu hồn phách của hắn mười không còn một dù ngược dòng thời gian cũng không sống quá mấy ngày thẩm lâu chậm chạp không đồng ý khởi động đại trận một lần nữa bài binh bày trận chống đỡ người mang thời điểm rảnh rỗi đều ở chu gia vạn cổ thư để tìm kiếm rốt cục có một ngày tìm được thẩm lâu nâng quyển sách kia thoải mái cười to lâm tín nhìn qua hồn đăng sang trên trang sách rách nát dùng chữ cổ viết thuật cắt hồn tàn phách không thể sống cắt sinh phách để tế tàn hồn mệnh không lâu dần sinh hồn để bổ thẩm thanh khuyết sẽ làm gì lâm tín vội vàng đụng vào vách đèn nhưng cũng không có tác dụng gì chỉ khiến tốc độ sáng tắt nhanh thêm mấy phần trước tiên luyện hồn phách ly thể rồi mới luyện thuật cắt hồn cuối cùng luyện tế phách bổ hồn sách cổ mà tứ vực và hoàng thất thu gom đều ở đây thẩm lâu tiêu tốn hơn tháng cuối cùng cũng coi như rèn luyện hết thảy thuật pháp khởi động đại trận chỉ có một người có thể mang ký ức trọng sinh những người còn lại cùng vạn vật đều trở lại nguyên điểm quên hết sau này thẩm lâu ngồi ở chính giữa đại trận lặng lẽ nắm chặt hồn đăng trong tay chu nhan cải lâm khúc và chung hữu ngọc ngồi sát đại trận mỗi người trông coi một góc đem tu vi cả đời truyền vào trong trận hoa văn phức tạp dần dần sáng lên linh khí trong thạch thất đột nhiên trở nên sống động vòng quanh thẩm lâu xoay tròn bay lên. Khung phòng đá bị linh khí thổi qua, bám vào mặt đá ngoài lọc ly vỡ nát tan tành, các bay đá chạy, phần phật, như bạo mưa tầm tả, theo linh khí nhiễu xoay quanh thẩm lâu, lâm tính víu cây đèn, trơ mắt nhìn thẩm lâu dần dần hồn phách lập thể. Hồn lực dồi dào, hồn phách linh quan rạng rỡ, bị lăng không cắt trời, có lẽ sợ thân thể lâm tính kiếp sau không tốt, thẩm lâu cắt hơn nữa cho hắn, chỉ để lại non nữa cho mình, thẩm lâu, lâm tín dùng sức đụng phải hồn đăng nhưng thẩm lâu không nghe được âm thanh hồn phách hắn rốt cuộc biết không đúng chỗ nào đây rõ ràng là chuyện của kiếp trước là chuyện phát sinh sau khi hắn chết chỉ là sau khi trọng sinh không nhớ rõ thẩm lâu hồn phách suy yếu ngã vào trong trận pháp ông hồn đăng nhẹ giọng nói tính tính ta sẽ tìm được ngươi chờ ta hồn thẩm lâu yếu ớt bị trận pháp hút đi trước còn trên người lâm tín là hồn phách thẩm lâu cắt lấy bị đại trận nằm cho rằng là chủ thể ngay lâm tín trọng sinh là thời điểm mà đại trận ngược dòng thời gian bắt đầu mở ra. Thẩm lâu, thẩm lâu, lâm tín đột nhiên mở mắt ra, thấy một mảnh trướng xanh ngát, chóp mũi quanh quẩn hương cây cỏ lành lạnh. Nơi này hẳn là phòng ngủ của thẩm lâu ở Hoáng Tinh Hải. Một tay che mắt, nước mắt thuận theo đầu ngón tay rơi xuống trên gối. Trên chiến trường hút nhiều hồn lực, mở ra ký ức được tàn hồn ghi lại, ký ức sâu xa nhất phủ đầy bụi của hồn phách. Lâm tín vẫn cho là, với thẩm lâu mà nói, thiên hạ mới là tất cả tình ái bất quá chỉ là thêm một kẻ trọng sinh, cho nên hắn một mình đối mặt với đại vua, không dám nói cho thẩm lâu, sợ trong miệng người kia nghe đến một câu đi thôi, bảo trọng, bây giờ nghĩ lại mà sợ, nếu mình cứ vậy mà chết, làm sao xứng với thẩm lâu vì hắn cắt hồn đức phách nhận hết khổ sở, tự cho là can đảm anh hùng, nhưng thật ra là đem chân tâm của người ném xuống đất để rồi giày xéo lên, lâm tín dùng sức lau mặt, xúc màn dựng lên, chạy chân trần ra ngoài, muốn mau chóng tìm thẩm lâu, nói với y lời xin lỗi, thẩm lâu đang ngồi trên hành lang, dùng một con dao khắc nhỏ tỉ mẩn khắc tinh hồ thạch, nghe tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn lại đây, lập tức ném dao, giang tay tiếp được lâm tín sao không mang giày, thanh khuyết, thanh khuyết, lâm tín ông chặt lấy y, nghẹn ở cổ họng, thẩm lâu vỗ nhẹ phía sau lưng hắn, nghĩ đến nguyên nhân hắn sợ hãi núi tuyết, hôn thái dương lâm tín một cái, thấp giọng nói, xin lỗi, khi đó quá nhỏ. Không nhớ hài tử ông xuống từ trên núi tuyết là ngươi, xin lỗi, ngươi vì ta chịu nhiều đau khổ như vậy, ta đều quên, còn giày xéo chân tâm của ngươi, lâm tín không nhịn được khóc lên, phần thâm tình đó, hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, lại không ngờ từ lâu đã nắm giữ, nước mắt nóng hổi nện trong hõm cổ, có chút nóng. Thẩm lâu trầm mặt chốc lát, đem người ông chặt, một lần nữa ngồi xuống, để lâm tín ngồi trong vòng ngực mình, ai nợ ai nhiều hơn, từ lâu đã không nói được, cũng không cần tính toán nữa. Gió ấm thổi qua cây hoa trong đình, từng cánh hoa rụng bay vào hành lang uống khúc. Lâm tín ngẩng đầu, dùng thái dương cọ cọ cầm thẩm lâu, chiếm được cái hôn mềm nhẹ, cái này cho ngươi, thẩm lâu đem tiểu lộc vừa khắc xong nhét vào trong tay lâm tín, không đợi hắn hỏi nhiều, liền yên lặng lấy ra một túi gấm, ngọc bội nát, cái này, bồi thường cho ngươi, lâm tín hơi sửng sốt, nhìn hoàng ngọc tiểu lộc trong túi gấm vỡ thành mấy khối, bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi còn nhớ việc ta bắt ngươi bồi thường tiểu lộc năm đó à, nhớ kỹ, vẫn luôn nhớ kỹ thẩm lâu cục mắt nắm chặt hai chân trần lạnh lẽo của lâm tín ủ ấm lâm tín bị y làm cho có chút ngứa không nhìn được cuồng tròn ngón chân biết lâm tín chỉ là hồn lực quá thừa không đáng lo ngại phong trọng liền trở về kinh thành trước ứng phó với mấy chiếu lệnh gấp gáp của nguyên sóc đế bên kia lâm khúc không vội đi ngồi trong lương định ở hoáng tinh hải cùng thẩm kỳ duệ chơi cờ thế bá rảnh rỗi đến nhụ tuyết lư khuyên nhủ phụ thân ta đi cả ngày không ra khỏi cửa chỉ lấy hài tử trong nhà tiêu khiển, ngồi một bên sửa mũi tên, thẩm doanh doanh chen miệng nói, cha, nghe không, không có việc gì thì đi thăm bằng hữu đi, đừng mỗi ngày nhìn chầm chầm hài tử trong nhà, thẩm kỳ duệ không có việc gì, gần đây bắt đầu nhớ tới việc kết hôn của nữ nhi, nói đến nạn vô cùng đau đầu, thẩm cha đen mặt, lâm khúc công lên cặp mắt hoa đào sáng lấp lánh, chậm rãi hạ xuống một quân cờ, cắt đứt nước đi tốt của thẩm kỳ duệ. Trên thủy tạ cách đó không xa, chu tinh ly đang dạy ôn thạch lan kỹ xảo điều khiển hồng tuyến ôn thạch lan tay chân vụng về học rất chậm trong mấy ngày lâm tính mê man miễn cưỡng học xong vài điểm cốt yếu cơ bản ngày hôm nay chúng ta học điểm khó chu tinh ly một tay gãy hồng tuyến hạ nhược bên kia liền ngồi xuống tiêu sái mà giơ cao hai chân chuyện này ông thạch lan chưa từng thấy hãng ngồi như vậy hãng tự thảo nguyên bọn họ đều ngồi vô cùng phóng khoáng hạ nhược bất đắc dĩ cười tùy ý chu tinh ly đùa a à lam nhà hắn dạy hai chân lại dậy lộn nhào, cù lét, móc mũi, nhìn ôn thạch lan đầu đầy mồ hôi, mấy chuyện này không cần đi, hắn sẽ không để hạ nhược làm mấy loại động tác này. Ai, nên học vẫn là nên học, ngày khác các ngươi về bắt mạc không có ai dạy, đến lúc cần dùng thì không có chỗ mà khóc, chu tinh ly bày ra sắc mặt tiên sinh truyền đạo dạy nghề. Sư phụ, sư phụ, lâm tính chạy nhanh tới, nhảy đến trên lưng sư phụ, chu tinh ly bị đụng đến lão đảo, dẫn đến hạ nhược cũng làm động tác cực kỳ quái dị, vội vàng đem hồng tuyến trả lại cho ôn thạch lan mắt lộ ra hung quang kéo cao dáng siêu chặt trên lưng xuống tiểu tử thúi lớn rồi còn nhõng nhẽo kha kha lâm tính điềm tĩnh không biết xấu hổ mà nghe răng cười lôi ống tay áo sư phụ đi ra ngoài đi tí đi có đồ tốt cho ngài xem chu tinh ly bị kéo đến nơi ở của thẩm lâu nhìn thấy đồ vật bày trên bàn nhất thời lấy làm kinh hãi đây là trên mặt bàn vô số ngọc vỡ kết hợp thành một bộ sơn hà đồ ngọc bội tiểu lộc vỡ vụn Lâm tính liền đặt nó cùng một chỗ với giác linh mẫu thân lưu lại, dự định chờ khi mai tán phụ mẫu lần nữa thì chôn cùng. Ai ngờ ngọc vỡ kia gặp giác linh liền bắt đầu lay động tới lui không ngừng, tự như sẽ bày ra hình dáng gì đó. Lâm tính nghiền nát khối ngọc thành bột mịn, ngọc vỡ dưới ảnh hưởng của giác linh hiện ra một bức tranh như thế. Để làm ra bản đồ này, có lẽ đã dùng một loại thuật pháp nào đó đặt trong giác linh, trong khối ngọc bội kia có chất liệu đặc thù, khi gặp giác linh giống như vụn sắt gặp nam châm thoáng chốc bày ra hình dáng ban đầu chu tinh ly nhìn kỹ dãy núi chập trùng trầm ngâm chốc lát ngón tay đột ngột chỉ vào một chỗ giao giới giữa mạc quy cốc và đại hoang sư phụ đây liệu có phải là mạch hầm mỏ lâm tính nhỏ giọng hỏi lúc trước hạ nhược từng nói lâm tranh hàng khi còn sống tìm được quàng mỏ lộc ly mới tám chín phần mười chu tinh ly hất hất cầm ra hiệu lâm tính thu lại bản đồ dùng hiểu biết của ta đối với cha ngươi cha đây nhất định không phải nơi hắn nuôi ngoại phòng cụ khục thẩm lâu sặc khụ một tiếng đúng lúc kéo tay lâm tín nỗ lực khi sư diệt tổ ngày mai ta cùng ngươi đi xem xem đại dung vừa bị người mang công thành tường thành tàn tạ bất kham huynh đệ chung gia những ngày qua đều trong tình trạng vội vàng tu sửa tường thành tường thành đại dung chỉ dùng đá mạc quy cốc ở tay vực chế ra việc khổ sai này đương nhiên rơi xuống trên đầu chung gia chung hữu ngọc đứng trên quảng đá không nhìn được oán giận ngươi nói xem quốc công tứ vực có phải là hai ta thảm nhất ngươi thảm ta không phải quốc công chung vô mặt tiếp nhận thuộc hạ đưa đến gật đầu ra hiệu có thể dùng lệnh bọn họ tiếp tục mình thì bước chân đến nơi yên tĩnh đỡ bị người khác nhìn thấy hắn tự biên tự diễn đứng trên đỉnh mạc quy quan sát thung lũng bị mây sương mù mông lung bao phủ năm đó hắn và thẩm lâu cùng té xuống chung lục nỗ lực dết thẩm lâu lý do là ngại phiền phức sau đó mới hiểu được đó hẳn do chung tùy phong thúc thúc ra lệnh bất quá người đều đã chết có tính toán nữa cũng không còn ý nghĩa gì ai nói ngươi không phải quốc công hiện tại ngươi chính là ta ta chính là ngươi chung hữu ngọc không hề phát hiện đệ đệ nhà mình đang đau buồn vẫn còn liếu lo không nghĩ bây giờ trăm phế chờ hưng lâm khúc mọi việc không quản ở lại hoán tinh hải chơi cờ uống trà chu nhan cải ông mèo đến kinh thành đòi hoàng thượng số lộc ly tiêu hao trên chiến trường thẩm lâu cái tên khốn nạn thấy sắc quên bằng hữu ngươi nói ai khốn nạn lâm tính đạp dương cốc kiếm đột nhiên xuất hiện một phát nắm lấy cổ áo của chung hữu ngọc trực tiếp ném người khỏi vách núi a a a a a chung hữu ngọc kêu sợ hãi muốn ngự kiếm lại bị đệ đệ ngăn cản chung vô mặt đúng lúc rút ra linh kiếm đâm vào trong ngọn núi dừng lại tóc độc rơi víu nơi vách núi ngửa đầu nhìn về phía lâm tín lâm tín ngồi xổm ở đỉnh núi nhíu mày nhìn hắn chung hữu ngọc việc lần trước ngươi đâm ta một kiếm hai ta còn chưa tính qua phi 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 khi đó không phải đã nói xong rồi ân oán thanh toán xong chung hữu ngọc tức giận không thôi hai tay cầm kiếm chốc chốc trèo lên trên ai với ngươi thanh toán xong ta hôm trước khôi phục ký ức nhớ tới việc chung gia các ngươi trước đây đối xử với ta chúng ta kỳ thực đã sớm thanh toán xong rồi ngươi đâm ta một kiếm kia là ngoài ngạch phải nhường ta trả lại lâm tính lấy hòn đá nhỏ đập đầu hắn thẩm lâu đi tới đứng ở phía sau lâm tính đối với hai vị bằng hữu đang cực khổ làm như không thấy thẩm thanh khuyết ngươi quảng quảng chung hữu ngọc treo trên vách núi cách lâm tính ba thước không dám tiến lên sợ lại bị đẩy xuống thẩm lâu thở dài cúi đầu cuốn lấy eo lâm tính để ngừa hắn ngã xuống chung hữu ngọc đang giằng co kim ngô vệ từ chân trời đến truyền tin dừng ở bên vách núi thánh chỉ đến thỉnh tố quốc công đến đây tiếp chỉ ở đây chung hữu ngọc kêu ầm lên đợi kim ngô vệ cứu hắn khỏi mối họa này vài tên kim ngô vệ đầu tiên thấy huyền quốc công ngồi sổng bên vách núi lại nhìn tới các lộc hậu trong ngực huyền quốc công lúc này không dám nhiều lời trực tiếp tuyên đọc ý chỉ với huynh đệ chung gia treo trên vách núi, nguyên sóc đế quyết định sớm thoái vị, lệnh liệt hầu. Quốc công mùng 8 tháng sau tham gia đại điển đăng cơ của tân đế, phong trọng hồi kinh, liền được báo mình sắp kế thừa ngôi vị hoàng đế, dòng dõi nguyên sóc đế không ít, nhưng hoàng tử sống sót chỉ có hai người, thái tử và phong trọng, phong chương đã bị tước thái tử vị, nhốt vào núi thiên lao, đời này đừng nghĩ ra được, phong trác dịch không còn linh lực, cố gắng chống đỡ mỗi ngày thực sự tiêu hao tâm lực, chỉ có thể sớm thoái vị ngôi vị hoàng đế không có gì bàn cãi rơi vào trên đầu phong trọng nhi thần tuổi nhỏ ngu dốt khó có thể chịu nổi chức trách lớn này phong trọng lặng lẽ cau mũi nói thật hắn không muốn làm hoàng đế chút nào ta chính là nghiêu thuấn một trong thiên hạ này không có ai thích hợp làm hoàng đế hơn ngươi nguyên sóc đế vung vung tay đứng dậy rời khỏi đại điện một hình như chỉ việc đế nghiêu truyền ngôi cho đế thuấn chứ không chọn con mình ý nói nguyên sóc đế là người giống như đế nghiêu sẽ chọn người tài giỏi, chứ không nhất thiết chọn hoàng tử, nhưng trong thiên hạ, người phù hợp nhất chính là phong trọng. 88 bậc thềm, dẫn tới vị trí thiên tử chí cao vô thượng, nhưng giữa thế cuộc trọng lộc ly này, hai chữ thiên tử kém xa tiền triều cao quý. Nguyên sóc đế thở dài, hỏi chu tinh Ly ngồi trên lan can ngọc uống rượu, trẫm truyền ngôi cho cửu oanh, vận nước thế nào? Chu Tinh Ly không chút nghĩ ngợi mà nói, hai mươi năm, phong trác dịch xanh mét mặt, truyền phong chương không đủ 5 năm, truyền phong trọng cũng chỉ có hai mươi số mệnh đại dung thật sự đã hết sao chu tinh ly không nói dư quan thoáng nhìn lâm tín và thẩm lâu nắm tay nhau đi tìm tân đế hất hất cầm cười nói như vậy thì có thể thiên thu vạn đại nguyên sóc đế quay đầu nhìn sang không rõ vì sao lâm tín đem bản vẽ quặng mỏ lộc ly giao cho phong trọng làm quà cho tân đế đăng cơ sư huynh phong trọng nâng bản vẽ kia âm thanh có chút khang vùng đất chứa quặng mỏ lộc ly này là giao giới giữa tây vực bắc vực và trung nguyên ai cũng có thể chiếm với quan hệ hai người bọn hắn lâm tín hoàn toàn có thể đòi hắn đổi lộc tê đại thành mảnh đất này như vậy lâm tín sẽ nắm giữ tài phú không thua gì chu gia trở thành ngũ đại chư hầu có thể sánh ngang cùng tứ vực đây là cha ta tìm mong muốn suốt đời của hắn là đem này mạch hầm mỏ hiến cho hoàng thất báo tạ hoàng ân nếu ta không theo há không phải phụ lòng chữ tín này lâm tín cười xoa đầu phong trọng thứ sư đệ hư đốn này chẳng khi nào chịu ngoan ngoãn gọi sư huynh bây giờ được tiện nghi mới bằng lòng nói lời êm tai nhanh gọi mấy tiếng đến lúc ngươi làm hoàng đế thì không thể gọi nữa ai nói không thể gọi ngón tay phong trọng cò cò mũi ngươi mãi mãi là sư huynh của ta lâm tín nghiêng đầu nhìn hắn chớp mắt mấy cái nhìn thẩm lâu khoa tay làm khẩu hình khóc thẩm lâu kéo cái người nỗ lực tiếp tục chọc ghẹo lắc lắc đầu thiên tử cuối cùng vẫn là thiên tử từ nay về sau dù cho trong lòng gần gũi thế nào, cũng phải bảo trì lễ nghi quân thần. Khó giải thích được một trận cao hứng, mặc dù biết phong trọng vốn không phải tình địch gì. Trong triều trăm phế chờ hưng, không chỉ là vấn đề tu tường thành, bởi vì trước lộc lệnh phổ biến quá mãnh liệt, rất nhiều quân thần đều bị phế đi, quan văn võ tướng đều mấy năm gần đây đều được đề bạc mới. Nhân tài hiếm khó, đại điển đăng cơ cũng không tìm được ai lo liệu. Phong trọng đổi một thân thường phục, lần lượt tới từng cửa, mời từng lão thần về, bao gồm cả nội thư lệnh đổ hoãn mà năm đó hắn tự mình tiễn ra khỏi thành. Trực tiếp phong đổ hoãn làm thừa tướng, để hắn chủ trì đại điển đăng cơ, tân đế kế vị, đại xá thiên hạ, khao thưởng công thần, tạm hoãn chức lộc lệnh, tước vị của lâm tín đổi thành tầm lộc hầu, đất phong gia tăng gấp đôi, giáp giới với bắc vực. Phong thẩm lâu làm huyền vương, thiên hạ thái bình, không xưng vương, thẩm lâu quyết đoán cự tuyệt khen thưởng này, đời trước làm huyền vương, là vì thống lĩnh binh mã thiên hạ cùng nhau kháng địch, bây giờ không cần nữa, hoàng thượng nếu muốn khen thưởng thần, thì thưởng thần chút lộc ly đi. Cuộc chiến bắt mạc đã tiêu hao hết của cải, tích góp ít tiền còn kết hôn, phong trọng nhìn lâm tính bên cạnh đầu mày cúi mắt với thẩm lâu, khóe miệng co giật, lộc tê đài sửa xong, thẩm lâu mang theo hậu lễ đến tìm vui, hầu gia nói, tân phòng dựng thành cùng ngày an tán lão hầu gia, lão phu nhân, không tiện náo nhiệt. Chư vị để lại quà rồi có thể rời đi nguyên a cửu nhận trong giữ trước cửa chỉ lấy lễ không mời người chúng ta đường xa mà đến đến mặt hầu gia cũng không chịu gặp là không để liệt hầu quốc công trong mắt thứ tử của vọng đình hầu bất mãn mà ồn ào la nhị công tử nếu muốn gặp có thể mời riêng ngài vào ngón tay nhận nhất đẩy mở nguyên a kiếm sắc mặt lạnh như băng nói mọi người nhất thời cấm khẩu không dám nhiều lời gặp riêng lâm bất phụ ai cũng không có gan này vì kia không phải người nói lý lời ra không hợp biết đâu khai đau giết người. Trước đây nguyên sóc đế tại vị còn thu liễm, bây giờ tân đế là sư đệ hắn, bao nhiêu hung dữ, vị này liền đặt luôn ở ngoài. Cô muốn vào thẩm lâu nhảy lên bậc cấp, nguyên A lập tức hành lễ, tham kiến huyền quốc công, hầu gia chờ ngại đã lâu. Trước mắt đám người giận mà không dám nói gì, thẩm lâu cười bước vào lộc tê đài. Cung thất hiện ra giống kiếp trước như đúc, mái che mưa công công, nối liền các phòng, đẩy cửa điện khắc sâu trong trí nhớ, một cái hồng trù đột nhiên nhào tới, thẩm lâu đứng tại chỗ, không tránh không né, tùy ý để sợi gấm diễm sắc kia cuốn lấy thân thể mình kéo vào trong nhà, cửa lớn âm âm khép lại, chỉ còn lại gian phòng lấp lánh ánh nến, tiến vào ma doanh này, ngươi liền thành của ta rồi, lâm tính áp thẩm lâu trên cửa, nắm cầm của y, ngữ điệu uy nghiêm đáng sợ, ngươi muốn làm gì, thẩm lâu cúi đầu nhìn hắn, ha ha, tất nhiên là trói ngươi ở trên giường, ngày đêm không nghỉ. Lâm tính vỗ lui dương cốc kiếm xoay vòng quanh hắn tham gia trò vui, dùng ngón tay mang mát xẹt qua cổ thẩm lâu, dò vào vạt áo bên trong, thẩm lâu dán lên cặp môi dụ người kia, cầu cũng không được, à, lâm tính thình lình bị ôm, mới phát hiện thẩm lâu chẳng biết đã tránh thoát hồng trù từ lúc nào, đừng vọng tưởng, coi như ngươi dùng thứ đồ chơi tàn nhẫn dưới thân mà dằn vặt ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi cách đi ra ngoài, lâm tính víu cổ thẩm lâu, nghĩa chính ngôn từ mà nói, thẩm lâu không nhịn được cười. Ông hắn vào trong nội thất, ngắm nhìn bốn phía, nơi này vẫn lấy theo dáng dấp trước kia, ngươi từng dạy ta nhận trận, ta tự thoát được, đúng vậy, ngươi còn nhớ, lâm tính nằm nhoài trên vai y, nhìn thảm hoa văn trên đất che giấu đại trận bên dưới, khi đó hắn sợ mình hút vệ linh sẽ chết tức khắc, nên trước đó dạy thẩm lâu cách phá trận, ừ, thẩm lâu ông hắn, từng bước từng bước đi qua những nơi năm đó được lâm tính chỉ dẫn, đây là sinh môn, đây là tử môn, lâm tín nhảy xuống, kéo một tay thẩm lâu, kỳ thực, còn có một cái môn, ta không nói cho ngươi. Môn gì, thẩm lâu mắt mang ý cười mà nhìn hắn, lâm tín đem bàn tay lớn ấm áp ấn tới trên ngực, nghiêm túc nói, tâm môn, gió thu chợt nổi lên, thổi qua một phần mới cất, thổi qua hồng trù mềm mại, cột trụ chạm trổ, thổi qua sông núi trùng điệp bên ngoài lộc tê đài, thẩm lâu trố mắt chốc lát, chậm rãi câu lên cười cực thiển, không sao, ta vô sự tự thông, dĩ nhiên tìm được. Chính văn kết thúc từ trong giấc mộng lạnh lẽo tỉnh lại, thẩm lâu theo bản năng mà nắm chặt cánh tay, đem thân thể lâm tính dẻo dai ấm áp siết chặt trong lòng ngực, rồi mới chậm rãi mở mắt ra, gió lạnh thổi vào noãn cát, xen lẫn tiếng hạt tuyết xào xạc vang vọng. Mùa đông ở Hoáng Tinh Hải luôn tới rất sớm, hai người này nằm một giường có chút phiền phức, một người đạp chăn, người khác cũng phải chịu lạnh theo, lúc này, vai thẩm lâu lộ ra bên ngoài, mà lâm tính ấm vù vù núp trong ngực yên ngủ đến không biết ngày tháng năm nào cũng may y có linh lực hộ thể, sẽ không bị lạnh đến bị phong thấp, thẩm lâu khẽ nâng người trong ngực lên, nhét lại góc chăn, lâm tín mơ mơ màng màng cọ mặt trên cánh tay y, cảm thấy da thịt nơi má hơi lạnh lạnh, nhắm mắt đem cánh tay lạnh lạnh ấy tiến vào trong chăn, ông sưởi ấm, cánh tay như bị mèo ngủ say cuốn xuống dưới bụng, chọc lòng người ngứa ngáy, thẩm lâu hôn nhẹ lỗ tai mang mát của người kia, nhỏ giọng nói, bên ngoài có tuyết rồi, à, lâm tín trầm rì một tiếng, víu thân thể thẩm lâu hướng lên trên tháo chạy đem mặt chôn trong hõm cổ y, thuận thế mang ấm áp cho bả vai mang mát, hôm qua không phải chưa có gì sao, tuyết lớn nói đến là đến, không lường được, thẩm lâu vuốt ve tấm lưng bóng loáng, xoa xoa thịt mềm tối qua bị khi dễ, còn muốn ngủ không, không ngủ thì chúng ta tới xem hoáng tinh hải, ngủ thêm một chút, lầm tính gác một chân lên trên người thẩm lâu, rầm rì mà loạn cọ, thẩm lâu rên lên, vỗ một phát trên mảng thịt mềm, ta thấy ngươi là không định ngủ. Thành khuyết ca ca xấu tính, mới sáng sớm đã đánh mông ta, ta phải mách cha, lầm tính rướng người, một mặt ngây thơ ủy khuất nói, thẩm lâu vương mình kéo người áp đến trên giường, giữ dằn nói, thành khuyết ca ca không chỉ muốn đánh đòn, còn muốn, còn muốn lấy côn côn đâm ta. Này nhất định phải mách cha, ta. À. Ha ha ha, ta sai rồi ta sai rồi, bộ dáng này nhất định là cáo không thành, thẩm cha căn bản cũng không ở hoáng tinh hải, bắt vực lạnh giá, ngày đông đối với thẩm kỳ duệ đã mất đi linh lực mà nói càng trở nên gian nan lúc trước vốn định tới đông vực vậy mà đông vực không có địa lông giường sưởi lại nhiều nước nên không khí ẩm nặng cảm giác so với bắc vực còn lạnh hơn cuối cùng đành phải đi nam vực chịu đựng chu nhan cải xấu tính nghe nói tiểu hàng ngư câu từ trong băng vô cùng ngon lâm tín bọc áo lông hồ ly đứng trên thủy tại nhìn hoáng tinh hải đóng băng vì hồi trên núi tuyết mất rất nhiều máu thân thể lâm tín suy nhược một thời gian Liên tục đổ thuốc bổ vào sớm đã không sao rồi, nhưng thẩm lâu vẫn không yên lòng, vẫn bọc hắn thành cái bánh chưng như trước. Mà hai tử thẩm gia, gồm cả thẩm doanh doanh, đã mặc áo lót mỏng chơi đùa trên mặt băng. Thuộc hạ đi lấy cái đục và cần câu đến, tử su thấy thẩm lâu nhìn sang, lập tức hiểu ý đi chuẩn bị dụng cụ. A à, tín Xuống dưới chơi, một quả cầu tuyết bay về phía lâm tín, bị hắn tiếp được, liền thấy thẩm doanh doanh đang đứng trên mặt băng nhe răng với hắn lâm tính nắm quả cầu tuyết kia trong tay quăng đi ta không biết chơi cái này ngươi phải nhường ta được chấp ngươi ba chiêu thẩm doanh doanh chống nạnh xua tay dũng cảm nói lâm tính vương mình nhảy khỏi thủy tạ làm ba quả cầu tuyết như nghệ nhân siết ảo thuật ném từng cái tới không trung lại lần lượt tiếp được nhìn ra một đám hài tử vỗ tay bảo hay sau khi xoay chuyển vài vòng bỗng nhiên lắc cổ tay bụt bục bục, bục chuẩn xác đập vào trên đầu thẩm doanh doanh thẩm doanh doanh bị đập trúng trốn mắt nửa ngày mới phản ứng được cái tên này chỗ nào giống không biết chơi rõ ràng chơi rất giỏi lâm bất phụ ngươi đợi đấy dứt lời giơ lên một quả cầu tuyết lớn đuổi theo lâm tính chạy đi ai tự ngươi nói chấp ta ba chiêu lâm tính cười trượt chạy trên mặt băng nhưng hắn không am hiểu cái này chạy hai bước đã ngã sắp xuống bị tuyết lớn của thẩm doanh doanh đập trúng qua wow, đám tiểu hài tử thấy có người ngã xuống lập tức kêu la nâng tuyết muốn chôn lâm tính lâm tín vừa thấy đại sự không ổn nỗ lực đứng dậy có điều mặt băng quá bóng loáng chân duỗi tay quơ không lấy sức nổi mắt nhìn đống tuyết lớn sắp đập tới ở thế ngàn cân treo sợi tóc được thẩm lâu một tay nhấc lên che chở vào trong ngực câu tuyết tán loạn đập vào trên tấm lưng rộng rãi của thẩm lâu tán thành những mảnh vụn tuyết tung tóe bọn nhỏ thấy đập phải thẩm lâu kêu sợ hãi giải tán lập tức nhìn ngươi xem lớn lên xấu như vậy hù hài tử bỏ chạy, lâm tín nằm nhòi trên bả vai thẩm lâu, nhìn đám tiểu hài tử chạy xa. Ừm, thẩm lâu thuận miệng đáp lời, lau vụn tuyết tan thành nước đá trên người hắn, chớ thương tâm, ở trong mắt ta, ngươi chính là ánh trăng trên chín tầng trời, sao trời trong giải ngân hà, dễ nhìn đệ nhất thiên hạ. Lâm tín nâng mặt thẩm lâu, vô cùng nghiêm túc nói, thẩm lâu bị hắn chọc phát cười, nhận được lời như vậy, thanh khuyết vô cùng cảm kích, dứt lời, nhận mấy công cụ tử su đưa tới, kéo lâm tính ra giữa hồ thẩm doanh doanh đứng ở một bên là nàng có bệnh về mắt sao huynh trưởng nhà mình rõ ràng là tuấn nam mỹ mạo số một số hai đại dung sao còn phải cảm kích lâm tính không chê y xấu nhưng mà chẳng ai để ý tới chân lý trong lòng tang hồ quần chúa hai người kia đã ra tới giữa hồ đục băng bắt đầu câu cá thẩm lâu thả câu rồi tĩnh tọa trên mặt hồ băng nửa ngày cũng có thể bất động ngược lại lâm tính ngồi không yên lưỡi câu thả xuống không tới một nén nhang đã nhấc lên đến kiểm tra rỗng tuyết, nhiều lần vẫn như vậy, không còn nhẫn nại, ném cần câu đưa mắt nhìn bốn phía. Giữa hồ chỉ có hai người bọn họ, gió lạnh hiu quạng, băng tuyết mênh mông, chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, hắn có thể tâm bình khí hòa câu cá trên hoáng tinh hải thế này, nhất thời có chút trố mắt, tính tính, thẩm lâu đột nhiên kéo tay hắn, đừng sợ, lâm tính chớp mắt mấy cái. Nhớ tới thẩm lâu vừa rồi vội và cuốn cuồng không để bọn nhỏ dùng tuyết chôn hắn, mới hiểu được, Người này vẫn còn chú ý việc chín tuổi năm ấy, kỳ thực, hắn đã không còn sợ đất trời ngập tràn băng tuyết lâu rồi, nhưng nhìn thấy ánh mắt Thẩm Lâu, cảm thấy mình cần phải nũng nịu y, kéo tay vô dụng, người đến ông ta mới được, Lâm Tín tiến đến trước mặt Thẩm Lâu, mắt chăm chú nhìn y, đôi mắt dẫn theo vẻ đau xót kia, nhất thời sáng lên. Thẩm Lâu mở áo khoác lông hồ ly của Lâm Tín ra, ông hắn ngồi xuống, dùng áo khoác bọc lấy cả hai người, Lâm Tín đắc ý mà vùi trong lòng ngực Thẩm Lâu lười biến nháp lớn, nhìn y tiếp tục câu cá, đưa con cá này tới Nam Vực, nói cha ngươi sai người mang cho tin phu nhân, phụ thân tự có tính toán trước, không cần lo ngại, thẩm lâu đem đám cá đông cứng nối liền nhau lên bờ, cái này cho ngươi ăn, tiểu hàng ngư là mỹ vị độc nhất chỉ có ở hoáng tinh hải, ăn rất ngon. Lâm tính ăn một con cá nướng lửa than, liền đem khả năng thẩm cha đang bị sư bá đánh quăng lên chín tầng mây, tuyết càng rơi càng lớn, gió đêm lạnh lẽo buổi chiều đã đóng chặt cửa sổ lại, sáng sớm hôm sau, thẩm lâu không bị lạnh tỉnh, ngủ thẳng đến canh giờ thường thức dậy luyện kiếm, nhắm hai mắt mò người trong ngực, khoảng không, thẩm lâu trong nháy mắt thức tỉnh, ngồi dậy nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng lâm tính, lập tức chạy đi tìm. Đẩy cửa ra, hoa tuyết như sương như khói phả vào mặt, gia hỏa khiến người ta không an tâm kia, đang mặc áo lót mỏng đắp người tuyết dưới cây phong, nghe tiếng thẩm lâu đi ra, theo bản năng mà giơ tay ngăn trở ngươi sao dậy sớm hơn thường ngày thế, người tuyết còn chưa làm xong, lâm tính có chút tức đến nổ phổi chạy về, không thấy ngươi thẩm lâu nắm chặt hai tay lạnh lẽo của hắn, lâm tính nghe như thế, hơi chột dạ ngừng lại động tác đuổi người, cũng không biết có phải hắn đơn thân độc mã chạy đi giết đại vu hù đến thẩm lâu hay không, sau này, tật xấu giật mình tỉnh trong đêm lại tái phát, cũng may không nghiêm trọng lắm, tỉnh lại nhìn thấy lâm tính ở bên người liền có thể ngủ tiếp ta sau này đều không đi đâu cả, Lâm tính cởi dây cột tóc màu đen trên đầu xuống thắt bên hông người tuyết, dùng chạc cây vẽ mặt mày, tay ngắn, chân ngắn, nghiễm nhiên là thẩm thanh khuyết khi còn bé, đây là tiểu thẩm lâu trên núi tuyết, tồn tại trong ký ức cả hai đời. Trong lòng ngực tiểu thẩm lâu, còn ông một quả cầu tuyết nhỏ, là tiểu lâm tính còn chưa làm xong, ta sớm đã không sợ tuyết, từ lần trước ngươi ông lấy ta trên núi tuyết. Ta đã không sợ nữa, lâm tính cục mắt nhìn người tuyết nhỏ chưa làm xong cái ông ấm ấp cùng mùi hương cây cỏ nhàn nhạt vương vấn không rời trong gió rét thấu xương là cứu tinh duy nhất trong năm tháng ấy hắn ghi nhớ hai đời cuối cùng cũng coi như được đền bù như ý nguyện có thẩm thanh khuyết còn sợ gì gió tuyết thẩm lâu yên lặng nhìn hắn trong mắt dần dần nổi lên ý cười mở miệng đùa hắn như vậy ta có thể yên tâm đi tuần biên ngươi ở nhà ngoan ngoãn chờ ta tuyết lớn rơi là lúc nên dò xét biên giới bắc vực nghe đến sắp tách ra lâm tính lập tức cái gì cũng sợ giống như không xương cốt nhào tới trong ngực thẩm lâu run lẩy bẩy nói tuyết sau lại lớn như thế ta sợ thẩm lâu mím môi nhịn cười vậy ngươi theo ta cùng đi được lâm tính ngửa đầu hôn cầm y tuyết biên cảnh còn lớn hơn nhiều vậy ngươi ông ta ông thật chặt tính tính ngốc thời điểm ngay sau khi hoa đồ mi nở đảo mắt đến lễ đồ mi từ khi hoàng thất có mạch hầm mỏ lộc ly địa vị nam vực không còn độc nhất như trước nhưng các nhà khác vẫn phải dựa vào chu nhan cải làm linh khí chu gia lại là sư môn của đế vương rất được phong trọng kính trọng bây giờ vừa đọc cung vẫn đông như trảy hội lễ đồ mi chư hầu tứ phương đều phải đưa rượu đồ mi tới nam vực lâm tín chỉ mang theo một túi cá khô nhỏ đến còn lại chẳng mang theo lễ vật quý gì hoàng thượng sai ta quản quảng mỏ lộc ly ngày thường không dám tiêu xài bậy bạ ngày trước còn có người cáo buộc lộc tê đài xa hoa dọa ta chỉ có thể ở hoáng tinh hải Lâm tín nằm nhoài trên giường mềm ở lương điện, mặc kệ tinh phu nhân dẫm đến dẫm đi trên người hắn. Chu nhan cải liếc nhìn hắn một cái, giơ tay chạm cốc với thẩm lâu, vạch tội ngươi. À, mấy con cháu chư hầu bị lâm tín giết trước kia, nằm ngoái liên danh bẩm tấu lên, muốn phong trọng trừng trị tầm lộc hầu làm sát người vô tội. Lúc đó phong trọng mới vừa đăng cơ, là thời điểm thiên tử thể hiện công bằng, không nên bao che cận thần. Vì vậy, phong trọng trực tiếp mở tấu chương trong buổi họp triều, đem chuyện năm đó từng vụ từng vụ xử lý rõ ràng, cuối cùng điều tra ra bọn họ ám sát lâm tính trước, ngược lại, định tội lên trên đầu bọn họ. Một câu trẫm vừa đăng cơ, tạm thời mở ra một con đường cho mấy người bật thang xuống, ban đầu đến giải oan, sau phải ngược lại cảm tạ ân đức của thiên tử bỏ qua chuyện cũ. Sau đó, văn võ cả triều đều biết lâm tính là không chọc được, bất phụ, lại đây đánh cùng ta một ván cờ lâm khúc ngồi một bên thưởng thức quân cờ lộc ly, nhìn lâm tính vẫy tay ta không đi lâm tín lắc đầu như trống bỏi chơi cờ với đường huynh hắn không thắng nổi cũng chẳng hiểu sao lâm sơ tỉnh lại thích chơi cờ cùng hắn theo thẩm lâu phân tích là phản ứng của lâm tín khi thua cờ rất đáng yêu đương nhiên lời tâm tình nam nhân của mình nói không thể coi là thật lâm tín đến nay cũng không biết đường huynh suy nghĩ gì còn với hắn xin miễn cho kẻ bất tài đang nói chuyện thì vệ đến báo nói rượu độ mi hoàng gia đã đến ai đưa tới chu nhan cãi thờ ơ hỏi là thì vệ còn chưa dứt lời, người đưa rượu đã đi vào rồi, có nước ô mai ướp lạnh sao? Mau tới một bát, phong trọng một thân trang phục công tử ca bình thường, trong tay còn cầm quạt xếp, thoải mái, không nhiều phong nhã mà quạt, nam vực nóng quá, hoàng thượng, mọi người lập tức đứng dậy hành lễ, Suỵt, không cần đa lễ, trẫm giả trang khâm sai đến, đừng lộ ra, phong trọng tiếp bát ngọc trong tay thị nữ, ngồi trên giường mềm nhét chung một chỗ cùng lâm tính, ưng ực uống nước lúc này mới vui sướng mà thở dài. Mèo, tinh phu nhân nghiêng đầu nhìn hắn, lại gần ngửi một cái, nhận ra gia hỏa quen thuộc, liền ông lấy eo gấm bên hông phong trọng cọ sát mài móng vuốt. Phong trọng ông tinh phu nhân vào trong lòng, sư bá nương, cả đồng doanh lần trước đưa tới cho ngươi ăn có ngon không? Tinh phu nhân biểu thị mùi vị không tệ lắm, cũng cho hoàng đế bệ hạ một cái tác. Hoàng thượng rời kinh như vậy, sợ là không thích hợp, thẩm lâu kéo lâm tính từ trên giường mềm lên, không cho hắn và phong trọng cò cùng một chỗ. Ân khoa kết thúc, không có việc lớn gì. Trong kinh có bọn đổ hoãn bận tâm, phong trọng xua tay. Ông tin phu nhân té nằm trên giường mềm, chậm đến hít thở không khí. Bởi vì tạm hoãn trước lộc lệnh. Trong triều có nhóm quan chức vì chuyên môn này mà tuyển, này không có đất dụng võ. Những người này làm việc tương đối cực đoan. Phong trọng không muốn trọng dụng, liền đưa hết ra quan ngoại. Trong kinh cần nhân tài gấp. Ở năm đăng cơ thứ hai mở ân khoa, một năm qua phong trọng mỗi ngày bận đến gót chân đánh sau gáy, không có ngày nào rảnh rỗi. Gần đây, cuối cùng cũng coi tạm thời thu xếp ổn thỏa, liền chạy như một làn khói ra khỏi kinh thành, lưu lại đổ thừa tướng dậm chân trong cung. Tinh phu nhân đạp mặt hoàng đế bệ hạ nhảy ra, dựng đuôi thẳng như cột cờ chạy về bên người chu nhan cải, ngồi xổm trên đầu gối muốn ăn cá khô. Thì nữ sớm đem cá khô lâm tính mang đến các thành đoạn ngắn, đặt trong đĩa ngọc, chu nhan cải vê một mảnh đút cho mèo, không mặn không nhạt nói, có thể chơi đùa, qua lễ đồ mi thì cút hết cho ta, nhiều người chui vào lương điện như vậy, không mát mẻ gì cả. Tinh phu nhân ngại nóng không cho ông, ăn xong cá khô liền lắc lắc chạy đi. Chúng ta vốn tính qua lễ đồ mi sẽ đi, lầm tính nằm nhoài trên vai thẩm lâu, cùng tinh phu nhân đầu mày cúi mắt, sư phụ gần đây có trở về không? Lúc trước có sứ giả đông doanh đến bái cống, chu tinh ly nói muốn đi đông doanh nhìn một cái, liền chạy theo, vẫn luôn không có tin tức. Nhắc đến đệ đệ, sắc mặt chu nhan cải càng thêm không tốt, hừ lạnh một tiếng, ông lấy tinh phu nhân đi về phía nội thất, xem ra là không về. Lâm Khúc bê bàn cờ tới trước giường mềm, kéo Phong Trọng chơi cờ cùng hắn. Phong Trọng không xương cốt nữa nằm trên giường nhỏ, nhặt quân cờ tùy ý đặt xuống, sao các ngươi đều không vào cung chơi, trẫm một mình trong cung chán chết đi được, lên làm hoàng đế, mới hiểu việc xấu này khổ cực nhường nào. Đi sớm về tối thì không nói, đến đùi gà cũng không thể tùy tiện ăn. Ha 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 ha, Lâm tính không phải lần đầu tiên nghe phong trọng oán giận, mỗi khi nghe đều không nhìn được cười hắn, hoàn thất nhiều quy củ, lấy tao nhã làm trọng. Buổi chiều nếu đói bụng, chỉ có các loại nước thanh nhẹ, phong trọng nhìn nửa tháng, rốt cục không thể nhìn được nữa, vùng bút lớn lên sửa lại quy củ ngự trù, một, mới có thể ăn hiếp đáp gà vịt vào buổi tối. Một bữa ăn cho vua, không cho cười, qua giúp ta nhìn cờ, phong trọng dương mắt trừng hắn, lâm tính nhìn thấy ván cờ liền đau đầu, làm gì có kiên trì, lôi kéo thẩm lâu ra ngoài chơi, cờ của lâm khúc quỷ quyệt, cờ của phong trọng thâm mưu, chiến lực hai người ngang nhau, cần gì đến cái hạng chơi cờ dở ẹt như hắn chỉ điểm. Trong thành bồ đề vô cùng náo nhiệt, tiểu thương bán hoa dùng khẩu âm nam vực thét vang dội, xuân về, hoa nở, lan quân có ý tặng đồ mi. Trong lúc ngơ ngẩn phản phất trở về mấy năm trước, khi đó hai người bọn họ chưa biết đối phương trọng sinh, không dám cùng người nói ra tiểu tâm tư, tặng nhau một đóa hoa ngươi có nhớ không lúc đó đáp ứng làm tức phụ ta lâm tính tiện tay cầm một nhánh hoa lời nói thủa thiếu thời há có thể thật chứ thẩm lâu trong mắt chứa ý cười mà nhìn hắn không ngờ ngươi lại là ngụy quân tử chiếm ta thân thể cũng không cho ta danh phận lâm tính ném hoa tới trên người thẩm lâu đầy mặt bi phẫn nói không phải thú thê sao sao lại là ta thẩm lâu không hề bị lay động cho tiểu thương đang trận mắt ngoác mồm mấy đồng tiền lâm tính không diễn nổi nữa chơi xấu chôn mặt đến trên vai thẩm lâu, một lát sau nóng đến phải ngẩng đầu lên. Hai vị công tử, đến chỗ hồ đại tiên này tính một quẻ đi, nơi bóng mát bên rìa đường, bày một sạp hàng không đáng chú ý. Giữa ngày nắng nóng, người bày sạp lại khoác khăn lông hồ ly quanh cổ, mang mặt nạ hồ ly. Trên lá cờ viết, hồ tiên tính nhân duyên. Lâm tính kéo thẩm lâu đi tới, gõ gõ bàn, người có thể tính gì, chỉ tính nhân duyên, giọng hồ đại tiên thô lệ, hệt như tiếng hồ ly nữ tử đi ngang qua đều có chút sợ sệt, nam tử có tí gan mới dám lại gần xem trò vui. lâm tín vén vạt áo ngồi xuống, vậy xem cho ta đi. hồ đại tiên nhổ mấy sợi lông từ khăn trên cổ xuống, đặt giữa lòng bàn tay lâm tín bảo hắn nắm, dùng chu sa vẽ một đạo phù văn, lại lấy lông hồ ly xuống châm lửa, khói xanh theo gió tung bay. hồ đại tiên trầm mặt nửa ngày, mới xa xôi mở miệng, nhân duyên của ngươi đã định, nhân duyên này không thể nói được tốt xấu, bất quá không có duyên có con cháu sợ là phải đoạn tử tuyệt tôn, đây gọi là mệnh, nói thế sao, có người không ưa đoán mệnh tầm thường, cho dù nhìn ra cái gì không tốt đều sẽ lựa cách uyển chuyển mà nói, người này nói thẳng nhân gia người ta đoạn tử tuyệt tôn, cơ bản muốn ăn đòn, thẩm lâu ngược lại hơi kinh ngạc, híp mắt nhìn đại tiên này, lâm tín giả vờ kinh ngạc hỏi, vậy có cách gì phá giải, có, hồ đại tiên móc từ trong túi ra viên thuốc đen xì, ta có tử hoàng, ngươi ăn bao nhiêu tử thì có bấy nhiêu phút. Thấy ngươi hữu duyên, lấy rẻ một trăm lạng đi. Người ban đầu còn có chút e ngại hồ đại tiên, thấy hắn bắt đầu đòi tiền, thì không sợ nữa. Náo loạn nửa ngày, hóa ra là bọn giang hồ bịt bợm, giả thần giả quỷ lừa gạt tiền. Lâm tính ngược lại vui mừng tiếp nhận dược hoàng kia, ngẩng đầu nhìn về phía thẩm lâu, lan quân, chúng ta có thể có hài tử, thái dương thẩm lâu liền đau, đại tiên còn viên nữa không, sư phụ ta cũng cần dòng giỏi, trở lại cho hắn ăn một viên, lâm tính một mặt thành khẩn nói. Tây Hồ Đại Tiên lấy tiền rung một cái, một tay xốc mặt nạ lên, lộ ra gương mặt tuấn tú không mấy đường hoàng của Chu Tinh Ly, tiểu tử thúi, nói hưu nói vượng cái gì, Chu Nhị Thúc, thẩm lâu lấy làm kinh hãi, lập tức kéo lâm tính ra phía sau, tránh thoát sư phụ tác tới, Chu Tinh Ly ném trang phục, nhảy dựng lên muốn đánh đồ đệ, thẩm lâu nhịn cười che chở lâm tính, mặt nạ hồ ly này, là đồ đông doanh, ai, mặt nạ của ta, Chu Tinh Ly nghe vậy liền tỉnh, nhanh chóng xoay người đi kiếm lâm tính nhân cơ hội kéo thẩm lâu bỏ chạy. Mặt trời thời khắc lễ đồ mi rực rỡ ngàn dặm, nhất định không thể mát được. Tinh phu nhân ngồi sổng trên nóc nhà, nhìn phố xá náo loạn phía xa, giơ chân lên đạp đạp lỗ tai. Thực sự là nóng quá a, à. mèo. meo, thẩm lâu từ trong mơ màng tỉnh lại, thân thể ngập trong đau đớn bé nhỏ mà dày đặc, nhưng không nghiêm trọng lắm, giống như là xăm hình đầy người, da thịt từng trận lạnh lẽo, lụa đỏ khắp nơi, xa xa có tiếng nước chảy róc rách, ấm áp như xuân mê mang chốc lát, giơ tay xoa xoa mi tâm, dây khóa trên cổ tay khẽ động, phát ra tiếng va chạm nhỏ vụn. Công đen thui, nhắc nhở tình cảnh thẩm lâu lúc này, y bị lâm tính cướp đến lộc tê đài, khóa lại, vương mình xuống giường, thẩm lâu giật giật tứ chi, mọi cảm giác mệt mỏi do phệ linh mang đến đều biến mất, chỉ còn sót lại cảm giác linh mạch trống trơn đến vô lực. Không biết lâm tính dùng thủ đoạn gì, tạm thời chế trụ quỷ vật kia, giúp y hoạt động như thường, chỉ là không còn linh lực một đầu dây khóa với đầu giường, theo thẩm lâu chuyển động mà cùng cục cùng cục kéo dài. Lúc trước vì phệ linh phát tác, thần trí ảm đạm, còn chưa nhìn kỹ nơi này, hôm nay là ngày đông, trong cung thất lại không hề lạnh, đã hoa cương mại nước rồi đốt đến ấm áp, cởi trần cũng không sao, thẩm lâu chỉ mặc một cái quần, đi chân trần trên đất, tới nơi cách cửa cung năm thước thì dừng lại, khó tiến thêm nữa, gian phòng này tròn, giường bày ở chính giữa, dây khóa có thể để y tự do đi lại trong cung thất cách tất cả cửa sổ xa năm thước huyền vương điện hạ đánh đâu thắng đó chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có ngày biến thành chim hoàng yến nhắm mắt lại quay người đi trở về cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi hương án vừa còn bên người bỗng nhiên chạy xa tới hơn một trượng còn mình thì đang đứng tại một nơi nhiệt khí mịt mờ mê trận thẩm lâu lập tức rõ ràng đây là trận pháp lâm tính bày xuống lâm bất phụ học từ đại sư trận đạo chu tinh ly đối với trận pháp khống chế có thể nói đạt tới đỉnh cao một khi bước vào ảo trận, tiếp theo rất có khả năng chính là sát trận. Đơn giản không đi nữa, ngồi xuống ngay tại chỗ, ngươi đã tỉnh, lâm tính mặc một thân áo lót dao tiêu đỏ tươi, chậm rãi đi tới, khỏe môi mang theo ý cười như có như không, thẩm lâu nhìn hắn, không nói lời nào, lâm tính đi tới bên cạnh y, chậm rãi ngồi sống xuống, cười nhìn y, sao không đi? Không tìm được đường về, ngữ điệu ôn nhu dường như muốn chảy ra nước, thẩm lâu chưa từng nghe lâm tính nói chuyện như vậy, kỳ quái nhìn hắn, lâm bất phụ, ngươi bắt ta làm gì, ngươi đoán, lâm tính nắm chặt tay y, kéo người dậy, hai tay nắm lấy nhau, đầu ngón tay thẩm lâu không tự chủ mà rung lên một cái, miễn cưỡng khắc chế kích động nắm lại, tùy theo lâm tính mang y ra khỏi mê trận. Một lần nữa đi về bên giường, ngươi trúng vệ linh, không sống nổi mấy ngày, lâm tính nhẹ vỗ về hai má thẩm lâu, phản phất nói nhỏ với tình nhân, ngươi cả đời này đều hiến tặng cho đại dung. Mấy ngày cuối cùng, liền cho ta đi. Thẩm lâu nhíu mày, hất tay Lâm Tính. Ta không biết ngươi muốn chơi trò gì, nhưng bây giờ biên cảnh báo nguy, đại quân không thể không có ta, ta nhất định phải. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Tính đột nhiên nhấn cơ quan, xích sắt nhanh chóng rút ngắn, kéo Thẩm lâu ngã xuống trên giường. Lâm Tính leo lên, đè lại một tay Thẩm lâu, màu sắc nguy hiểm mà nhìn y, ha ha, Huyền Vương điện hạ sợ là còn chưa biết rõ tình thế, bây giờ ngươi là tù nhân của ta, không có tư cách bàn điều kiện với ta ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ bên cạnh, chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn của lâm tín, mặt dây chuyền lộc ly giữa trán phản xạ ra ánh sáng sặc sỡ, đẹp đến không gì tả nổi. Thẩm lâu lúc này mới để ý, trang phục lâm tín đang mặc là của dòng chính chu gia, chỉ là không mặc áo lót, chỉ tùy tiện khoác lên giao tiêu ngoài, xuyên thấu qua vải the có thể nhìn thấy đường viền thân thể và hai điểm hoa anh đào hồng như ẩn như hiện. Hô hấp thẩm lâu hơi ngưng lại, dời mắt không nhìn hắn, mới cắn răng nói, không biết xấu hổ. Cái này mà xấu hổ. Ta còn có chuyện càng xấu hổ hơn muốn làm với ngươi đây, Lâm Tín ghé sát vào ngửi mùi hương giữa cổ thẩm lâu, mê say mà thở dài, sau đó mạnh mẽ cắn lên. A, à, thẩm lâu rên lên một tiếng, cả người cứng ngắc không nhúc nhích. Lâm Tín và y không đội trời chung, bởi vì y cản trở khiến cho cứu viện phong trọng thất bại, gián tiếp hại chết phong trọng, hẳn là vô cùng hận y đi. Không đợi nghĩ xong, Lâm Tín đã nhả ra, bắt đầu tinh tế liếm láp vết cắn kia từng chút từng chút hướng phía dưới lâm tín thẩm lâu đột nhiên khẽ run rẩy cuối cùng đã hiểu rõ người này muốn làm gì rồi dãy dụ muốn thoát khỏi hắn nhưng một tay bị xích sắc cố định tay còn lại bị lâm tín linh lực dội dào áp chế căn bản không thể động đậy sợ ha 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 lâm tín chống thân thể lên trong mắt tràn đầy hứng thú thế gian này cũng có thứ thẩm thanh khuyết ngươi sợ thực sự là hiếm thấy nói như vậy từ đầu giường lôi ra một cái còng khác khóa luôn cái tay còn lại của thẩm lâu lại, kéo đến cố định vào cơ quan, ngồi giữa eo y, đầy hứng thú mà nhìn thẩm lâu dãy dụa, thẩm thanh khuyết ngông cùng tự đại, như hồ điệp bị đóng đinh trên bàn, phí công dãy dụa, theo hắn hôn môi xoa xoa, trong mắt dần dần hiện ra tuyệt vọng. Màu sắc lâm tính hơi tối tâm, chính mình đụng vào lại khiến y khó có thể chịu đựng như vậy sao? Lâm tính, thẩm lâu khó khăn gọi tên hắn, rồi không nói nữa, mím thật chặt môi mỏng, giàn vặt cũng tốt, nhục nhã cũng được, y đều có thể thản nhiên chịu đựng, chỉ là y không chịu nổi lộ ra trò hề ở trước mặt lâm tín, khác nào xé vùng mình để cho cái người vô tâm này xem. Lâm tín cười lạnh một tiếng, hơi lùi về sau, đang định dùng thủ đoạn dằn vặt thẩm lâu, lại bất ngờ đụng phải một đồ vật cứng như sắt, không khỏi sững sờ. Hắn kỳ thực còn chưa đùa dẫn mấy, người này vậy mà đã nổi lên phản ứng, thân thể của nam nhân lúc này không chịu nổi mê hoặc, nhưng thẩm thanh khuyết nào phải người thường, ý chí của y có bao nhiêu kiên định. Lâm tính quá rõ ràng, chẳng lẽ thẩm thanh khuyết đối với mình là có tình? Ý niệm như vậy vừa xuất hiện, phản phất đem tâm lâm tính đổ tới trong chảo dầu rán chìm nổi chập trùng, biến hóa, lượng lờ giữa chính tầng tiên cảnh và tầng 18 địa ngục, thanh khuyết, thanh khuyết, lâm tính gặm cắn lung tung trên người thẩm lâu, muốn hôn cặp môi mỏng kia, lại bị thẩm lâu tàn nhẫn tránh né, hôn vào khoảng không, chút hy vọng yếu ớt trong lòng mới vừa le lói nháy mắt vụt tắt. Nắm cầm thẩm lâu, bức y nhìn mình, lâm tính nhìn y chầm chầm nửa ngày, không nhìn ra bất kỳ tình ý từ trong cặp mắt kia, chỉ có tuyệt vọng cùng căm hận, tự dễu nở nụ cười, lâm tính không cần nhiều lời nữa, lột xuống thứ duy nhất che đậy thân thể trên người thẩm lâu, lâm tính. Lâm bất phụ, thẩm lâu biết lâm tính muốn làm gì, hai mắt đỏ ngầu dãy dùa, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn một chút, miễn cho chịu khổ, lâm tính giữ tận mà nói, chẳng khác nào thổ phỉ cưỡng đoạt dân nữ từ vai thẩm lâu bắt đầu mút hôn gặm cắn, hô hấp thẩm lâu càng ngày càng gấp rút, từng trận nhiệt lưu theo môi lưỡi và ngón tay lâm tính tháo chạy khắp toàn thân, nóng tới bụng dưới. Từ khi vừa mười mấy tuổi, lâm tính đã trở thành người duy nhất khiến y sản sinh dục vọng, bây giờ người này lại cưỡi trên người y, không kiên kỵ mà châm lửa. Đáng tiếc, đây không phải hai bên tình nguyện giao hòa, mà là hung ác làm nhục. Sao lại lớn như vậy, lâm tính nắm tiểu thẩm lâu, nghi hoặc mà lầu bầu một câu tên kia so với thẩm lâu thì thành thực hơn nhiều ở trong tay lâm tính mà hưng phấn phồng lên theo va chạm của hắn tích xuất ra nước thẩm lâu nghe lâm tính cười nhẹ chậm rãi siết chặt nắm đắm thẩm thanh khuyết ngươi biết nam nhân với nam nhân thì làm sao không lâm tính cười hì hì hỏi y biết tiếp đó sẽ phát sinh gì sao thẩm lâu không đáp nhắm mắt lại không nhìn hắn nữa chờ sự xâm nhục sâu vào trong cơ thể nhưng mà đau đớn theo dự liệu vẫn chưa phát sinh ngược lại đồ vật cương đến mức sắp nổ tung kia bị một nơi ấm áp, hẹp chặt ngậm vào. Hả, thẩm lâu kinh ngạc mở mắt ra, liền thấy lâm tính chống đỡ ở trên người y, từng chút từng chút ngồi lên cự vật dữ tợn kia, yên lặng sững sờ tại chỗ. À, đau, tự có chút đau, lâm tính ngồi xuống một tí đã không nhìn được đào tẩu, sau đó liền nhíu mày ngồi trở lại, thở dốc hai lần, tận lực thả lỏng thân thể, chậm chậm mà kiên định nuốt cự vật kia vào thân thể. A, à, hai người đồng thời rên rỉ lên tiếng, chật, ngươi bây giờ chiếm thân thể ta, liền là của ta rồi, đôi môi lâm tính hơi trắng bệt, trong mắt lại tràn đầy ý cười, hai tay chống trên ngực thẩm lâu, chậm rãi chuyển động. Mồ hôi làm ướt hồng y mỏng manh, dính sát trên người lâm tính, lộ ra màu sắc của da thịt, lâm tính ban đầu còn hơi phát run, lắc lắc thì thấy thú vị, bắt đầu gia tăng phạm vi, trong miệng cũng không ngừng được mà phát ra tiếng than nhẹ hừ hừ, vừa tự như đau đớn, vừa tự như sảng khoái, thẩm lâu ban đầu còn nhẫn nhịn, không chịu phát ra tiếng kêu, hô hấp theo động tác của lâm tính càng ngày càng nhanh không nhịn được siết chặt thân giường cảnh tượng trước mắt từng xuất hiện trong vô số giấc mộng ngọt ngào của y khiến lý trí của y càng trôi dạt càng xa xôi cùng cực không biết chạm phải chỗ nào trên cơ quan xích sắt trên cổ tay đột nhiên buông lỏng thẩm lâu lập tức giơ tay lên bóp lấy thắt lưng lâm tính hả lâm tính ý loạn tình mê không biết xảy ra chuyện gì dùng con mắt mơ màng hiện ra hơi nước nhìn sang sau một khắc liền đột nhiên bị đỉnh lộng gia tăng trêu đến kinh hô thành tiếng a à, tự hồ ngại như vậy chưa đã nghiền thẩm lâu vương mình một cái đem lâm tính áp đến dưới thân nắm lấy cặp kia chân thon dài khiêng đến trên vai lâm tính biết không ổn hoảng sợ nhìn về phía thẩm lâu ngươi làm cái gì đây không phải đều là ngươi muốn sao thẩm lâu mặt lạnh đột nhiên đánh tới phía trước vùi thật sâu vào thân thể lâm tính a à, tiếng kêu lâm tính nghẹn trong cổ họng đau nhẹ chút đây đều là ngươi tự tìm. lâm bất phụ thẩm lâu gầm nhẹ một tiếng, ấn lại vai lâm tính, mãnh liệt lắc lư, giường gỗ rộng lớn bị giằng vặt, cọt kẹt vang vọng, lâm tính ngẩng đầu lên, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, a, à, đau, đau, tha ta, nha, khóe mắt thấm ra nước mắt, lướt xuống đến màu đỏ tươi trên giường, lưu lại một mảng ẩm ướt. Khó khăn ông lấy cổ thẩm lâu, muốn một cái hôn an ủi, đổi lấy lại là va chạm càng thêm mãnh liệt, không biết qua bao lâu, tình hình điên cuồng này mới kết thúc, lâm tính hơi co quắp hôn mê ngủ thiếp đi, cho nên không nhìn thấy thẩm lâu đầy mắt thương tiếc cùng dãy dùa, thẩm lâu chống đỡ phía trên, lặng lặng mà nhìn hắn, lâm tính ngủ thiếp đi ôn hòa, vô hại, khóe mắt còn mang theo nước mắt, phản phất bị bắt nạt. Nếu người này vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết bao, bao nhiêu gia quốc thiên hạ, thay chất thành núi, máu chảy thành sông vắt ngang giữa bọn họ đều sẽ không xuất hiện, chậm rãi, chậm rãi đến gần. Nhìn chầm chầm bờ môi tràn đầy dấu răng kia nửa ngày, nhẹ nhàng in lên một nụ hôn, đột nhiên ngồi dậy, run rẩy hít sâu một hơi, thẩm lâu trầm mặt chốc lát, giơ tay cho mình một cái tác, quay người nhảy xuống giường, nặng nề đi đến hướng dục phòng, thẩm lâu từ trong mộng tỉnh lại, đập vào mắt vẫn là một mảnh lụa đỏ mềm mại, chỉ là trong lòng còn ông một thân thể bóng loáng dẻo dai, sao vậy, lâm tính mơ mơ màng màng mở mắt ra, xoay người quay mắt về phía thẩm lâu, ngáp thật lớn, vừa mới mơ thấy kiếp trước, việc kiếp trước ngươi đem ta khóa trên lộc tê đại ngữ khí thẩm lâu có chút không cao hứng lâm tín hơi chột dạ dù nói thế nào năm đó cũng là hắn cưỡng bách thẩm lâu nhưng chột dạ cũng không ngăn được lâm hầu gia chiếm lý ngươi khi đó cũng không chịu hôn ta cho dù là đều chà đạp ta hết từ trong ra ngoài cũng không nguyện an ủi ta một chút nghe nói như thế đầu quả tim thẩm lâu đau đớn cúi đầu hôn khóe miệng lâm tín bất đắc dĩ khai ra bí mật mà mình đã ẩn giấu nhiều năm kỳ thực ta hôn ngươi sau khi ngươi ngủ hả hai mắt lâm tính đột nhiên sáng lên có thật không ngươi hôn thế nào liền như vậy thẩm lâu đến gần biểu diễn cái hôn như chuồn chuồn lướt nước không đúng không đúng ta khi đó đang ngủ nói vương mình một cái bằng phẳng nằm trên giường nhắm mắt làm bộ ngủ say thẩm lâu bất đắc dĩ nở nụ cười đến gần lặp lại một lần còn chưa đứng dậy liền bị lâm tính vọng tay ông lấy cổ ha ha bắt được ngươi trọng hôn trong mắt lâm tính trạng đầy hưng phấn phản phất về lại đời trước trong nháy mắt đó lấp đầy lỗ hổng trong lòng đúng vậy ta trọng hôn ngươi chấm nhỏ trong con ngươi từng chút lan rộng tràn đầy ý cười hai người ôm nhau náo loạn một hồi lâm tính vịn cổ thẩm lâu tiến đến bên tai y dùng ngữ khí thuần lương vô tội làm nũng nói cứng rồi hô hấp thẩm lâu đột nhiên hơi rối loạn hôn môi lâm tính, thấp giọng nói không sợ ta tới hết chương chín mươi lăm hết truyện cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha